Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 81. Lúc này kim đao màu vàng run lên, lập tức phát ra một tiếng vang trầm thấp. Thanh âm này giống như sấm sét lại giống như rồng ngâm. Thế nhưng lực xuyên thấu so với tiếng rồng ngâm còn mạnh hơn nhiều. Cũng trong sát na này, bên trên kim đao màu vàng có kim quang bắn ra. Kim quang này không ngờ lại bắn về phía năng lượng quỷ dị kia, dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá hủy cỗ năng lượng quỷ dị đó. Sau đó lại trực tiếp tiến vào trong mi tâm của Bạch Linh. Quang mang màu vàng dọc theo năng lượng quỷ dị tiến tới thú hồn của Bạch Linh. Quang mang màu vàng trực tiếp bao phủ phía trên thú hồn của Bạch Linh, kim quang nhanh như thiểm điện tách ra. Ken két. Trong nháy mắt thú hồn của Bạch Linh run lên, kim quang xuyên qua thú hồn. Ở trong thú hồn, năng lượng quỷ dị trong thú hồn của nàng dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng lập tức tiêu thất. Tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Có lẽ ngay cả một tức cũng không tới, quang mang màu vàng biến mất. Kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên lần nữa trở lại trên tiểu hồn anh. Linh hồn lực được thu hồi, Lục Lâm Thiên khiếp sợ, lần đầu tiên kim đao màu vàng có động tĩnh như vậy, tiếng vang vừa rồi quá mức rung động. Quang mang màu vàng đảo qua một cái, không ngờ lại đem năng lượng quỷ dị trong thú hồn của Bạch Linh phá hủy sạch sẽ, ngay cả một tia cũng không sót lại. Khi hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, Bạch Linh cũng nhìn vào đôi mắt Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vừa rồi đạo kim quang tràn vào trong đầu khiến cho linh hồn của nàng trong nháy mắt phủ phục. Cỗ khí tức kinh khủng kinh bình sinh nàng mới chứng kiến, cỗ khí tức này khiến cho từ sâu trong linh hồn nàng có cảm giác nhỏ bé. Sau khi quang mang màu vàng biến mất thì nàng mới khôi phục lại. Mà tất cả chuyện này, lúc này Bạch Linh cũng tưởng rằng chính là kiệt tác của Lục Lâm Thiên. Khí tức mạnh mẽ này tới từ trên người Lục Lâm Thiên. Đừng phân tâm, còn một bước cuối cùng nữa. Lục Lâm Thiên rung động, thế nhưng ngay lập tức chấn chỉnh, bây giờ không phải là lúc phân tâm. Bạch Linh gật đầu, hai tay kết thủ ấn, năng lượng chấn động, bên trong hỏa long đỉnh tức thì xuất hiện một màn quỷ dị. Bên trong mặt nước màu đen kéo về phía thân thể Lục Lâm Thiên, mà màu đỏ thì kéo về phía thân thể Bạch Linh. Sau đó sắc mặt tái nhợt của Bạch Linh chậm rãi khôi phục vẻ hồng nhuận. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đang đem huyết độc trong máu của Bạch Linh kéo vào trong cơ thể mình. Máu tươi của hai người cùng tồn tại trong hỏa long đỉnh thế nhưng lại không dung hợp lại một chỗ. Mà chỉ là Lục Lâm Thiên dùng năng lượng linh hồn dưới sự phối hợp của Bạch Linh dẫn dắt huyết độc vào trong máu tươi của hắn mà thôi. Siêu! Huyết độc tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khí tức quỷ dị bên trong huyết độc lập tức quanh quẩn trong người hắn. Mà bên trong còn có một cỗ yêu nguyên cực lớn xông tới. Đám huyết độc này vốn đã lẫn lộn một chỗ với năng lượng yêu nguyên. Trong cơ thể có năng lượng lạ lẫm xông vào, âm dương linh vũ quyết không cần Lục Lâm Thiên vận chuyển cũng tự động vận chuyển. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, năng lượng yêu nguyên trong huyết độc lập tức bị luyện hóa. Đây cũng là điều nằm trong dự đoán của Lục Lâm Thiên. Hít! Trong hỏa long đỉnh cuồn cuộn, ước chừng kéo dài nửa canh giờ. Mặt nước bên trong hỏa long đỉnh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Âm dương linh vũ quyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên dừng vận chuyển. Nước trong đỉnh vốn do Lục Lâm Thiên thúc dục thuộc tính thủy hội tụ, cho nên lúc này cũng bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, dường như bản thân nàng đã không còn gì đáng ngại nữa. Dường như ta cũng không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra. Năng lượng yêu nguyên bên trong huyết độc còn không ít, sau khi luyện hóa có lẽ số năng lượng này còn mạnh hơn chân khí của Vũ Tôn Nhị Trọng. Bất quá đối với tu vi của hắn mà nói cũng không tạo thành tác dụng quá lớn, chỉ giống như muối bỏ biển mà thôi. Mà yêu nguyên bên trong huyết độc bị luyện hóa, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được huyết độc dường như cũng bị luyện hóa, căn bản không tìm thấy một chút dấu vết gì. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Huyết độc này dường như cũng không có gì đặc biệt a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như huyết giả có thể nghe thấy những lời Lục Lâm Thiên nói nhất định sẽ bị tức chết. Huyết độc của huyền dực yêu bức nhất tộc này một khi bị dính, coi như cường giả cao cấp mà không thông tạo dụng độc, tuyệt đối khó giải trừ. Tác dụng của huyết độc này ở trong máu cùng với linh hồn, đặc biệt là trên phương diện linh hồn. Phương diện này vô cùng phiền toái, bằng không dùng tu vi của Tử Hiên Lão Tổ muốn loại trừ cũng không khó. Đối với Tử Hiên Lão Tổ, muốn loại trừ cũng không thành vấn đề. Mà chỗ khó chính là không được làm bị thương linh hồn của Bạch Linh. Chỉ cần sơ sẩy sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau,
Tử Hiên lão tổ không tinh thông phương diện này cho nên cũng không dám động thủ. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại vừa vặn có kim quang của kim đao màu vàng, kim quang trực tiếp đem năng lượng linh hồn quỷ dị bên trong huyết độc mà ngay cả Tử Hiên lão tổ cũng không dám động tới phá hủy. Cuối cùng chính là huyết độc trong máu tươi, đây chính là vật do yêu nguyên cùng độc tố dung hợp. Huyết độc trong cơ thể giống như con giòi trong xương không có biện pháp loại trừ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lục Lâm Thiên lại có âm dương linh vũ quyết, trực tiếp luyện hóa yêu nguyên để cho bản thân sử dụng. Tăng thêm thể chất của Lục Lâm Thiên, còn được hỏa diễm màu vàng của tiểu long rèn thể, cho nên một ít độc tố còn lại đối với Lục Lâm Thiên mà nói, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thật sự ngươi không có việc gì sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, căn bản không tin, nàng tưởng rằng Lục Lâm Thiên đang gạt mình. Thật sự không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh khẽ nói, ánh mắt lập tức run lên. Lúc này bên trong hỏa long đỉnh không còn thứ gì khác. Một thân ảnh trắng nõn như ngọc xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Đường cong hoàn mỹ, đôi ngọc thỏ ngạo nghễ trước ngực. Mái tóc ướt sũng sau lưng. Dưới cái bụng bằng phẳng chính là cái eo nhỏ nhắn. Trên sợi tóc có từng giọt nước nhỏ giọt xuống dưới đùi, rồi chảy xuống khoảng trống giữa hai chân. Hít! Nhìn thấy thân thể trắng nõn, mềm mại, vũ mị tới mức tận cùng, tăng thân bản thân Bạch Linh vốn đã yêu mị, Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được nữa mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong yết hầu phát ra tiếng ực, độc long dưới bụng lập tức ngẩng cao đầu. Trực tiếp đâm vào chỗ bên trong hai chân Bạch Linh. Thân thể mềm mại của Bạch Linh run lên, một cảm giác nóng rực từ giữa hai đùi truyền tới. Nhìn thấy vật ngạo nghễ kia nàng lập tức giật mình, vội vàng nhảy ra khỏi hỏa long đỉnh. Siêu! Cánh tay vung lên, yêu nguyên tràn ra, y phục trắng như tuyết trên mặt đất lập tức xuất hiện trên không trung. Thân thể trong nháy mắt xoay tròn, từng kiện y phục lập tức được mặc vào trên người. Thứ đồ chơi không nên thân, lại gây hỏa. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn thứ đồ chơi tùy tiện ngẩng đầu dưới thân, khi thân thể nhảy ra khỏi hỏa long đỉnh thì Bạch Linh đã mặc xong y phục. Chỉ là cái đầu một mực cúi xuống, không dám nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Trong lòng giống như con nai chạy loạn, chống ngực đập thình thịch. Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng mặc y phục, sau khi thu hồi hỏa long đỉnh, hai người đều không nói gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nàng không sao chứ? Lục Lâm Thiên ho khan một tiếng, hỏi Bạch Linh. Cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có còn huyết độc sót lại hay không. Ta không sao. Bạch Linh khẽ nói, mượn cớ phá tan bầu không khí xấu hổ. Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên không tự chủ được mà nghĩ tới cái vật ngạo nghễ dưới hai chân hắn. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, gò má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Chúng ta lên tầng thứ hai, nàng cũng nên điều tức một lát đi. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, tâm thần khẽ động, hai người lập tức xuất hiện trong tầng thứ hai của thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Tâm Đồng kiểm tra huyết độc trên người Lục Lâm Thiên, sau khi thu hồi từng đạo thủ ấn trên người hắn, sắc mặt Lục Tâm Đồng ngày càng nghi hoặc cùng kinh ngạc, nói. Ca ca, sao trong cơ thể huynh không có huyết độc? Chỉ còn một chút dấu vết của huyết độc sót lại, thế nhưng vấn đề cũng không lớn. Ta cũng không biết, dường như vận khí của huyết độc kia không tốt lắm, bị ta trực tiếp luyện hóa. Lục Lâm Thiên nhún vai, mỉm cười nói. Ngay cả tiểu độc ma như Lục Tâm Đồng cũng không kiểm tra ra, xem ra bản thân hắn thực sự không có việc gì. Huyết độc trong linh hồn cực kỳ phiền phức, trong linh hồn huynh thì thế nào? Lục Tâm Đồng hỏi, trong không gian linh hồn của Lục Lâm Thiên nàng cũng không dám tùy tiện kiểm tra. Càng không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên nói, trong không gian linh hồn, có kim đao màu vàng tọa chấn, năng lượng linh hồn quỷ dị kia lập tức bị phá hủy sạch sẽ. Lục Tâm Đồng nghi hoặc, lại kiểm tra trên người Bạch Linh một lần. Bạch Linh cũng không còn gì đáng ngại, tuy rằng trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Thế nhưng kết quả này khiến cho Lục Tâm Đồng vô cùng hài lòng. Bạch Linh tỷ cùng đại ca đều bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng. Không biết Tiểu Long hiện tại thế nào? Bạch Linh có chút lo lắng nói. Tiểu Long tạm thời không có việc gì, thế nhưng hiện tại có một chuyện lại khiến cho ta lo sợ. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Chuyện gì vậy? Lục Tâm Đồng hiếu kỳ hỏi. Nếu như Tiểu Long đang tiếp nhận truyền thừa, có một ít truyền thừa cần thời gian một năm trở lên, thậm chí còn dài hơn. Lục Lâm Thiên vuốt chóp mũi của mình rồi nói. Điều này thì có phiền toái gì? Bạch Linh ngẩng đầu nói. Lúc này nàng đã khôi phục sự yêu mị cùng với lạnh lùng kia.
vẻ thẹn thùng động lòng người khi trước không phải ai cũng có may mắn được nhìn thấy. Hiện tại chúng ta không ra được, thời gian chênh lệch với bên ngoài vô cùng nhiều. Nếu như Tiểu Long thực sự gặp phải cơ duyên mà trì hoãn mất một năm thì chúng ta phải ở chỗ này 20 năm. Vạn nhất Tiểu Long ở lại 2 năm thì chúng ta phải ở trong này 40 năm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tuy rằng đây cũng không phải là chuyện lớn, ít nhất trong này không giống như thời gian ở bên ngoài, mọi người cũng có thêm thời gian bế quan tu luyện. Thế nhưng vạn nhất ở trong này lâu hơn, Lục Lâm Thiên cũng lo lắng tới chuyện tình trong Phi Linh Môn. Ồ, đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long lúc này mới nghĩ tới vấn đề như vậy. Cho dù có thời gian bế quan tu luyện thế nhưng tính ra nếu ngây ngốc trong này mấy chục năm, quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc. Tất cả bế quan tu luyện đi, chúng ta muốn đi ra ngoài thì cũng phải chờ Tiểu Long rời khỏi mật địa truyền thừa mới được. Lục Lâm Thiên nói, nghe vậy mọi người lập tức tự mình tu luyện, Bạch Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi khoanh chân ngồi xuống không gian phía trước. Thủ ấn được kết quang thân được một vòng quang mang màu trắng bao phủ. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn lập tức lĩnh ngộ, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, quang mang thuộc tính quanh quẩn, không ngừng biến hóa trong hai tay, từng đạo thủ ấn luân chuyển. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Lục Lâm Thiên lại móc ra Vô Tự Thiên Thư, tiến vào trong không gian lĩnh ngộ của Vô Tự Thiên Thư. Sau khi ở trong thiên trụ giới mấy tháng, Lục Lâm Thiên lại móc ra huyết lục, tu luyện vũ kỹ. Mọi người đắm chìm trong việc tu luyện của bản thân, Lục Lâm Thiên cũng đắm chìm trong việc lĩnh ngộ, thời gian tuy rằng dài, thế nhưng đối với đám người đang tu luyện và lĩnh ngộ như Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên mà nói, ngược lại cũng không phải quá dài. Trong lúc Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ, khi thì khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, khi thì khó hiểu, khi thì suy tư. Mỗi một lần từ trong trạng thái lĩnh ngộ của Vô Tự Thiên Thư ra, đều có không ít thu hoạch. Trong không gian Huyền Vũ nhất tộc, không gian không nhỏ, đám người lớn nhỏ cùng với tu vi khác nhau trong Huyền Vũ nhất tộc gia tăng, nhân số cũng kinh người. Bên trong cũng có không ít chi thứ, dòng chính bên trong chỉ có mấy ngàn, thượng thiên vô cùng công bằng. Huyết mạch càng cao, số lượng có thể nhân giống càng ít. Tuy rằng số lượng của Huyền Vũ nhất tộc không nhiều, thế nhưng cường giả lại như mây. Thậm chí còn có thể nói, mỗi một tộc nhân sau khi phát triển cũng là cường giả trong đại lục. Huyền Vũ nhất tộc tuyệt đối là thế lực cấp cao trên đại lục. Huyền Vũ nhất tộc dù sao cũng không chỉ có hư danh, bởi vì bọn họ có thực lực tuyệt đối. Bên trong Huyền Vũ nhất tộc, sau khi Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đại náo trong tộc lập tức truyền ra toàn bộ tộc nhân. Dù sao một mình ở trong không gian này, bình thường bên trong Huyền Vũ nhất tộc cũng không có chuyện gì náo nhiệt. Mấy trăm người trong hộ pháp đoàn bị Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long đả thương, hơn 10 hộ pháp bát giai bị trọng thương. Đại hộ pháp cũng bị trà đạp, cuối cùng Huyền Kình Vương và Huyền Doanh công chúa ra tay làm cho hai người này tiến vào trong mật địa truyền thừa. Bên trong có không ít người thêm chút mắm muối tạo thành sóng to gió lớn trong tộc. Mà đối với thân phận của Tiểu Long cũng lặng lẽ truyền khắp toàn tộc. Đối với sự tồn tại của Tiểu Long, bên trong Huyền Vũ nhất tộc cũng chỉ có các trưởng lão biết rõ, bên trong đám người hộ pháp cũng chỉ có những người có tu vi thực lực nhất định mới có thể biết được. Tuy rằng cùng ngày các trưởng lão đã hạ lệnh cấm tin tức Tiểu Long đại náo tộc truyền ra, thế nhưng tin tức lớn như vậy không thể bịt miệng được mọi người. Tin tức này vẫn dùng tốc độ nhanh nhất âm thầm truyền ra chung quanh. Sau khi biết được thân phận của Tiểu Long, cơ hồ tất cả chi thứ có địa vị thấp trong Huyền Vũ nhất tộc tức thì vui mừng. Trong Huyền Vũ nhất tộc chỉ có dòng chính mới có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, một ít người chi thứ thậm chí chỉ có địa vị bình thường giống như Thiên Độc Yêu Long ở trong Thanh Long nhất tộc. Trong Huyền Vũ nhất tộc cũng như vậy, mà lúc này Tiểu Long cường hãn xuất hiện khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Ai nói chi thứ cùng với người có huyết mạch không thuần khiết không thể xuất đầu, Tiểu Long chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi chuyện xảy ra, chuyện này vẫn là tiêu điểm mà mọi người len lén nghị luận. Thậm chí còn có không ít người lén lún tụ tập bên ngoài hạp cốc tìm hiểu động tĩnh. Chờ tư thái oai hùng của Tiểu Long xuất hiện. 4 tháng trôi qua, sắc mặt đại hộ pháp bên ngoài càng lúc càng bất an. Không hề nghi ngờ, Tiểu Long ở bên trong Huyền Vũ Điện lâu như vậy nhất định là đang tiếp nhận truyền thừa. Thời gian 4 tháng trôi qua, trong một không gian yên tĩnh, quang mang màu lam bao phủ, Tiểu Long khoanh chân ngồi im, quanh thân vẫn bị quang mang màu lam bao phủ. Một cỗ quang mang quỷ dị trực tiếp rót vào thân thể Tiểu Long, khí tức trên người Tiểu Long cũng không ngừng kéo lên, dường như kéo tới đỉnh phong.
Mà thời gian bên trong thiên trụ giới lúc này vô cùng dài, sau khi Lục Lâm Thiên giúp Bạch Linh giải trừ huyết độc, bên ngoài đã trải qua gần 2 tháng, thời gian bên trong đã trải qua 4 năm. Trong 4 năm này, Lục Lâm Thiên một mực lĩnh ngộ. Mỗi một lần trải qua lĩnh ngộ trong Vô Tự Thiên Thư đều là vài tháng. Chỉ riêng thời gian Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ trong Vô Tự Thiên Thư cũng đã gần 2 năm. Phù! Mà lúc này trong không gian Lục Tâm Đồng tu luyện bắt đầu có chấn động kịch liệt truyền ra. Khí tức đột nhiên kéo lên, không biết từ lúc nào quanh thân nàng đã tràn ngập quang mang trắng đen. Độc khí quanh quẩn trong không Gina, một cỗ khí tức cường hãn đang chậm rãi kéo lên. Một lát sau, khí tức chấn động ngày càng kịch liệt. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực từ trên người Lục Tâm Đồng tràn ra. Giống như gặp phải nút cổ chai lớn vậy. Phù! Năng lượng bàng bạc tác động tới không trung, nhanh chóng rót vào thân thể Lục Tâm Đồng. Cỗ khí tức cường hãn quanh thân Lục Tâm Đồng trong nháy mắt phá tan nút cổ chai kia, một cỗ khí tức mới lạ từ trên người nàng lan tràn ra. Một lát sau cỗ khí tức này mới ổn định, hắc mang nồng đậm quanh thân Lục Tâm Đồng bắt đầu co rút lại. Khi một tia hắc mang cuối cùng bị thân thể Lục Tâm Đồng thôn phệ vào, khí tức trên người Lục Tâm Đồng đã đạt tới linh tôn tam trọng. Bên ngoài đã là tháng thứ 5, trong không gian, quanh thân Tiểu Long lúc này đã xuất hiện biến hóa. Quang mang lóe lên, bản thể khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong không gian. Không gian này không biết khổng lồ như thế nào, lúc này bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện trong không gian. Khí tức trên người không bị áp chế một chút nào mà tăng vọt. Trên không trung, một cỗ quang mang kỳ dị trực tiếp bao phủ trên Huyền Vũ thần sắc sau lưng Tiểu Long. Khí tức trên người Tiểu Long đánh vỡ nút cổ chai kia, cả không gian trực tiếp run rẩy. Ngao! Thân thể Tiểu Long chiếm giữ không gian, thân thể cuồn cuộn, một cỗ uy áp nồng đậm tràn ngập, cả không gian lúc này dường như đều run rẩy. Thân thể khẽ cuồn cuộn, cả không gian gió nổi mây phun, gần như bị vỡ nát. Quang mang màu xanh cũng bị đánh tan. Giờ phút này quanh thân Tiểu Long tràn ngập một cỗ yêu hoàng khí, cỗ yêu hoàng khí này cũng nồng đậm tới tận cùng. Ầm ầm. Mà ngay lúc đó, Huyền Vũ thần sắc cửu giai sau lưng Tiểu Long đột nhiên bắn ra quang mang. Quang mang trên Huyền Vũ thần sắc tràn ngập không gian, vô cùng chói mắt. Trong không gian lập tức có từng tiếng gầm gừ vang lên. Ngao ngao. Từng tiếng gầm gừ của Huyền Vũ nhất tộc vang lên không ngừng. Trong không gian, xuất hiện từng hư ảnh của Huyền Vũ nhất tộc. Mà trong lúc huyền ảo như vậy, trong không gian chói mắt đột nhiên có một cánh cửa xuất hiện. Một cỗ quang mang chói mắt bắn ra, từng đạo hư ảnh Huyền Vũ nhất tộc trên không gian lập tức phủ phục trên mặt đất. Sau đó hư ảnh phai nhạt rồi biến mất không thấy. Rốt cuộc cũng có người có thể thông qua bốn điện thiên địa huyền hoàng. Vào đi! Trong cánh cửa lớn đột ngột xuất hiện trong gợn sóng, một đạo thanh âm lạnh nhạt như ẩn như hiện truyền ra. Hai mắt cực lớn của Tiểu Long chăm chú nhìn vào cánh cửa lớn hiện lên trong không gian. Quang mang bên trên khiến cho hai mắt nó nhíu lại, trong không gian kia có một cỗ khí tức tồn tại khiến cho hắn không có cách nào kháng cự. Cỗ khí tức này cũng đang hấp dẫn hắn. Ngao! Tiếng gào thét trầm thấp, thân thể khổng lồ của Tiểu Long giống như chấn vỡ không gian bắn về phía trước. Thân thể khổng lồ tiến vào, cánh cửa trong gợn sóng lập tức đóng lại rồi biến mất trong không gian. Tất cả lại yên tĩnh như cũ. Trong thiên trụ giới, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua 8 năm. Tại một chỗ trong không gian, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, thủ ấn được kết. Tay trái có chân khí thuộc tính mộc màu xanh tràn ra, thuộc tính hỏa màu đỏ xuất hiện trong tay phải. Một đường cong huyền ảo xuất hiện, hai cỗ năng lượng thuộc tính khác nhau lập tức va chạm vào cùng một chỗ. Phanh! Hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm cùng một chỗ, không gian chung quanh run lên, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên. Một cỗ lực phản vệ cực lớn đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Phốc phốc! Một lát sau, khóe miệng Lục Lâm Thiên tràn ra máu tươi. Miệng phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Siêu! Chân khí thuộc tính mộc cùng với chân khí thuộc tính hỏa vừa với va chạm lập tức văng ra. Lục Lâm Thiên cũng không cưỡng ép áp chế dung hợp hai loại năng lượng thuộc tính mà thuận theo tự nhiên, dùng tâm thần khống chế mà thôi. Mà ngay trong nháy mắt này, hai cỗ thuộc tính lần nữa va chạm vào cùng một chỗ. Trong chốc lát hai cỗ năng lượng thuộc tính dung hợp, thế nhưng cũng không xảy ra thuộc tính biến dị, cũng không tạo ra thuộc tính hỗn hợp, chỉ là quang mang chỉ nồng đậm hơn một chút mà thôi. Phù! Ngay khi Lục Lâm Thiên đang nghi hoặc, trong chớp mắt thuộc tính hỏa trong cánh tay phải đột nhiên rít gào, uy năng trong nháy mắt kéo lên.
so với lúc trước mạnh hơn gấp đôi. Khí tức nóng bỏng trực tiếp phủ lên không trung tạo thành một cái khe nhỏ. Mộc sinh hỏa, thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Thành công, rốt cuộc cũng thành công rồi. Nhìn năng lượng thuộc tính hỏa trong tay, Lục Lâm Thiên lập tức kích động, thân thể vì hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hắn kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc đã thành công rồi. Siêu! Lục Lâm Thiên vô cùng hưng phấn, trong lúc hưng phấn, năng lượng thuộc tính hỏa trong tay cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hắn cũng vừa mới dung hợp thành công, cho nên không thể duy trì liên tục. Chỉ là mặc dù là như vậy, Lục Lâm Thiên cũng đã đủ vui mừng rồi. Bởi vì điều này chứng minh ý nghĩ của hắn thành công. Mà điều khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm kích động là sau khi thuộc tính mộc cùng thuộc tính hỏa dung hợp, uy năng bên trong thuộc tính hỏa đột nhiên tăng vọt. Mộc sinh hỏa, ta hiểu rồi. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười ha hả, hưng phấn vùi đầu vào trong việc lĩnh ngộ. Thời gian lần nữa trôi qua giống như cát chảy. Trong thiên trụ giới, lúc này đã trải qua 12 năm. Sau 8 năm đột phá, khí tức trên người Lục Tâm Đồng lần nữa tăng lên, mấy ngày sau khí tức đã đặt chân lên linh tôn tứ trọng. Mà trong 12 năm này, cũng chỉ có Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long đều không thể đột phá lần nữa. Đối với Bạch Linh hiện tại mà nói, sau khi đột phá bát giai hậu kỳ muốn lần nữa đột phá quả thực cũng không biết tới năm tháng nào. Thiên Độc Yêu Long muốn tiếp tục đột phá cũng khó. Dù sao huyết mạch cũng có hạn, lần trước hắn đột phá là do linh dịch bên trong linh chỉ để cưỡng ép đột phá mà thôi. Về phần Thiên Sĩ Tuyết Sư, dưới tình huống tu luyện bình thường, sau khi đột phá bát giai, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Phi Thiên Ngô Công cùng Mạc Lang, đặc biệt là Mạc Lang, tu vi đạt tới thất trọng hậu kỳ đỉnh phong thế nhưng cũng không có cách nào đột phá. Cũng không phải một đầu yêu thú nào cũng có thể thuận lợi đột phá. Bên ngoài đã trải qua 11 tháng lẻ một ngày, trước hạp cốc xanh biếc, vô số thân ảnh lăng không mà đứng. Năm đó Huyền Kình Vương Tử ở trong Huyền Vũ Điện cũng chỉ có 11 tháng lẻ 3 ngày. Huyền Doanh Công Chúa là 11 tháng lẻ 4 ngày. Chẳng lẽ đầu nghiệt xúc kia có thể vượt qua Huyền Doanh Công Chúa cùng Huyền Kình Vương Tử hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ huyết mạch của đầu nghiệt xúc kia lại cao như vậy sao? Chúng cường giả Huyền Vũ nhất tộc đang lăng không đứng trên không trung vô cùng kinh ngạc, trong lòng rung động không thôi. Ngoài hạp gốc, không ít người đang chờ Tiểu Long đi ra. Bên trong mật địa truyền thừa có phản ứng, mà bọn họ vẫn chờ từ đầu cho tới hiện tại. Thế nhưng cho tới hiện tại Tiểu Long vẫn không đi ra, bên trong mật địa truyền thừa cũng không có phản ứng gì. Cường giả bên trong Huyền Vũ nhất tộc cũng biết, một khi ngây ngốc bên trong Huyền Vũ điện càng dài, chỗ tốt đạt được càng lớn. Trên ngọn núi phía xa, Huyền Vũ chắp tay mà đứng, ánh mắt chăm chú nhìn vào hạp gốc rồi thì thào nói. Tiểu gia hỏa, cố gắng chịu đựng. Cha ngươi năm đó ở bên trong 1 năm lẻ 3 ngày, ngươi ở trong đó còn chưa đủ. 3 ngày sau, vào đêm, trời xanh bị màn đêm bao phủ, từng ngôi sao hiện lên trên bầu trời. Trên phía chân trời xa xa, ánh sao lập lòe. 11 tháng lẻ 4 ngày đã qua, đầu nghiệt xúc này không ngờ đã vượt quá kỷ lục của Huyền Doanh Công Chúa. Trên hạp gốc, ánh mắt đại hộ pháp rung rẩy, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, trong mắt mang theo sự thất vọng. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên nắm trong tay huyết lục, từng đạo đao mang được đánh ra, mỗi một đạo đao mang đều mang theo từng đạo đường cong huyền ảo. Lục Lâm Thiên tiếp tục điên cuồng lĩnh ngộ, mà đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long đều đang bế quan tu luyện. Thời gian bên ngoài lần nữa trôi qua, cách thời gian từ khi Tiểu Long tiến vào Huyền Vũ Điện đã là 1 năm lẻ 5 ngày. Cả Huyền Vũ nhất tộc bắt đầu sôi trào. Thời gian Tiểu Long tiến vào Huyền Vũ Điện so với nhị hoàng năm đó còn lớn hơn. Tất cả trưởng lão bên ngoài cơ hồ không nói gì, thế nhưng trong lòng lại triệt để rung động. Nhị ca, thời gian Tiểu Long tiến vào trong Huyền Vũ Điện đã vượt quá huynh năm đó. Ngoài thạch thất, thanh âm Huyền Vũ mang theo sự kích động vang lên. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại lợi hại như vậy. Thanh âm trong thạch thất cũng rung động. Thiên phú của tiểu gia hỏa so với huynh còn mạnh hơn. Một lát sau Huyền Vũ mới dẹp loạn sự kích động trong lòng. Tam đệ, phụ thân có biết không? Người trong thạch thất trầm mặc một lát rồi hỏi. Huyền Vũ khẽ thở dài, nói nhỏ. Phụ thân chưa từng lộ diện qua. Thời gian lại trôi qua, Tiểu Long vẫn còn ở trong Huyền Vũ Điện, trong Huyền Vũ nhất tộc lúc này đã triệt để sôi trào. 1 năm 2 tháng lẻ 5 ngày trôi qua,
không ít tộc nhân của chi thứ bắt đầu tụ tập chung quanh hạp gốc. Bắt đầu chờ đợi Tiểu Long đi ra, tất cả trưởng lão cũng không nói gì. 1 năm 3 tháng 15 ngày, trong tầng thứ 2 thiên trụ giới, bên trong đã trải qua gần 26 năm. Tu vi của thiên độc yêu long tiến bộ không ít, đã đạt tới trình độ bát giai trung kỳ đỉnh phong. Tu vi của thiên sĩ tuyết sư cùng phi thiên ngô công tuy rằng lần nữa tăng lên không ít. Nhưng mà Mạc Lang vẫn tiếp tục ở lại đẳng cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong mà không có cách nào đột phá bát giai. Lục Lâm Thiên cho dù rất muốn thế nhưng cũng không có cách nào hỗ trợ. Dù sao trên người hắn hiện tại cũng không có linh dược gì, diễn linh thánh quả mang theo trên người cũng đã sử dụng hết. Trên phương diện tu luyện Lục Tâm Đồng cũng gặp phải bình cảnh, phần lớn thời gian đều dùng vào việc lĩnh ngộ. Trong thời gian 20 mấy năm qua, phương diện lực lượng thời gian của nàng đã có tiến bộ rất lớn. Đã đạt tới tình trạng của Lục Lâm Thiên trước khi tiến vào thiên trụ giới. Tu vi của Bạch Linh trong 20 mấy năm nay cũng tiến bộ không ít. Dựa theo cấp độ mà nói, hẳn đã đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh, tới gần bát giai trung kỳ. 1 năm 4 tháng 17 ngày trôi qua, chuyện duy nhất mọi người trong Huyền Vũ nhất tộc hiện tại hay nói tới chính là chuyện bao giờ Tiểu Long mới rời khỏi mật địa truyền thừa. Ngoài hạp cốc càng ngày càng có nhiều tộc nhân chi thứ của Huyền Vũ nhất tộc tụ tập tới. Chúng trưởng lão cũng triệt để rung động. Tất cả mọi người đều đang suy đoán tại sao Tiểu Long lại ở trong Huyền Vũ Điện lâu như vậy. Trong lúc rung động đồng thời cũng có người lo lắng, sợ rằng Tiểu Long xuất hiện tình cảnh ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, loại ý nghĩ này xuất hiện trong lòng không ít người. Dù sao trong Huyền Vũ nhất tộc còn chưa có ai ngây ngốc trong Huyền Vũ Điện dài như vậy. Lúc trước nhị hoàng tử ở bên trong cũng chỉ có 1 năm lẻ mấy ngày mà thôi. Ầm ầm. Trong sự suy đoán của tất cả mọi người, đột nhiên có một ngày trong hạp cốc vang lên tiếng ầm ầm. Lúc này bên trong thiên trụ giới đã trải qua 28 năm, cách lần đột phá đầu tiên của Lục Tâm Đồng đã là 16 năm. Mà lúc này Lục Tâm Đồng đã bắt đầu đột phá. Trong không trung tràn ngập quang mang màu đen, khói độc tràn ngập không gian, bên trong có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động. Một cỗ khí tức cường hãn từ trên người Lục Tâm Đồng bắt đầu tăng lên. Mấy ngày sau khí tức quanh thân Lục Tâm Đồng càng ngày càng mạnh, khí tức này khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Trong đầu Lục Tâm Đồng vang lên một thanh âm trầm thấp, khí tức dễ dàng vượt qua bình chướng giữa linh tôn tứ trọng và linh tôn ngũ trọng. Tiếp đó, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dùng khí thế như trẻ tre tăng vọt. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực theo đó mà khuếch tán. Phù! Trong lúc Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ, miệng hắn thở ra một ngụm chọc khí. Thủ ấn được thu lại. Cảm nhận sự chấn động cực lớn trong không gian, hai mắt hắn mở ra. Tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt được thu lại, ánh mắt thâm thúy giống như biển cả. Tiểu nhi tử này, không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Siêu siêu. Mãi một lúc lâu sau, khí tức trên người Lục Tâm Đồng mới bình ổn trở lại. Cỗ khí tức quỷ dị bên trong hắc mang mới được thu liễm vào trong cơ thể. Thân thể mềm mại của nàng mới chậm rãi xuất hiện trong không gian. Trong giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, Lục Tâm Đồng mới mở mắt ra. Bên trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra tinh quang khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trong mi tâm, một đạo kim quang bắn ra quang mang khiến cho lòng người run sợ rồi ảm đạm thu liễm lại. Quả thực Tâm Đồng đột phá vô cùng nhanh. Thân ảnh lóe lên. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng rồi nói. Linh tôn ngũ trọng, so với ta còn cao hơn. Ca ca. Lục Tâm Đồng mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút biến hóa. Trong lúc vô hình nàng có cảm giác ca ca dường như đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng biến hóa như thế nào nàng cũng không có cách nào có thể nói lên lời. Sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn thấy Lục Tâm Đồng vẫn đang nhìn mình, hắn mỉm cười nói. Muội cảm thấy dường như ca ca biến đổi không ít, nếu như muội đoán không sai, tu vi của ca ca nhất định đã tiến bộ không ít. Lục Tâm Đồng nói. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười cười. 28 năm nay, tu vi của hắn cơ hồ không có tiến bộ. Hắn cũng không tu luyện chân khí cùng linh lực, thế nhưng thời điểm lĩnh ngộ vô tự thiên thư, linh hồn lực tăng cường không ít. Tuy rằng phương diện tu vi không có tiến bộ. Thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ Lục Lâm Thiên lại vô cùng thỏa mãn. Gần 28 năm hắn đều lĩnh ngộ, so với thời gian từ khi hắn tu luyện ở Trấn Thanh Vân cho tới giờ còn dài hơn. Mà đoạn thời gian này, Lục Lâm Thiên đều dùng để lĩnh ngộ,
lúc này không chỉ phương diện dung hợp thuộc tính có sự tiến bộ cực lớn, mà việc lĩnh ngộ thuộc tính của hắn cũng tiến bộ không ít. Cũng sáng tạo ra hình dáng sơ khai của một bộ vũ kỹ và vũ kỹ. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Mà trên cơ sở lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cùng với dung hợp thì Lao Ngục Thời Không cũng đã tiến bộ không ít. Trải qua lần đầu tiên dung hợp thành công năng lượng thuộc tính mười mấy năm trước, trong khoảng thời gian này Lục Lâm Thiên đã thành thạo hơn không ít trong việc này. Việc sáng tạo ra hình dáng sơ khai của vũ kỹ và đao kỹ đều dựa vào việc lĩnh ngộ dung hợp thuộc tính thành công. Thế nhưng khoảng cách cho tới đại thành sợ rằng còn rất dài. Rất nhiều nơi còn thiếu sót. Ca ca, huynh cười cái gì vậy? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Tu vi không có tiến bộ, thế nhưng thực lực tiến bộ không ít. Thật sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng khẽ đảo, hiện tại nàng đã là linh tôn ngũ trọng, tu vi của ca ca không có tiến bộ. Trên phương diện cấp độ nàng đã vượt quá ca ca của mình, nàng nói. Vậy thì muội muốn thử xem rốt cuộc thực lực của ca ca đã tới bước nào. Thanh âm vừa dứt, quanh thân Lục Tâm Đồng có một cỗ quang mang quỷ dị, trực tiếp thúc giục lực lượng thời gian. Đồng thời bàn tay nàng nắm chặt, trưởng ấn được đẩy ra. Một đạo độc khí màu đen mang theo quang mang linh lực từ trong bàn tay nàng mạnh mẽ bắn ra. Trưởng ấn xuyên thấu qua sự cách trở của không gian mang theo kình phong mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh tới bả vai của Lục Lâm Thiên. Siêu! Không gian chấn động một hồi, dưới trưởng ấn của Lục Tâm Đồng, thân ảnh của Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đục ra một lỗ. Tàn ảnh! Lục Tâm Đồng kinh ngạc, vốn nàng đã thúc giục lực lượng thời gian, gần trong gang tấc đánh ra một trường, thế nhưng không có cách nào đánh trúng ca ca. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Vốn Lục Tâm Đồng còn muốn bất ngờ chiếm một chút tiện nghi của ca ca. Một ngày nào đó có thể đánh bại ca ca chính là tâm nguyện từ nhỏ trong lòng nàng. Ở trước mặt ta mà thi triển lực lượng thời gian chính là một sự sai lầm. Nếu như vừa rồi muội thi triển độc công, có lẽ ta sẽ gặp một chút phiền toái nhỏ. Thanh âm vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện sau lưng Lục Tâm Đồng. Chỉ là một chút phiền toái nhỏ sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng khẽ đảo, thân ảnh xinh đẹp quay lại, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Ồ! Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Cả không gian chung quanh hắn lúc này tràn ngập khói độc. Mùi gay mũi mang theo lực lượng mạnh mẽ ập xuống, trong giây lát ngắn ngủi khiến cho cả không gian vặn vẹo. Lực lượng không gian tăng thêm kịch độc khiến cho Lục Lâm Thiên gật đầu. Lĩnh ngộ của Lục Tâm Đồng cũng không tệ. Tu vi linh tôn ngũ trọng, thực lực cùng với độc công quỷ dị, ít nhất trong đám người đồng cấp, trừ Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt, Nguyên Nhược Lan cùng Tử Yên ra. Tuyệt đối khó có ai có thể chống lại nàng. Tôn cấp lục trọng đỉnh phong bình thường gặp phải tiểu ni tử này chỉ sợ cũng phải đi đường vòng. Cũng không kém, bất quá chỉ bằng như vậy muốn đối phó với ca ca ta còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên nói, trường bào trên người run lên, không gian thuộc tính thổ lan tràn. Bên trong không gian thuộc tính thổ, khói độc của Lục Tâm Đồng chỉ xâm nhập được một lát rồi không thể tiến thêm được nữa. Mà trong không gian thuộc tính này có một cỗ lực lượng nặng nề lan tràn ra chung quanh. Lực lượng này trực tiếp xuyên qua lực lượng không gian quanh thân Lục Tâm Đồng, trực tiếp bao phủ không gian chung Lục Tâm Đồng. Siêu! Đột nhiên mất trọng lượng khiến cho thân thể mềm mại của Lục Tâm Đồng run lên. Một đạo công kích nặng nề đánh vào trên người nàng, tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn với nàng. Mà cùng lúc đó thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua, trong lúc mơ hồ mang theo tàn ảnh cùng với một chảo ấn khiến cho không gian vặn vẹo bao phủ về phía Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biến sắc, khói độc lan tràn, trong lúc hoảng sợ đánh ra một đạo trưởng ấn xuyên qua không gian hóa thành một đạo hắc quang, mang theo tiếng xé gió nặng nề, trực tiếp ngăn cản chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Bắt nạt Tâm Đồng lại còn lớn lối như vậy, Tâm Đồng, ta tới giúp muội. Thanh âm dịu dàng của Bạch Linh vang lên, yêu nguyên màu trắng bao phủ quyền ấn xuyên qua không gian tiến vào không gian thuộc tính thổ. Từng đạo phong nhận mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Ha ha, nàng cũng tới sao? Lục Lâm Thiên cười ha hả, chảo ấn trong cánh tay phải đánh ra. Trong nháy mắt hắn nghiêng người, một đạo quyền ấn mang theo quang mang trực tiếp đánh về phía quyền ấn của Bạch Linh. Phanh phanh, bốn đạo công kích va chạm, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Trường ấn của Lục Tâm Đồng ngăn cản chảo ấn của Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt ngăn cản chảo ấn. Chỉ là lúc này lại có một cảnh quỷ dị xuất hiện. Trên chảo ấn của Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang mạnh mẽ bắn ra.
dường như không quan tâm tới sự ngăn cản của Lục Tâm Đồng, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu nàng. Cùng một lúc, quyền ấn của Bạch Linh va chạm với chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Quyền chảo va chạm, chảo ấn bị ngăn cản, nhưng trong nháy mắt này trên chảo ấn của Lục Lâm Thiên có một đạo tàn ảnh chảo ấn bỏ qua sự ngăn cản của Bạch Linh, nhanh như thiểm điện đánh tới trước người nàng. Công kích linh hồn, bên trong thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Một màn quỷ dị này khiến cho Bạch Linh cùng Lục Tâm Đồng kinh ngạc. Đây mới chính là bên trong công kích thuộc tính dung hợp công kích linh hồn. Dung hợp hoàn mỹ, dưới tình huống nhị nữ không phòng bị, căn bản khó có thể ngăn cản công kích linh hồn. Phải biết rằng công kích vật chất bình thường thì có thể ngăn cản, thế nhưng khó mà có thể ngăn cản công kích linh hồn. Đặc biệt là loại công kích vật chất rõ ràng như vậy. Thế nhưng khi tới trước mặt mới biết được bên trong xen lẫn công kích linh hồn. Cho dù kịp ra tay ngăn cản cũng đã chậm một bước. Siêu! Hai đạo công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên cũng không đánh tới mà lập tức thu liễm. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Trong hơn 20 năm nay, rốt cuộc hắn đã chính thức dung hợp linh vũ. Mượn cơ hội dung hợp thuộc tính, sáng tạo ra một hình dáng sơ khai của một bộ vũ kỹ. Đương nhiên hiện tại vẫn khó có thể công nhận là một bộ vũ kỹ hoàn chỉnh. Đối với việc linh vũ dung hợp, đặc biệt là dung hợp hoàn mỹ giữa công kích linh hồn cùng với công kích vật chất, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Vốn hắn đã có thể liên tục đánh ra vũ kỹ cùng linh kỹ, thế nhưng cũng không có thể hòa tan vào làm một thể như hiện tại. Công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn, công kích linh hồn cũng có thể ẩn chứa công kích vật chất. Mặc kệ đối thủ am hiểu loại công kích nào, chung quy vẫn sẽ chịu thiệt thòi. Công kích vật chất dung hợp hoàn mỹ cùng công kích linh hồn, khiến cho công kích của Lục Lâm Thiên cực kỳ quỷ dị. Kaka, bên trong vũ kỹ dung hợp linh hồn công kích, quả thực vô cùng lợi hại. Đây là vũ kỹ gì? Lục Tâm Đồng kinh ngạc, bản thân nàng có tu vi linh tôn ngũ trọng, thế nhưng trước mặt Kaka lại bó tay bó chân, căn bản khó có thể chống lại. Đây không phải là vũ kỹ, mà là một loại công kích do ta dung hợp thuộc tính cùng với công kích linh hồn. Chỉ có một chút thành tựu mà thôi, cũng không có hình thức công kích cố định. Xem như tùy tâm sở dục, về sau gọi là linh vũ quyết đi. Lục Lâm Thiên nói, công kích vật chất dung hợp với công kích linh hồn thành một thể, quan trọng nhất là công kích không có hình dáng cố định, hoàn toàn là tùy tâm sở dụng, đây cũng là lời dẫn đạo khi trước của Địa Tôn. Linh vũ quyết thật lợi hại, công kích thuộc tính tăng thêm công kích linh hồn, cực kỳ quỷ dị. Linh vũ song tu quả nhiên đáng sợ. Bạch Linh khẽ nói, vừa rồi nghe thấy động tĩnh nàng cũng dừng tu luyện. Công kích quỷ dị kia cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chống lại. Thế nhưng đã mất đi tiên cơ, nếu như chính thức đối diện nàng cũng bó chân bó tay. Thực lực của nàng dường như đã tiến bộ vô cùng lớn, chúc mừng nàng. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi công kích của Bạch Linh có thể trực tiếp xuyên qua không gian thuộc tính thổ của hắn, không gian thuộc tính tuy rằng tạo thành ảnh hưởng với nàng, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn vây khốn nàng. Lục Lâm Thiên phỏng đoán. Tu vi của Bạch Linh hiện tại đã đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh, tương đương với tôn cấp bát trọng trong nhân loại. Sau khi đột phá trong mật địa của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, tăng thêm 20 mấy năm nay, bây giờ có tu vi như vậy coi như nàng đã chính thức đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả trong đại lục. Mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng trước mắt, Lục Lâm Thiên không tự chủ được mà nhớ tới một màn trong Hỏa Long đỉnh, thân thể hấp dẫn tự nhiên kia tuyệt đối là kiệt tác hoàn mỹ. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng vẫn kém ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên. Vừa rồi chỉ qua một chiêu Bạch Linh đã không khó nhận ra trong 20 mấy năm này tu vi của Lục Lâm Thiên không tiến bộ. Thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ đã có sự tiến bộ về chất. Thực lực bây giờ của nàng nếu như thực sự động thủ, sợ rằng người chịu thiệt chính là nàng. Về phần thời gian 20 năm ở bên trong này cũng không có ảnh hưởng với nàng. Dù sao nàng đã ở bên trong Vân Dương Tông hơn 6.000 năm cho nên thời gian 20 năm đối với nàng không có một chút cảm giác nào. Thế nhưng hơn 20 năm nay đối với đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng mà nói. Mặc dù đã lĩnh ngộ cùng bế quan, thế nhưng thời gian hơn 20 năm cũng quá dài. Khá tốt mọi người đều biết bên ngoài chỉ có hơn một năm mà thôi. Trưởng môn, chủ nhân, động tĩnh này khiến cho đám người Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công. Mạc Lang dừng tu luyện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua mọi người, tu vi của tất cả đều có không ít tiến bộ, chỉ có tu vi của Mạc Lang dừng lại ở thất giai hậu kỳ đỉnh phong, không có cách nào đột phá bát giai. Ca ca,
thời gian không phải Tiểu Long sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Lục Tâm Đồng do dự một chút rồi hỏi Lục Lâm Thiên. Có lẽ sẽ không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên nói, tính toán thời gian thì Tiểu Long đã ở trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc hơn một năm, chính xác là một năm bốn tháng. Lão đại, mọi người có thể đi ra được rồi. Cơ hồ ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, nói với mọi người. Tiểu Long thoát khốn rồi, chúng ta có thể ra ngoài. Tiểu Long không có việc gì là tốt rồi. Lục Tâm Đồng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài. Ngoài thiên trụ giới, mọi người bước tới một không gian màu lam. Năng lượng thuộc tính thủy thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên bước vào không gian màu lam, thân ảnh Tiểu Long cũng xuất hiện bên trong không gian. Thân thể dường như càng thêm cường tráng, thành thục hơn một chút, có hình dáng của một thiếu niên 16-17 tuổi. Dưới mái tóc màu vàng chính là khí tức hoàng giả, ánh mắt khiến cho ngay cả Lục Lâm Thiên lúc này cũng không nhìn thấu. Nhìn thấy mọi người, Tiểu Long lập tức tiến lên. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Tiểu Long, nhìn thấy Tiểu Long bình yên vô sự nàng lập tức vui vẻ. Hai người từ nhỏ đã lớn lên với nhau, cảm tình không kém tỷ đệ, huynh muội là bao. Tiểu Long lắc đầu cười, nhìn mọi người, bước nhanh tới trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Lão đại, Bạch Linh tỷ, Đại Trung tử, mọi người không sao chứ? Không có việc gì, tu vi còn có chút tiến bộ à? Thiên Độc Yêu Long nói. Lại đột phá sao? Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long, người khác khó có thể nhìn ra. Thế nhưng không thể tránh khỏi sự dò xét của Lục Lâm Thiên. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên không khó mà phát giác ra được. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc nhất chính là trên người Tiểu Long lúc này có một cỗ khí tức như ẩn như hiện. Cỗ khí tức này rất là quỷ dị, giống như trong lúc vô hình có thể làm ảnh hưởng tới một loại năng lượng nào đó trong thiên địa. Lục Lâm Thiên có cảm giác dưới cỗ khí tức này ngay cả bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng. Đúng vậy, bên trong này đệ đã nhận được một ít cơ duyên. Thực lực cũng tiến bộ một chút. Tiểu Long gật đầu nói. Chẳng lẽ hiện tại chúng ta đều đang ở trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc sao? Bạch Linh nói. Khóe miệng Tiểu Long nhếch lên, cười nói. Đương nhiên, hiện tại chúng ta còn ở trong Huyền Vũ Điện. Tiểu Long, sao? Lục Lâm Thiên vốn nghi hoặc vì sao lúc này nhóm người bọn hắn lại không bị uy áp. Lời còn chưa dứt, Tiểu Long mỉm cười nói. Lão đại! Nơi này chính là thánh địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc. Bên trong có cấm chế do tiền bối của Huyền Vũ nhất tộc liên thủ bố trí. Người không có huyết mạch của Huyền Vũ tộc lập tức bị áp chế tới chết. Thế nhưng hiện tại Huyền Vũ Điện đã bị đệ khống chế, cho nên một khi ở cạnh đệ, mọi người sẽ không có việc gì. Tiểu Long, người nói người khống chế nơi này sao? Thiên Độc Yêu Long trợn mắt, có chút hứng thú hỏi Tiểu Long. Đúng vậy. Tiểu Long gật đầu nói. Ta nhận được một chút cơ duyên, bây giờ ta có thể hoàn toàn khống chế Huyền Vũ Điện này. Vì sao chúng ta ở bên trong đám người bọn chúng lại không đuổi theo? Lục Tâm Đồng có chú nghi hoặc hỏi. Trong Huyền Vũ Điện này mỗi một lần chỉ có một người tiến vào tiếp nhận truyền thừa, hiện tại bọn họ rất muốn tiến vào. Chỉ tiếc cho dù là ai cũng không tiến vào được. Tiểu Long giải thích, lúc nào mọi người mới hiểu được. Con mẹ nó, chúng ta phải nghĩ biện pháp báo thù mới được. Lúc trước bị đám người kia đuổi theo quả thực vô cùng uất ức. Thiên Độc Yêu Long nói, ban đầu ở trong Huyền Vũ nhất tộc hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại. Chỉ bằng cỗ yêu hoàng khí kia cũng đã khiến cho hắn không thể chống lại. Đúng là nên báo thù, ta đã lưu thủ với đám rùa đen kia, thế nhưng bọn họ lại quá đáng như vậy. Hoàng bào trên người Tiểu Long run lên, trong ánh mắt thâm thúy có hàn ý tràn ra. Tiểu Long, đệ định làm thế nào? Nhìn Tiểu Long, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng được sự tức giận trong lòng của Tiểu Long lúc này. Tiểu Long cắn răng, quát khẽ một tiếng. Xông ra, Lục Lâm Thiên nhìn qua Tiểu Long, tay phải đặt lên vai Tiểu Long, hàn ý trong mắt hiện lên, nói. Vậy là tốt rồi, lần này phải náo tận trời. Huyền Vũ nhất tộc đã làm như vậy thì lần này ta cũng không lưu tình. Ầm ầm, hạp cốc hình rùa lần nữa rung động. Trên vách núi dựng đứng thi thoảng có đá vụng rơi xuống. Là Tiểu Long kia muốn đi ra sao? Một năm bốn tháng 19 ngày, cũng nên xuất hiện rồi. Thời gian dài như vậy hẳn đã chiếm được không ít chỗ tốt.
Nghe nói trước khi tiểu long kia đi vào huyền vũ điện đã có yêu hoàng khí thiên cấp. Phanh phanh. Trên các ngọn núi chung quanh sơn mạch có không ít ánh mắt nhìn về phía hạp gốc. Ánh mắt không ít hộ pháp lóe lên bất định, trong lòng khẩn trương. Đại hộ pháp bắt bọn họ ở đây trông chừng, hoàn toàn là làm khổ sai a. Cho dù tiểu long có đi ra thật, bọn họ cũng tự biết bản thân mình không thể chống lại. Ta cũng không tin ngươi không đi ra. Tại một ngọn núi gần đó, đại hộ pháp được 11 hộ pháp bát giai hộ tống đứng quanh. Thời gian hơn một năm này đối với đám người bọn họ thì thương thế khi trước chỉ khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Đại hộ pháp, tiểu long kia ở trong huyền vũ điện trong thời gian dài như vậy, sợ rằng đạt được không ít chỗ tốt. Một hộ pháp mặt trường bào màu trắng có tu vi bát giai sơ kỳ nói với đại hộ pháp. Đạt được chỗ tốt thì thế nào? Cũng chỉ là một đầu nghiệt xúc huyết mạch không tinh khiết mà thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ bị trong tộc xử quyết. Đại hộ pháp lạnh nhạt nói, vốn hắn cực kỳ phản đối về sự tồn tại của tiểu long, tăng thêm khi trước bị tiểu long chà đạp cho nên trong lòng càng thêm tức giận. Ầm ầm. Đại hộ pháp còn chưa nói hết, hạp cốc trước mặt mọi người lần nữa run lên. Gợn sóng trong không gian chung quanh hạp cốc lóe lên, một con đường xuất hiện giữa gợn sóng, khí tức khiến cho người ta rung động lan tràn ra chung quanh. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mấy đạo thân ảnh tức thì lóe lên rồi đi ra. Mà người đi đầu chính là một thiếu niên mặc hoàng bào, chính là người mà cơ hồ tất cả tộc nhân huyền vũ hoàng tộc chờ mong nhất. Trong lòng mọi người run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Là bọn họ đi ra. Mau nhìn, đó là tiểu long, trên người có yêu hoàng khí thiên cấp của bổn tộc. Là tiểu long đi ra. Tiểu long không có việc gì, nhân loại kia cũng vậy, không ngờ hắn có thể đi vào thánh địa của tộc ta. Mắt nhìn mấy đạo thân ảnh đang lăng không đứng trên không trung, vô số thân ảnh xung quanh hạp cốc bắt đầu sôi trào. Bọn họ chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc tiểu long cũng xuất hiện. Rốt cuộc cũng đi ra sao? Thân thể đại hộ pháp rung lên, hàn ý trong mắt tràn ra, miệng quát. Bắt đầu nghiệt xúc kia cho ta. Siêu siêu. Sau lưng đại hộ pháp, 11 hộ pháp kia có chút sợ hãi, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh, từng đạo thân ảnh theo đại hộ pháp bay lên trời. Lơ lửng trên không trung, đem đám người Tiểu Long, Lục Lâm Thiên, Bạch Linh vây quanh. 12 người có tu vi bát giai, khí tức tràn ra, cả không trung lập tức run lên. Từng đạo khí tức mạnh mẽ tập trung vào đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long. Nhiệt xúc, để xem lần này ngươi còn chạy đi đâu, tự tiện tiến vào thánh địa bổn tộc, lại thêm một tội. Nếu không xử trí ngươi, tộc quy để vào đâu? Đại hộ pháp lạnh lùng nhìn Tiểu Long. Thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Long. Hắn biết bằng vào thực lực của mình không làm gì được Tiểu Long. Hắn dám tiến lên là bởi vì sau lưng hắn còn có đông đảo trưởng lão, vừa rồi hắn cũng đã âm thầm thông chi các trưởng lão tới đây. Tiểu Long, Lục Lâm Thiên nhìn nhau, trong mắt tràn ra hàn ý. Chẳng lẽ các ngươi muốn xử trí ngươi thật sao? Tiểu Long nhìn đại hộ pháp, miệng nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập hàn ý, có chút bất đắc dĩ. Xúc phạm tộc quy thì phải bị nghiêm trị, ngươi trốn không thoát đâu. Đại hộ pháp bị Tiểu Long nhìn, trong lòng run lên, tuy rằng tức giận thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long, trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Cha ta cũng bị các ngươi xử trí như vậy sao? Tiểu Long tiếp tục cười. Nhị hoàng phạm phải tộc quy, đương nhiên cũng bị xử phạt. Trong lòng đại hộ pháp lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, cắn răng nói. Vốn cùng một tộc. Thế nhưng còn không bằng người ngoài. Ha ha! Tiểu Long cười lớn, tiếng cười xuyên thấu không gian, vô cùng bất đắc dĩ. Hai mắt ướt át, có hai giọt nước mắt từ trên chảy xuống rồi nhỏ xuống mặt đất phía dưới. Tí tách! Nước mắt rơi xuống, tiếng cười của Tiểu Long đột nhiên chấm dứt. Hàn ý trong mắt bắn ra, ngẩng đầu nhìn không trung, Tiểu Long hét lớn một tiếng. Tất cả tộc nhân huyền vũ nhất tộc nghe rõ cho ta. Còn có đám lão gia hỏa đang ẩn giấu kia, ta biết rõ các ngươi đang âm thầm dò xét, thế nhưng các ngươi nghe rõ đây. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Long ta cùng với huyền vũ nhất tộc đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau ta sẽ không lưu tình với huyền vũ nhất tộc, nhớ kỹ, đây là các ngươi ép ta. Thanh âm vang dội như sấm rền quanh quẩn trên không trung. Thanh âm lọt vào tai khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên. Trong thanh âm này tràn ngập hàn ý tới tận xương tủy. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, hàn ý trong mắt bắn ra.
Vốn hắn còn tưởng rằng Huyền Vũ nhất tộc cho dù có như thế nào thì cũng không làm khó Tiểu Long quá, thế nhưng lại đuổi theo không bỏ. Đã như vậy thì bọn hắn phải phản kháng, Huyền Vũ hoàng tộc, không thể động vào sao. Ngày hôm nay hắn nhất định phải động vào. Làm càn. Đại hộ pháp cắn răng lạnh lùng quát. Bắt đầu nghiệt xúc này cho ta. Ầm ầm. Không gian run rẩy, yêu nguyên trên người 12 người kia tràn ra, khí tức tràn ngập không gian khiến cho không gian vặn vẹo. 11 hộ pháp bát giai kia vốn không muốn đối phó với Tiểu Long. Chuyện lần trước đã khiến cho bọn họ nghĩ mà sợ, thế nhưng mệnh lệnh của đại hộ pháp bọn họ lại không thể không nghe theo. Lão đại, toàn bộ cứ giao cho đệ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên còn chưa động, thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn. Ta ở đây, để xem có kẻ nào dám tiến lên. Tiểu Long bước một bước qua không gian, lăng không đứng thẳng, lạnh nhạt nói một tiếng. Hàn ý trong mắt bắn ra. Hàn ý này khiến cho người ta có cảm giác đang ở trong hầm băng. Yêu nguyên trên người cũng không thể ngăn cản cỗ hàn ý này, hàn ý khiến cho linh hồn mọi người chung quanh run rẩy. Còn không lên cho ta, muốn bị xử phạt sao? Nhìn thấy đám người này không dám tiến lên trước, đại hộ pháp quát to. Siêu siêu, 11 người này rơi vào đường cùng, không thể không tiến lên. Yêu nguyên tràn ra, 11 đạo thân ảnh tựa như lưu quang, thân thể mang theo kình khí xé rách không gian bắn về phía trước, mục tiêu chính là Tiểu Long. 11 người này từ 4 phương 8 hướng bao vây Tiểu Long, từng đạo quang trụ bằng yêu nguyên đan xen vào nhau, đồng thời đánh về phía Tiểu Long. Yêu nguyên phô thiên cái địa tràn ngập, thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho đám người đang vây xem chung quanh run rẩy. Dòng chính Huyền Vũ, 11 bát giai, ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi. Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, hàn ý trong đôi mắt đen kịt kia càng đậm, năng lượng thiên địa cuồn cuộn. Tiếp đó, thân thể Tiểu Long hóa thành tàn ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. Ha ha, dòng chính Huyền Vũ chỉ là phế vật mà thôi, cút xuống dưới cho ta. Tiếng quát quanh quẩn trên không trung, trong vòng vây của 11 người này, hai tay Tiểu Long mang theo từng đạo quang trụ khổng lồ đánh về phía trước. Ầm ầm, cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt va chạm, năng lượng cường hãn rung động, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nổ tung. Từng ngọn núi trong sơn mạch chung quanh bị san bằng. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm rền quanh quẩn trên không, kinh khí ngập trời khuếch tán. Phanh, phanh, phanh. 12 thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể 11 người kia trực tiếp bị đánh bay. Phốc, phốc. Thân hình còn ở trên không trung nhưng 11 người này ngay lập tức phun ra máu tươi, thân thể sau đó hung hăng rơi xuống mặt đất, đập vào sơn mạch, hạp gốc, vách núi. Kinh khí chung quanh trong nháy mắt biến mất, chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Vô số ánh mắt rung động, dưới một chiêu không ngờ 11 hộ pháp bát giai lại bị Tiểu Long đánh bay. Đây là dòng chính Huyền Vũ sao? Tất cả các ngươi mở to mắt ra nhìn cho ta. Dòng chính Huyền Vũ các ngươi ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi. Tiểu Long lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn ngập hàn ý. Làm càn. Đại hộ pháp rung động, kinh hãi. Khi trước thực lực của đầu nghiệt xúc này còn chưa mạnh như hiện tại a. Bên trong 11 hộ pháp bát giai có 2 bát giai trung kỳ, còn có một người là bát giai trung kỳ đỉnh phong, không ngờ lại không chịu nổi một kích của Tiểu Long. Lão Ô Quy, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi là có thể đối phó với ta sao? Lần trước ta đã lưu tình với ngươi, nể mặt cha ta nên ta mới nhẹ tay với ngươi. Lần này, mặt mũi của cha ta đã bị ngươi đạp đổ hết. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh Tiểu Long đã xuất hiện trước người đại hộ pháp. Ngao! Đại hộ pháp hoảng hốt, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, cặp mắt to lớn nhìn Tiểu Long, thân thể khổng lồ lay động. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, hàn ý lập lòe, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo quang mang quỷ dị lập tức tràn ra. Quang mang lập tức bao phủ người đại hộ pháp. Ngao! Bản thể khổng lồ của đại hộ pháp tựa như một ngọn núi lớn, thế nhưng lại bị áp chế quỷ dị cho nên căn bản không thể dãy giụa. Cả không gian hơn ngàn thước chung quanh đều bị quang mang này bao phủ bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng gần đó, cùng với hai người Bạch Linh, Lục Tâm đồng nhìn nhau. Thực lực của Tiểu Long bây giờ không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là quang mang quỷ dị này khiến cho ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy run sợ. Có lẽ Tiểu Long ở bên trong Huyền Vũ Điện đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Lão rùa già, tới phiên ngươi. Yêu hoàng khí địa cấp ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi. Thanh âm Tiểu Long vừa dứt,
thân thể lập tức xẹt qua không gian, không có một chút trở ngại nào đánh vào cái mai rùa lớn trên bản thể của Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp sợ hãi, muốn giãy giụa thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi sự bao phủ của quang mang. Không phải ngươi muốn xử trí ta sao? Thanh âm Tiểu Long vừa dứt, một đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng đột nhiên được đánh ra. Trước quyền ấn, không gian xuất hiện quang mang đen kịt, giống như một cái hắc động. Trong nháy mắt hung hăng đánh vào phía trên mai rùa của Đại Hộ Pháp. Phanh! Quyền ấn đánh xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chút xuống. Phía trên mai rùa của Đại Hộ Pháp lập tức có vết rạn nứt xuất hiện. Ngay cả Đại Hộ Pháp bát giai hậu kỳ cũng không thể chống lại một quyền này của Tiểu Long. Phốc phốc! Đại Hộ Pháp bị trọng thương, miệng phun ra một ngụm máu. Phanh! Không phải ngươi gọi ta là nghiệt xúc sao? Tiểu Long lần nữa lên tiếng, lại nện xuống một quyền. Phanh! Không phải ngươi nói ta xúc phạm tộc quy sao? Phanh! Không phải ngươi là dòng chính Huyền Vũ sao? Phanh! Quyền này là ta thay cha ta đánh ngươi. Hàn ý trong mắt Tiểu Long ngập trời, mỗi một quyền đánh xuống thì Đại Hộ Pháp lại phun ra một ngụm máu. Khi đánh xuống một quyền cuối cùng, bên trong máu tươi đã lẫn lộn một chút nội tạng vụn nát. Không phải tất cả mọi người đều nói lực phòng ngự của Huyền Vũ nhất tộc là thiên hạ vô địch sao? Phế vật! Phanh! Tiểu Long lần nữa đánh xuống một quyền. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho mai rùa trên lưng Đại Hộ Pháp gần như bị nghiền nát. Trên mai rùa, hư ảnh quy xà tương giao đã sớm bị phá hủy. Từng vết nứt xuất hiện, máu tươi tràn ra, tạo thành một cơn mưa máu dưới không trung. Ngao! Đại Hộ Pháp kêu lên thảm thiết, thế nhưng lại không thể giãy giụa. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Tiểu Long, bắt đầu kiêng kỵ thật sâu. Lục phủ ngũ tạng trên có lẽ đã bị nghiền nát gần hết rồi. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm người của hộ pháp đoàn lơ lửng trên không trung, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên nửa bước. Phía xa xa, vô số người nhìn chăm chú vào cảnh này không khỏi hít sâu một hơi nhìn vào cảnh tượng rung động trước mắt. Đại hộ pháp không ngờ lại giống như con sâu cái kiến, không có lực hoàn thủ. Lão rùa già, không phải ngươi muốn đối phó với ta sao? Sao lại bất động như vậy? Chân Tiểu Long đạp mạnh một cái, yêu nguyên trong tay tuôn ra ngưng tụ thành một đạo chảo ấn, trực tiếp chụp vào cổ của Đại Hộ Pháp. Chảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo. Dừng tay, Tiểu Long, mau dừng tay. Hai đạo thân ảnh lăng không nhảy ra, một nam một nữ. Hai người này chính là Huyền Kình cùng Huyền Doanh. Hai người xuất hiện, nhìn cảnh tượng chung quanh, bốn mắt không khỏi nhìn nhau. Ha ha, sao ta phải dừng tay? Các người không thấy bọn họ động thủ với ta trước sao? Tiểu Long nhìn hai người, cười lạnh nói. Tiểu Long, Đại Hộ Pháp chính là trưởng lão trong tộc, dù sao cũng là Đại Hộ Pháp đồng tộc của ngươi. Thân ảnh mềm mại của Huyền Doanh tiến lên một bước, nhìn đại trưởng lão đang suy yếu, lập tức nói với Tiểu Long. Đồng tộc sao? Nực cười, lúc các người đối phó với ta, các người có nhớ ta cũng là một thành viên trong tộc sao? Các người luôn miệng nói ta là nghiệt chủng. Nghiệt xúc. Hiện tại người các ngươi rơi vào trong tay ta, các ngươi lập tức nói là đồng tộc. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy, ta đã nói cắt đứt quan hệ với Huyền Vũ nhất tộc sao? Tiểu Long lạnh nhạt nói, hai mắt đỏ rực, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Sắc mặt Huyền Kình, Huyền Doanh biến đổi, không phản bác được. Huyền Kình biến sắc, trường bào trên người tung bay, nói. Tiểu Long, chuyện của ngươi dù sao cũng liên quan tới tộc quy. Đến lúc đó trong tộc sẽ có sắp xếp. Tộc quy, ta quả thực muốn biết một chút, nếu dựa theo tộc quy thì ta sẽ thế nào? Chảo ấn của Tiểu Long nắm lấy cổ Đại Hộ Pháp, ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn vào hai người Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Huyền Doanh do dự một lát rồi nói. Dựa theo tộc quy, ngươi không nên xuất hiện, cho nên ta phải bị tộc quy của các ngươi xử tử đúng không? Tiểu Long ngắt lời Huyền Doanh nói. Đúng là như vậy. Nhưng mà, Huyền Doanh vội vàng giải thích, ta muốn biết nếu như ta giết lão rùa già này thì sẽ như thế nào? Tiểu Long không để ý tới Huyền Doanh mà lạnh nhạt hỏi. Nếu như người ngoài giết chết Đại Hộ Pháp, Huyền Vũ Hoàng tộc nhất định sẽ khiến cho hắn thành cho bụi, trực tiếp diệt tộc. Huyền Doanh cắn môi, nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, thả Đại Hộ Pháp ra, ta dùng thân phận công chúa Huyền Vũ Hoàng tộc đảm bảo với ngươi. Chuyện này sẽ bỏ qua, các ngươi có thể bình yên rời đi. Nghiệt xúc, mau thả ta.
bằng không cả Huyền Vũ hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hộ pháp giãy giụa, máu tươi không biết là từ trong miệng chảy ra, hay là bị tiểu long nắm cổ chảy ra. Khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Lão rùa già, tới lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta. Hàn ý trong mắt tiểu long lóe lên, một cỗ sát ý không thèm che giấu bắn ra. Tiểu long, không nên. Huyền Doanh khẽ quát lên. Siêu. Sắc mặt Huyền Kình đại biến, thân thể lập tức lao thẳng về phía tiểu long. Đồng thời, cùng lúc đó thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng biến mất tại chỗ. Giết lão rùa già này thì thế nào? Thanh âm của tiểu long vừa dứt, chảo ấn trong tay lập tức siết lại, quang mang dưới chân lóe lên, dẫm vào phía trên mai rùa bị nghiền nát của đại hộ pháp. Phanh phanh. Cùng một thời gian, cổ đại hộ pháp trực tiếp bị bóp nát thành hai đoạn. Máu tươi chảy xuống, trong nháy mắt cái mai rùa cực lớn cũng bị chia năm xẻ bảy, thân thể tan thành từng mảnh, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Đại hộ pháp có nằm mơ cũng không ngờ tới tiểu long lại có can đảm giết hắn, lại giết hắn trước mặt đông đảo tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc. Nếu sớm biết như vậy có lẽ lúc trước hắn cũng không hung hăng càn quấy như thế, chỉ tiếc lúc này có hối hận cũng đã không kịp. Trời, đại hộ pháp chết rồi. Không ngờ hắn lại có can đảm giết đại hộ pháp. Trong sát na, cả không gian giống như đình trệ, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, dường như còn chưa tin được vào mắt mình. Siêu. Thân ảnh Huyền Kình trong nháy mắt bắn tới, một đạo chảo ấn trong tay bắn về phía tiểu long. Lui về. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng đồng thời xuất hiện, quang mang lóe lên, trên nắm tay có một đạo hư ảnh kim long bắn ra. Ngao. Hai lực lượng va chạm, quang mang mạnh mẽ bắn ra, Lục Lâm Thiên cùng Huyền Kình đồng thời lùi về phía sau. Cùng lúc đó, trong không trung có từng đạo thân ảnh đáp xuống, thanh âm xé gió trầm thấp. Người tuy rằng còn chưa tới, thế nhưng khí tức đã khiến cho thân thể tất cả mọi người căng cứng. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi sao? Thân thể Lục Lâm Thiên lảo đảo lùi lại, ánh mắt khẽ đổi. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh người tiểu long. Không gian phía trước nhoáng lên, trong nháy mắt có từng đạo khí tức mênh mông từ trong gợn sóng tuôn ra. Tức thì, năng lượng trong thiên địa bị ảnh hưởng, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Giữa không trung, vô số ánh mắt đều sôi trào, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu long này đã làm kinh động tới tộc trưởng cùng các trưởng lão. Ai cũng hiểu rõ, một khi tộc trưởng cùng các trưởng lão tới, tình hình sẽ không giống như trước nữa. Khi đó tình hình sẽ rất căng thẳng, áp lực lập tức bao phủ không gian, mọi người cùng chờ đợi. Giờ phút này, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía trước. Bọn họ nhanh chóng chạy đến đây, thế nhưng lại chậm một bước. Lúc này thân thể đại hộ pháp đã hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Một cường giả bát giai hậu kỳ trong tộc cứ như vậy mà bị đánh chết. Lại bị đánh chết ngay trong tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía trước. Trước mặt hắn lúc này tổng cộng có 40 đạo thân ảnh đồng thời. Xuất hiện trong không trung, tức thì từng đạo khí tức hùng hồn khuếch tán khiến cho phiến thiên địa này rung chuyển. Phanh! Không phải ngươi nói ta xúc phạm tộc quy sao? Phanh! Không phải ngươi là dòng chính Huyền Vũ sao? Phanh! Quyền này là ta thay cha ta đánh ngươi. Hàn ý trong mắt tiểu long ngập trời, mỗi một quyền đánh xuống thì đại hộ pháp lại phun ra một ngụm máu. Khi đánh xuống một quyền cuối cùng, bên trong máu tươi đã lẫn lộn một chút nội tạng vụn nát. Không phải tất cả mọi người đều nói lực phòng ngự của Huyền Vũ nhất tộc là thiên hạ vô địch sao? Phế vật! Phanh! Tiểu long lần nữa đánh xuống một quyền. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho mai rùa trên lưng đại hộ pháp gần như bị nghiền nát. Trên mai rùa, hư ảnh quy xà tương giao đã sớm bị phá hủy. Từng vết nứt xuất hiện, máu tươi tràn ra, tạo thành một cơn mưa máu dưới không trung. Ngao! Đại hộ pháp kêu lên thảm thiết, thế nhưng lại không thể giãy giụa. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của tiểu long, bắt đầu kiêng kỵ thật sâu. Lục phủ ngũ tạng trên có lẽ đã bị nghiền nát gần hết rồi. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm người của hộ pháp đoàn lơ lửng trên không trung, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên nửa bước. Phía xa xa, vô số người nhìn chăm chú vào cảnh này không khỏi hít sâu một hơi nhìn vào cảnh tượng rung động trước mắt. Đại hộ pháp không ngờ lại giống như con sâu cái kiến, không có lực hoàn thủ. Lão rùa già, không phải ngươi muốn đối phó với ta sao? Sao lại bất động như vậy? Chân tiểu long đạp mạnh một cái,
yêu nguyên trong tay tuôn ra ngưng tụ thành một đạo chảo ấn, trực tiếp chụp vào cổ của đại hộ pháp. Chảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo. Dừng tay, Tiểu Long, mau dừng tay. Hai đạo thân ảnh lăng không nhảy ra, một nam một nữ. Hai người này chính là Huyền Kình cùng Huyền Doanh. Hai người xuất hiện, nhìn cảnh tượng chung quanh, bốn mắt không khỏi nhìn nhau. Ha ha, sao ta phải dừng tay? Các người không thấy bọn họ động thủ với ta trước sao? Tiểu Long nhìn hai người, cười lạnh nói. Tiểu Long, đại hộ pháp chính là trưởng lão trong tộc, dù sao cũng là đại hộ pháp đồng tộc của ngươi. Thân ảnh mềm mại của Huyền Doanh tiến lên một bước, nhìn đại trưởng lão đang suy yếu, lập tức nói với Tiểu Long. Đồng tộc sao? Nực cười, lúc các người đối phó với ta, các người có nhớ ta cũng là một thành viên trong tộc sao? Các người luôn miệng nói ta là nghiệt chủng, nghiệt xúc. Hiện tại người các người rơi vào trong tay ta, các người lập tức nói là đồng tộc. Chẳng lẽ các người không nghe thấy, ta đã nói cắt đứt quan hệ với Huyền Vũ nhất tộc sao? Tiểu Long lạnh nhạt nói, hai mắt đỏ rực, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Sắc mặt Huyền Kình, Huyền Doanh biến đổi, không phản bác được. Huyền Kình biến sắc, trường bào trên người tung bay, nói. Tiểu Long, chuyện của ngươi dù sao cũng liên quan tới tộc quy. Đến lúc đó trong tộc sẽ có sắp xếp. Tộc quy, ta quả thực muốn biết một chút, nếu dựa theo tộc quy thì ta sẽ thế nào? Chảo ấn của Tiểu Long nắm lấy cổ đại hộ pháp, ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn vào hai người Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Huyền Doanh do dự một lát rồi nói. Dựa theo tộc quy, ngươi không nên xuất hiện, cho nên ta phải bị tộc quy của các ngươi xử tử đúng không? Tiểu Long ngắt lời Huyền Doanh nói. Đúng là như vậy, nhưng mà... Huyền Doanh vội vàng giải thích. Ta muốn biết nếu như ta giết lão rùa già này thì sẽ như thế nào? Tiểu Long không để ý tới Huyền Doanh mà lạnh nhạt hỏi. Nếu như người ngoài giết chết đại hộ pháp, Huyền Vũ hoàng tộc nhất định sẽ khiến cho hắn thành cho bụi, trực tiếp diệt tộc. Huyền Doanh cắn môi, nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, thả đại hộ pháp ra, ta dùng thân phận công chúa Huyền Vũ hoàng tộc đảm bảo với ngươi, chuyện này sẽ bỏ qua, các ngươi có thể bình yên rời đi. Nghiệt xúc, mau thả ta, bằng không cả Huyền Vũ hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hộ pháp giãy giụa, máu tươi không biết là từ trong miệng chảy ra, hay là bị Tiểu Long nắm cổ chảy ra. Khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Lão rùa già, tới lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta. Hàn ý trong mắt Tiểu Long lóe lên, một cỗ sát ý không thèm che giấu bắn ra. Tiểu Long, không nên. Huyền Doanh khẽ quát lên. Siêu. Sắc mặt Huyền Kình đại biến, thân thể lập tức lao thẳng về phía Tiểu Long. Đồng thời, cùng lúc đó thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng biến mất tại chỗ. Giết lão rùa già này thì thế nào? Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, chảo ấn trong tay lập tức siết lại, quang mang dưới chân lóe lên, dẫm vào phía trên mai rùa bị nghiền nát của đại hộ pháp. Phanh phanh. Cùng một thời gian, cổ đại hộ pháp trực tiếp bị bóp nát thành hai đoạn. Máu tươi chảy xuống, trong nháy mắt cái mai rùa cực lớn cũng bị chia năm xẻ bảy, thân thể tan thành từng mảnh, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Đại hộ pháp có nằm mơ cũng không ngờ tới Tiểu Long lại có can đảm giết hắn, lại giết hắn trước mặt đông đảo tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc. Nếu sớm biết như vậy có lẽ lúc trước hắn cũng không hung hăng càn quấy như thế, chỉ tiếc lúc này có hối hận cũng đã không kịp. Trời, đại hộ pháp chết rồi. Không ngờ hắn lại có can đảm giết đại hộ pháp. Trong sát na, cả không gian giống như đình trệ, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, dường như còn chưa tin được vào mắt mình. Siêu. Thân ảnh Huyền Kình trong nháy mắt bắn tới, một đạo chảo ấn trong tay bắn về phía Tiểu Long. Lui về. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng đồng thời xuất hiện, quang mang lóe lên, trên nắm tay có một đạo hư ảnh kim long bắn ra. Ngao. Hai lực lượng va chạm, quang mang mạnh mẽ bắn ra, Lục Lâm Thiên cùng Huyền Kình đồng thời lùi về phía sau. Cùng lúc đó, trong không trung có từng đạo thân ảnh đáp xuống, thanh âm xé gió trầm thấp. Người tuy rằng còn chưa tới, thế nhưng khí tức đã khiến cho thân thể tất cả mọi người căng cứng. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi sao? Thân thể Lục Lâm Thiên lảo đảo lùi lại, ánh mắt khẽ đổi. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh người Tiểu Long. Không gian phía trước nhoáng lên, trong nháy mắt có từng đạo khí tức mênh mông từ trong gợn sóng tuôn ra. Tức thì, năng lượng trong thiên địa bị ảnh hưởng, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão.
Giữa không trung, vô số ánh mắt đều sôi trào. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu long này đã làm kinh động tới tộc trưởng cùng các trưởng lão. Ai cũng hiểu rõ, một khi tộc trưởng cùng các trưởng lão tới, tình hình sẽ không giống như trước nữa. Khi đó tình hình sẽ rất căng thẳng, áp lực lập tức bao phủ không gian, mọi người cùng chờ đợi. Giờ phút này, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía trước. Bọn họ nhanh chóng chạy đến đây, thế nhưng lại chậm một bước. Lúc này thân thể đại hộ pháp đã hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Một cường giả bát giai hậu kỳ trong tộc cứ như vậy mà bị đánh chết. Lại bị đánh chết ngay trong tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía trước. Trước mặt hắn lúc này tổng cộng có 40 đạo thân ảnh đồng thời. Xuất hiện trong không trung, tức thì từng đạo khí tức hùng hồn khuếch tán khiến cho phiến thiên địa này rung chuyển. Thật mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm trầm xuống, 40 đạo thân ảnh này đứng đó, trên người tỏa ra khí tức cường hãn, trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Hiển nhiên những người này đều là cường giả chính thức của Huyền Vũ nhất tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chỉ tùy ý quét qua mọi người rồi nhìn vào thân ảnh dẫn đầu. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, bộ dáng là một trung niên, thân thể to lớn mà cao ngạo, ngũ quan góc cạnh. Đôi mắt màu đen sáng sủa giống như có thể đem cả không trung bao quát. Tuy rằng Lăng không bình tĩnh đứng đó, thế nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí tức hoàng giả, bệ nghệ thiên hạ không thể che giấu. Nhíu mày, Lục Lâm Thiên chỉ cần liếc nhìn là cũng có thể nhìn ra được người trung niên mặc trường bào màu xanh này chính là tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc. Tu vi của người này hắn không có cách nào nhìn ra được. Thế nhưng khí tức không thể nghi ngờ, tuyệt đối mạnh hơn hai người Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng lại trên người Huyền Cốt thì Huyền Cốt cũng đã nhận ra. Ánh mắt sau khi nhìn qua đống hỗn độn chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt truyền ra một loại chấn động không rõ ràng. Loại chấn động này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút thất thần. Ông! Một tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm vang lên trong đầu. Lúc này Lục Lâm Thiên mới phục hồi tinh thần lại, hắn cũng biết được trong nháy mắt vừa rồi hắn đã bị người nọ làm ảnh hưởng. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì thực lực của người này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Siêu! Quang mang từ trên kim đao màu vàng phóng ra, vừa rồi Huyền Cốt cũng tò mò về thực lực của Lục Lâm Thiên. Nhân loại này tiến vào Huyền Vũ Điện mà không có việc gì. Chỉ là hắn vừa mới dò xét, đạo linh hồn lực của hắn vừa mới đi vào trong đầu thì lập tức bị sụp đổ, cả thân thể run lên, thế nhưng chuyện này tất cả mọi người cũng không có ai phát giác ra. Nhân loại này có chút quỷ dị. Ánh mắt Huyền Cốt khẽ đổi, nhìn qua Lục Lâm Thiên. Vừa rồi hắn có cảm giác trong đầu Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức quỷ dị nào đó. Dưới cỗ khí tức quỷ dị kia, ngay cả dùng thực lực như hắn bây giờ, thế nhưng linh hồn vẫn phải run rẩy. Phụ thân, Huyền Doanh, Huyền Kình đi tới bên người Huyền Cốt, ánh mắt Huyền Kình vẫn nhìn chăm chú vào trên người Lục Lâm Thiên. Bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão, mọi người phía dưới hành lễ. Nhiệt xúc, không ngờ ngươi lại dám làm càn trong tộc. Còn dám giết đại hộ pháp, ngày hôm nay nhất định không thể tha cho ngươi. Sắc mặt của tất cả trưởng lão cơ hồ đều khó coi, đại hộ pháp bị giết ở ngay trong bổn tộc. Phần mặt mũi này đã bị mất hết. Muốn giết ta thì cứ tiến lên. Ngày hôm nay các ngươi lên bao nhiêu thì ta sẽ thịt bấy nhiêu. Ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi chôn cùng. Tiểu Long nhìn đám người trước mặt, sát ý trong mắt không chút che giấu mà tuôn ra, hàn ý ngập trời. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Long quét qua, phần đông trưởng lão không ngờ lại có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Huyền Cốt nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào Tiểu Long. Thế nhưng trong mắt lại không có một chút chấn động nào. Ha ha, không dám đi lên sao? Không phải tất cả các ngươi đều cho rằng mình là dòng chính của Huyền Vũ nhất tộc sao? Ánh mắt Tiểu Long quét qua mọi người rồi đột nhiên quát to. Ta là nhiệt xúc thì các ngươi tính là gì? Ai dám đi lên tìm chết, có bản lĩnh thì tự mình tiến lên đi. Nhiệt xúc, hung hăng càn quấy. Một lão giả mặc áo lam rốt cuộc cũng không nhịn được, giận dữ tới tình trạng dẫn đầu ra tay. Yêu nguyên trên người tràn ra, thân thể lập tức bắn về phía trước. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, lão giả áo lam này xuất hiện cách Tiểu Long nửa thước, bàn tay mạnh mẽ vung lên. Một tấm lụa màu lam câu dẫn năng lượng thuộc tính thủy xé rách không gian mang theo thanh âm bạo liệt, hung hăng đập về phía Tiểu Long. Thực lực như vậy có thể nhận ra tu vi của lão giả này chính là bát giai hậu kỳ.
Thế nhưng cũng giống như đại hộ pháp kia, ra tay không chút lưu tình. Phía dưới, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Giờ phút này Tiểu Long nhìn thấy thân ảnh đang đánh tới, trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo như băng, thân thể khẽ nhúc nhích. Lúc này thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên nhảy ra, hàn ý trong mắt lóe lên, tay phải đột nhiên đánh tới. Trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím hiện lên. Một cỗ khí tức hủy diệt minh mông từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa tuôn ra. Muốn đối phó với Tiểu Long, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Tiếng quát vang lên, quang trụ trong tay Lục Lâm Thiên trực tiếp bắn ra. Ầm ầm, thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng, từng đạo sấm sét giống như cự mãng màu tím tuôn ra. Những nơi sấm sét đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Phanh, sấm sét cùng trường ấn lập tức va chạm với nhau. Không gian lập tức xuất hiện vô số động sâu, vết nứt trong không gian bắn ra quang mang khiến cho tim mọi người đập nhanh. Khục khục, trong nháy mắt này thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi một chút, mà thân hình lão giả áo lam kia cũng bị ngăn cản. Bàn chân mạnh mẽ đạp hư không, sau ba bước Lục Lâm Thiên mới ổn định được thân hình, trong lòng có chút kinh ngạc. Tu vi của lão giả này cũng cực kỳ cường hãn, hắn mượn tử kim huyền lôi thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được người này. Nhưng mà trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không quá kinh ngạc. Dùng thực lực bản thể của hắn hiện giờ thi triển tử kim huyền lôi quả thực không thể làm gì được yêu thú bát giai hậu kỳ, huống chi còn là huyền vũ nhất tộc. Hừ, không nghĩ tới ngay cả một nhân loại cũng định làm cản ở huyền vũ hoàng tộc chúng ta. Lão giả áo lam bị ngăn cản, người ra tay lại là một nhân loại khiến cho người này càng thêm giận dữ. Là ta làm cản hay là huyền vũ nhất tộc các ngươi ép người quá đáng? Lục Lâm Thiên lăng không mà nói. Nhân loại hèn mọn, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ thì làm sao? Trước mặt huyền vũ hoàng tộc chúng ta ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Ngươi đã tới sai nơi rồi, hôm nay nhất định ngươi sẽ chết. Hàn ý trong mắt lão giả áo lam bắn ra, chưa từng có một nhân loại nào dám hung hăng càn quấy trước mặt hắn như vậy. Ha ha, hay cho một huyền vũ hoàng tộc. Lục Lâm Thiên cười cười, ánh mắt âm trầm nhìn lão giả áo lam rồi nói. Vậy ngươi định một mình đối phó với ta hay là toàn bộ huyền vũ hoàng tộc các ngươi tiến lên? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía toàn bộ trưởng lão huyền vũ hoàng tộc phía trước. Trong đó có một ít người có khí tức cường hãn, mà lão giả áo lam này trong đám trưởng lão này chỉ có khí tức mạnh mẽ tầm trung mà thôi. Nhân loại nhỏ bé, ngươi quả thực đủ liều, vũ tôn tứ. Trọng mà thôi, thu thập ngươi, một mình ta còn dư. Lão giả áo lam lúc này cũng từ khí tức trên người Lục Lâm Thiên nhận ra tu vi của Lục Lâm Thiên. Một kích vừa rồi của Lục Lâm Thiên hắn cũng không quá để vào trong mắt. Nhân loại này chỉ biết dựa vào hai kiện thần khí trên người mà thôi. Trước thạch thất được năng lượng bao phủ, thân hình huyền vũ vội vàng bắn tới nói. Nhị ca, Tiểu Long đi ra rồi. Đi ra là tốt rồi. Một năm 4 tháng 19 ngày, đi ra là tốt rồi. Thanh âm trong thạch thất có chút kích động cùng hưng phấn. Thế nhưng hiện tại đại ca cùng với tất cả trưởng lão đã tới đó, có lẽ bọn họ sẽ không buông tha cho Tiểu Long. Nhị ca, huynh theo đệ ra ngoài đi. Huyền Vũ nói. Tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Người trong thạch thất nói. Huynh nói đi. Huyền Vũ đáp. Trên hạp gốc, không gian như rung chuyển. Thanh âm của lão giả áo lam vừa dứt, hàn ý trong mắt bắn ra, bao phủ Lục Lâm Thiên. Trong không trung, mọi người không nói một tiếng nào. Sắc mặt tất cả trưởng lão đều khó coi, thế nhưng bởi vì thân phận cho nên mọi người đều kiềm chế. Đối phó với một hậu bối nhân loại, nếu như đồng loạt ra tay, quả thực chính là mất mặt. Người gọi là Lục Lâm Thiên đúng không? Thân mang tử lôi huyền đỉnh, huyền thiên yêu tôn là gì của ngươi? Huyền cốt nhíu mày, nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Huyền thiên yêu tôn chỉ là một vị tiền bối mà ta kính trọng mà thôi. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Có lẽ huyền thiên yêu tôn có chút quan hệ với ngươi. Lúc trước huyền thiên yêu tôn cùng một vị tiền bối trong tộc ta có chút ân oán nhỏ. Huyền tích trưởng lão chính là hậu nhân của vị tiền bối kia. Huyền tích ra tay cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền tích trưởng lão, ra tay đi, bắt lấy Lục Lâm Thiên này. Huyền cốt nhìn về phía trước rồi nói. Lão giả áo lam gọi là huyền tích nghe vậy, bàn chân đạp mạnh hư không rồi bước ra. Hai tay nắm chặt, yêu nguyên trên tay tuôn ra, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nhân loại, ta sẽ để cho ngươi biết,
cho dù ngươi có hai kiện thần khí thì cũng không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Ai dám đi lên? Tiểu Long khẽ quát một tiếng, thân ảnh xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, người nọ đã chỉ đích danh ta, để cứ giao cho ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ý bảo Tiểu Long lui xuống. Tiểu Long lập tức lùi sang một bên. Tiểu Long biết mình ở trong Huyền Vũ Điện nhận truyền thừa 1 năm 4 tháng 19 ngày, lão đại đã ở trong thiên trụ giới 28 năm. Trong thời gian dài như thế sợ rằng thực lực của lão đại đã tới trình trạng khủng bố. Nhìn thấy Tiểu Long lui ra, Lục Lâm Thiên xoay người lại, lạnh nhạt nhìn qua chúng cường giả Huyền Vũ nhất tộc, nói. Vốn ta cho rằng Huyền Vũ Hoàng tộc cũng không kém, xem ra ta sai rồi. Theo ta thấy, Huyền Vũ Hoàng tộc nhiều nhất chỉ là một đám người bảo thủ mà thôi. Tự cho rằng mình có thân phận rất cao, chỉ biết tự lừa mình dối người mà thôi. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, đông đảo trưởng lão trên không trung biến sắc. Hai người Huyền Kình, Huyền Doanh nhìn phụ thân, nhìn thấy phụ thân không có phản ứng gì, hai người đành tiếp tục nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sắp chết tới nơi còn kiêu ngạo như vậy, không biết tự lượng sức mình. Huyền Tích trầm giọng nói, quyền ấn mang theo yêu nguyên tràn ngập xé nát không gian đánh tới Lục Lâm Thiên. Yêu thú bát giai hậu kỳ gần tới trung kỳ, so với Bạch Linh tuyệt đối không kém. Ngay cả nhân loại vũ tôn bát trọng gặp phải yêu thú như vậy cũng phải đi đường vòng. Mà lúc này Huyền Tích này lại không có lưu tình một chút nào, công kích kinh người vừa mới đánh ra đã khiến cho không gian phong vân biến sắc. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nhìn qua quyền ấn đang đánh tới. Quanh thân lập tức được thanh linh khải giáp bao phủ, không có ý tứ né tránh. Ngay lúc này quanh thân hắn cũng xuất hiện quang cháo 5 loại thuộc tính, năng lượng 5 loại thuộc tính bàng bạc nhanh chóng hội tụ. Phanh! Quyền ấn xé rách không gian hung hăng xẹt qua không gian sau đó đánh vào trên 5 vòng quang cháo thuộc tính của Lục Lâm Thiên. Quang mang bắn ra 4 phía. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không thi triển thần khí chạy trốn. Ngược lại còn bố trí phòng ngự muốn trực tiếp chống lại trông kích. Không ít cường giả Huyền Vũ nhất tộc cười lạnh, một vũ tôn tứ trọng, dựa vào thần khí trên người có lẽ còn có chút bổn sự. Thế nhưng chỉ dựa vào thực lực bản thân thì làm sao có thể chống lại Huyền Tích trưởng lão. Ngay cả vũ tôn bát trọng của nhân loại một khi gặp phải Huyền Tích trưởng lão cũng tuyệt không dám trêu chọc. Mà Lục Lâm Thiên này chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, sợ rằng tu luyện thêm 50 năm nữa cũng không có cách nào chống lại tôn cấp bát trọng. Phanh! Một quyền của Huyền Tích đánh xuống, đạo quang cháo thuộc tính đầu tiên trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. 4 đạo quang cháo thuộc tính trong nháy mắt bị phá tan. Thế nhưng trong lúc vô hình quyền ấn ngày càng trở nên chậm chạp, khí tức cũng phai nhạt không ít. Mỗi khi phá tan một đạo quang cháo thuộc tính thì dường như quyền ấn cũng mất đi lực vạn quân. Chỉ trong chốc lát, đạo quang cháo thuộc tính thứ 5 chỉ rằng có được một lát rồi bị đánh nát. Linh Vũ Quyết. Một tiếng quát ẩn chứa hàn ý nồng đậm trong nháy mắt từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Cả không trung giờ phút này có năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ thành một đạo trưởng ấn khổng lồ. Phía trên trưởng ấn, một cỗ linh hồn uy áp mạnh mẽ truyền ra. Trưởng ấn này xuất hiện, cả không gian lập tức run lên. Chung quanh trưởng ấn xuất hiện không ít khe nứt không gian. Thanh thế khủng bố như vậy khiến cho sắc mặt không ít cường giả biến hóa. Trong ánh mắt bình tĩnh của Huyền Cốt cũng có một tia chấn động. Vũ khí địa cấp cao giai sao? Uy thế bất phàm, có thể thúc dục ra vũ khí địa cấp cao giai cũng đủ chứng minh người này bất phàm rồi. Vũ khí này dường như có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên này tự mình muốn chết, tuy rằng có chút bổn sự, thế nhưng ở trước mặt Huyền Tích trưởng lão thì còn chưa đủ. Trong đám trưởng lão có mặt, bắt đầu có tiếng nghị luận trầm thấp truyền ra. Quay mắt nhìn về phía một trưởng của Lục Lâm Thiên, Huyền Tích cũng không để vào trong lòng. Quyền ấn không chút do dự va chạm, không có một chút đình trệ nào trực tiếp đánh vào một trưởng của Lục Lâm Thiên. Oanh! Trưởng quyền va chạm, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt không gian đen kịt hiện lên. Cả không trung run rẩy, một cỗ kình khí kinh khủng trực tiếp hóa thành cơn lốc đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Mọi người nhìn vào, trưởng ấn của Lục Lâm Thiên lập tức bị đánh nát. Thân thể của hắn cũng bị đẩy lui. Chỉ là trong lúc bị đẩy lui khóe miệng Lục Lâm Thiên lại ở nụ cười lạnh. Vũ tôn tứ trọng mà dám chống lại Huyền Tích trưởng lão. Nhân loại này quả thực không biết sống chết. Nhìn Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi, trên mặt không ít trưởng lão hiện lên vẻ khinh thường. Thế nhưng một màn khiến cho mọi người sợ hãi xuất hiện. Ngay khi trưởng
Ấn của Lục Lâm Thiên bị đánh nát thì đột nhiên có một tàn ảnh trưởng ấn bắn ra. Bên trong tàn ảnh trưởng ấn này có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra. Đây chính là một đạo tàn ảnh của trưởng ấn bình thường, bên trên tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan. Chỉ cần nhìn vào trưởng ấn cũng khiến cho linh hồn kinh hãi, trực tiếp run rẩy. Tàn ảnh trưởng phá không đánh về phía trước, trong nháy mắt hung hăng vỗ vào trên người Huyền Tích trưởng lão. Linh hồn lực bàng bạc lập tức trút xuống cơ thể Huyền Tích. Linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích thuộc tính thổ. Chẳng lẽ đây là thiên phú của Linh Vũ song tu sao? Trong nháy mắt này mọi người sợ hãi than, bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, tuyệt đối kinh khủng. Quan trọng nhất là linh hồn công kích chính là công kích khiến cho tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ. Siêu! Trong lúc thân thể bị đẩy lùi, Lục Lâm Thiên đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung thì mới có thể ổn định lại thân thể. Khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, thế nhưng cũng không có chuyện gì quá lớn. Bản thân hắn chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, thực lực bản thể ở chừng vũ tôn lục trọng. Dưới sự phòng ngự của năm loại thuộc tính, công kích của Huyền Tích đã yếu đi không ít. Hơn nữa lại còn chống lại một trưởng của hắn. Lực lượng thân thể dưới bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp khiến cho Lục Lâm Thiên bình yên vô sự, không có việc gì. Thân thể ổn định, Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn về phía trước. Vừa rồi linh hồn công kích kia hắn cũng không lưu tình. Cường độ mạnh mẽ của linh hồn công kích cũng đủ để cho Huyền Tích này đẹp mặt. Linh hồn công kích đánh tới, Huyền Tích ngây dại, Lục Lâm Thiên cười lạnh, không có một chút đình trệ nào, bàn chân đạp mạnh hư không. Quang mang màu trắng lóe lên, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Lĩnh ngộ thuộc tính phong phối hợp với phù quang lược ảnh, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, giống như thuấn di vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền Tích. Ngao! Cánh tay đồng thời run lên, năm ngón tay nắm lại. Lục Lâm Thiên thi triển long ảnh tí, cánh tay mang theo kim quang đánh ra, hung hăng đánh vào trên LNG ngực Huyền Tích. Bên trong kim quang có thanh âm giống như rồng ngâm vang lên. Lúc này Huyền Tích mới khôi phục lại, nhưng mà rõ ràng hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng. Linh hồn công kích bàng bạc trong đầu khiến cho hắn ăn không ít đau khổ mới có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ đã không còn kịp, một đạo quyền ấn đã đánh vào trong cơ thể hắn. Ngao! Huyền Tích trực tiếp bị đẩy lui, trong nháy mắt khi bị đẩy lui lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Quang mang màu xanh bắn ra, thân thể to lớn xoay quanh không trung. Một đạo long ảnh tí của Lục Lâm Thiên dường như cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu cho hắn. Lực phòng ngự quả thực khủng bố. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Oanh! Huyền Tích không ngờ dưới một chiêu mình đã phải hóa thành bản thể. Năng lượng thuộc tính thủy quanh thân chấn động. Trong giây lát, một đạo quang cầu màu xanh ra trời từ trong miệng hắn xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Lâm Thiên. Phanh! Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, quang cầu màu xanh trực tiếp đập vào trên người Lục Lâm Thiên. Gợn sóng trong không gian nhoáng lên, thân thể Lục Lâm Thiên giống như gợn sóng bình thường, trực tiếp bị nghiền nát. Không ngờ lại là tàn ảnh, tốt, rất nhanh. Giữa không trung, sắc mặt không ít trưởng lão biến hóa. Trong lúc vô hình lại coi trọng Lục Lâm Thiên thêm một phần. Huyền Tích nhìn tàn ảnh Lục Lâm Thiên bị nghiền nát, ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Lâm Thiên này cũng không giống như vũ tôn tứ trọng bình thường. Công kích vừa rồi của tiểu tử này ngay cả vũ tôn lục trọng bình thường cũng khó có thể chống lại. Tốc độ của ngươi dường như quá chậm. Trong lúc ánh mắt Huyền Tích biến hóa, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã hiện lên sau lưng Huyền Tích. Ngao! Huyền Tích biến sắc, thân thể khổng lồ xoay quanh, khí tức tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Hai con mắt lớn mang theo sát ý hung hăng nhìn vào Lục Lâm Thiên. Thuộc tính thủy phô thiên cái địa lan tràn, thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía Lục Lâm Thiên. Tiếp đó trong miệng Huyền Tích có một tấm lụa màu xanh bắn ra. Không gian run lên, một cỗ uy thế mạnh mẽ ập xuống, tấm lụa màu xanh mang theo gợn sóng cuồn cuộn. Trong giây lát cả không gian giống như bị đóng băng, khí tức lạnh lẽo khiến cho gợn sóng rung động, đột nhiên lan tràn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cùng lúc kết thủ ấn, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua trên không trung. Thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt từ trong tay bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, ngay cả bản thể khổng lồ của Huyền Tích cũng bị bao phủ.
Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lặng lẽ hội tụ, một cỗ linh hồn lực minh mông dung hợp với lực lượng thời gian và không gian, trong khoảnh khắc chút xuống chung quanh. Ken két. Đồng thời thời không lao ngục và không gian bị đóng băng của huyền tích va chạm với nhau, hai cỗ lực lượng đều đóng băng không gian của mình. Ồ! Bị thời không lao ngục của Lục Lâm Thiên chút xuống, ánh mắt huyền tích khẽ đổi, bên trong không gian khủng bố này, trừ lực lượng lạnh lẽo đóng băng giống như của hắn ra thì còn có lực lượng không gian quỷ dị cùng với lực lượng linh hồn và còn một loại lực lượng dường như có thể làm ảnh hưởng tới thời gian. Công kích quỷ dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá! Huyền tích tuyệt đối không phải là kẻ yếu, yêu hoàng khí toàn lực phòng ra. Công kích quỷ dị này tuy rằng khiến cho hắn chịu ảnh hưởng, yêu nguyên thuộc tính ngập trời câu dẫn năng lượng phô thiên cái địa kéo tới. Toàn thân hắn lập tức được quang mang chói mắt bao phủ, hư ảnh quy xà tương giao trên lưng lóe lên. Lập tức thời không lao ngục của Lục Lâm Thiên dường như yếu thế hơn một bậc, bắt đầu bị huyền tích đẩy lui. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói. Thủy sinh mộc, thanh âm vừa dứt, chân khí thuộc tính mộc bằng bạc, phô thiên cái địa tuôn ra, khống chế thuộc tính mộc trong không trung tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thủy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính mộc rót vào bên trong, thời không lao ngục lập tức đình trệ. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc dung nhập vào bên trong, năng lượng thuộc tính mộc và thủy lập tức cuồn cuộn. Một giây sau, năng lượng thuộc tính thủy dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính mộc rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong giây lát khí tức tăng vọt, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi, khí tức bàng bạc tràn ra, không trung run rẩy không ngừng. Quang mang màu xanh bắn ra, khí tức thuộc tính mộc trực tiếp ăn mòn yêu nguyên, huyền tích có cảm giác yêu nguyên trong cơ thể mình lặng lẽ tiêu hao. Uy năng trong không gian quỷ dị của đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi khiến cho hắn không thể tiến lên nửa bước. Bên trong tàn ảnh trưởng ấn này có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra. Đây chính là một đạo tàn ảnh của trưởng ấn bình thường, bên trên tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan. Chỉ cần nhìn vào trưởng ấn cũng khiến cho linh hồn kinh hãi, trực tiếp run rẩy. Tàn ảnh trưởng phá không đánh về phía trước, trong nháy mắt hung hăng vỗ vào trên người huyền tích trưởng lão. Linh hồn lực bàng bạc lập tức chút xuống cơ thể huyền tích. Linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích thuộc tính thổ. Chẳng lẽ đây là thiên phú của linh vũ song tu sao? Trong nháy mắt này mọi người sợ hãi than, bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, tuyệt đối kinh khủng. Quan trọng nhất là linh hồn công kích chính là công kích khiến cho tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ. Siêu! Trong lúc thân thể bị đẩy lùi, Lục Lâm Thiên đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung thì mới có thể ổn định lại thân thể. Khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, thế nhưng cũng không có chuyện gì quá lớn. Bản thân hắn chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, thực lực bản thể ở chừng vũ tôn lục trọng. Dưới sự phòng ngự của năm loại thuộc tính, công kích của huyền tích đã yếu đi không ít. Hơn nữa lại còn chống lại một trưởng của hắn. Lực lượng thân thể dưới bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp khiến cho Lục Lâm Thiên bình yên vô sự, không có việc gì. Thân thể ổn định, Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn về phía trước. Vừa rồi linh hồn công kích kia hắn cũng không lưu tình. Cường độ mạnh mẽ của linh hồn công kích cũng đủ để cho huyền tích này đẹp mặt. Linh hồn công kích đánh tới, huyền tích ngây dại, Lục Lâm Thiên cười lạnh, không có một chút đình trệ nào, bàn chân đạp mạnh hư không. Quang mang màu trắng lóe lên, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Lĩnh ngộ thuộc tính phong phối hợp với phù quang lược ảnh, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, giống như thuấn di vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt huyền tích. Ngao! Cánh tay đồng thời run lên. Năm ngón tay nắm lại. Lục Lâm Thiên thi triển Long Ảnh Tí, cánh tay mang theo kim quang đánh ra, hung hăng đánh vào trên LNG ngực huyền tích. Bên trong kim quang có thanh âm giống như rồng ngâm vang lên. Lúc này huyền tích mới khôi phục lại, nhưng mà rõ ràng hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng. Linh hồn công kích bàng bạc trong đầu khiến cho hắn ăn không ít đau khổ mới có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ đã không còn kịp, một đạo quyền ấn đã đánh vào trong cơ thể hắn. Ngao! Huyền tích trực tiếp bị đẩy lui, trong nháy mắt khi bị đẩy lui lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Quang mang màu xanh bắn ra, thân thể to lớn xoay quanh không trung. Một đạo Long Ảnh Tí của Lục Lâm Thiên dường như cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu cho hắn. Lực phòng ngự quả thực khủng bố. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Oanh! Huyền tích không ngờ dưới một chiêu mình đã phải hóa thành bản thể.
năng lượng thuộc tính thủy quanh thân chấn động. Trong giây lát, một đạo quang cầu màu xanh ra trời từ trong miệng hắn xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Lâm Thiên. Phanh! Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, quang cầu màu xanh trực tiếp đập vào trên người Lục Lâm Thiên. Gợn sóng trong không gian nhoáng lên, thân thể Lục Lâm Thiên giống như gợn sóng bình thường, trực tiếp bị nghiền nát. Không ngờ lại là tàn ảnh, tốt, rất nhanh. Giữa không trung, sắc mặt không ít trưởng lão biến hóa. Trong lúc vô hình lại coi trọng Lục Lâm Thiên thêm một phần. Huyền Tích nhìn tàn ảnh Lục Lâm Thiên bị nghiền nát, ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Lâm Thiên này cũng không giống như Vũ Tôn tứ trọng bình thường. Công kích vừa rồi của tiểu tử này ngay cả Vũ Tôn lục trọng bình thường cũng khó có thể chống lại. Tốc độ của ngươi dường như quá chậm. Trong lúc ánh mắt Huyền Tích biến hóa, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã hiện lên sau lưng Huyền Tích. Ngao! Huyền Tích biến sắc, thân thể khổng lồ xoay quanh, khí tức tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Hai con mắt lớn mang theo sát ý hung hăng nhìn vào Lục Lâm Thiên. Thuộc tính thủy phô thiên cái địa lan tràn, thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía Lục Lâm Thiên. Tiếp đó trong miệng Huyền Tích có một tấm lụa màu xanh bắn ra. Không gian run lên, một cỗ uy thế mạnh mẽ ập xuống, tấm lụa màu xanh mang theo gợn sóng cuồn cuộn. Trong giây lát cả không gian giống như bị đóng băng, khí tức lạnh lẽo khiến cho gợn sóng rung động, đột nhiên lan tràn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cùng lúc kết thủ ấn, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua trên không trung. Thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt từ trong tay bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, ngay cả bản thể khổng lồ của Huyền Tích cũng bị bao phủ. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lặng lẽ hội tụ, một cỗ linh hồn lực minh mông dung hợp với lực lượng thời gian và không gian, trong khoảnh khắc chút xuống chung quanh. Ken két. Đồng thời không lao ngục và không gian bị đóng băng của Huyền Tích va chạm với nhau, hai cỗ lực lượng đều đóng băng không gian của mình. Ồ! Bị thời không lao ngục của Lục Lâm Thiên chút xuống, ánh mắt Huyền Tích khẽ đổi, bên trong không gian khủng bố này, trừ lực lượng lạnh lẽo đóng băng giống như của hắn ra thì còn có lực lượng không gian quỷ dị cùng với lực lượng linh hồn và còn một loại lực lượng dường như có thể làm ảnh hưởng tới thời gian. Công kích quỷ dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá! Huyền Tích tuyệt đối không phải là kẻ yếu, yêu hoàng khí toàn lực phòng ra. Công kích quỷ dị này tuy rằng khiến cho hắn chịu ảnh hưởng, yêu nguyên thuộc tính ngập trời câu dẫn năng lượng phô thiên cái địa kéo tới. Toàn thân hắn lập tức được quang mang chói mắt bao phủ, hư ảnh quy xà tương giao trên lưng lóe lên. Lập tức thời không lao ngục của Lục Lâm Thiên dường như yếu thế hơn một bậc, bắt đầu bị Huyền Tích đẩy lui. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói. Thủy sinh mộc. Thanh âm vừa dứt, chân khí thuộc tính mộc bằng bạc, phô thiên cái địa tuôn ra, khống chế thuộc tính mộc trong không trung tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thủy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính mộc rót vào bên trong, thời không lao ngục lập tức đình trệ. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc dung nhập vào bên trong, năng lượng thuộc tính mộc và thủy lập tức cuồn cuộn. Một giây sau, năng lượng thuộc tính thủy dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính mộc rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong giây lát khí tức tăng vọt, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi, khí tức bàng bạc tràn ra, không trung run rẩy không ngừng. Quang mang màu xanh bắn ra, khí tức thuộc tính mộc trực tiếp ăn mòn yêu nguyên, Huyền Tích có cảm giác yêu nguyên trong cơ thể mình lặng lẽ tiêu hao. Uy năng trong không gian quỷ dị của đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi khiến cho hắn không thể tiến lên nửa bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Uy năng của thuộc tính mộc bên trong thời không lao ngục tăng lên, năng lượng thuộc tính mộc dung hợp với nhiều loại năng lượng chút xuống. Huyền Tích chỉ có thể đau khổ chống đỡ, dùng thực lực một mình hắn, Huyền Tích không khó có thể chống lại. Nhưng mà công kích này quá mức quỷ dị khiến cho hắn khó lòng phòng bị, tâm thần có chút rối loạn. Mọi người phía dưới nhìn thấy hai người trên không trung giằng co, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Thế nhưng Lục Lâm Thiên có thể chống lại Huyền Tích trưởng lão cũng đủ để khiến cho mọi người rung động. Sắc mặt Huyền Tích kinh hãi, hắn không ngờ bản thân mình là thành viên của Huyền Vũ Hoàng tộc bát giai hậu kỳ lại không thể làm gì được một vũ tôn tứ trọng. Là hắn quá yếu hay là Lục Lâm Thiên này quá mạnh mẽ? Huyền Vũ nộ. Huyền Tích không có cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên, miệng tức thì hét lớn một tiếng.
Trên mai rùa đột nhiên có hư ảnh cự thú hiện lên, quy xà tương giao, giống như vật còn sống mang theo uy áp cực lớn. Cỗ khí tức kia lặng lẽ lan tràn khiến cho không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Không ngờ Huyền Tích trưởng lão cũng thúc giục thiên phú công kích của bổn tộc. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía trước. Dưới huyền vũ nộ, cơ hồ tất cả thành viên huyền vũ hoàng tộc có tu vi không đủ đều bị áp chế từ linh hồn và huyết mạch. Người thực lực thấp trực tiếp phủ phục dưới mặt đất không dám nhúc nhích. Lục Lâm Thiên này quả nhiên rất mạnh. Sắc mặt không ít trưởng lão đại biến, không ngờ Lục Lâm Thiên này lại ép Huyền Tích trưởng lão thúc giục thiên phú công kích, quả nhiên quá cường hãn. Ngao! Hư ảnh khổng lồ lập tức đụng vào phía trên thời không lao ngục. Khiến cho thời không lao ngục rung rẩy, hư ảnh khổng lồ trực tiếp chui vào bên trong thời không lao ngục. Ken két! Ở bên trong huyền vũ nộ, một loại công kích quỷ dị trực tiếp xuyên thấu thời không lao ngục khiến cho thời không lao ngục căn bản không thể tạo ra sự ngăn cản hữu hiệu. Công kích quỷ dị này trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến cho huyết dịch cùng với linh hồn bành trướng. Mà ngay cả linh hồn cùng chân khí dường như đều sắp bị đóng băng, quỷ dị tới mức tận cùng. Đối với loại lực lượng này, Lục Lâm Thiên đã nếm thử qua khi Huyền Doanh thúc giục Huyền Vũ Nộ. Lực công kích này tuy rằng quỷ dị, thế nhưng hắn có kim đao màu vàng cho nên cũng không ngại, cũng không để ý quá nhiều. Lục Lâm Thiên lại không khó phát giác ra, trên phương diện tu vi, tuy rằng tu vi của Huyền Tích cao hơn Huyền Doanh, thế nhưng trên phương diện thực lực không nhất định có thể mạnh bằng Huyền Doanh. Quan trọng nhất là uy năng khi thúc giục Huyền Vũ Nộ rõ ràng không cao bằng khi Huyền Doanh thúc giục. Chuyện này sợ rằng có quan hệ với yêu hoàng khí của Huyền Vũ nhất tộc. Siêu. Trong nháy mắt khí linh hồn trong đầu Lục Lâm Thiên chịu đau đớn như bị đóng băng, quang mang trên kim đao màu vàng tuôn ra, công kích quỷ dị bên trong Huyền Vũ nộ khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng lập tức bị kim đao màu vàng cản lại bên ngoài. Mà trong người, điện mang màu tím từ trong đan điền tuôn ra, đem công kích quỷ dị này ngăn lại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thời không lao ngục đang từ từ đẩy lui hư ảnh Huyền Vũ nộ. Dù sao hơn 20 năm lĩnh ngộ trong thiên trụ giới của hắn cũng không phải để không. Phù. Trong khoảnh khắc, năng lượng thuộc tính hỏa tiến vào bên trong, năng lượng thuộc tính mộc, thuộc tính hỏa cuồn cuộn. Ngay sau đó năng lượng thuộc tính mộc biến mất, dung nhập vào bên trong năng lượng thuộc tính hỏa rồi biến mất không thấy gì nữa. Phù. Khí tức tăng vọt, uy năng trong thời không lao ngục lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính mộc biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thời không lao ngục đột nhiên tràn ngập hỏa diễm ngập trời, bắn ra năng lượng đỏ rực, cuồng bạo mà đáng sợ. Ngao! Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong sát na hội tụ, đốt cháy cả không trung tạo thành từng vết nứt đen kịt trên không trung. Trực tiếp đốt cháy hư ảnh quy xà tương giao của Huyền Vũ nộ. Từng đạo gợn sóng trong không gian bị nhuộm màu đỏ rực, hư ảnh Huyền Vũ nộ bắt đầu phai nhạt. Thế nhưng vẫn còn có thể chống lại. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Lâm Thiên thầm quát trong lòng. Tiếng quát vừa dứt, trong sát na này, quanh thân Lục Lâm Thiên có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ rót vào trong thời không lao ngục. Thời không lao ngục run lên, hỏa diễm nóng bỏng biến mất không thấy gì nữa. Mà một cỗ uy năng vô hình đã kéo lên tới tình trạng khủng bố. Mà bên trong thời không lao ngục trong chốc lát có năng lượng thuộc tính thổ nặng nề, bàng bạc tràn ra. Không gian mất trọng lượng, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ, cả không gian như cứng lại. Một cỗ linh hồn lực minh mông, cùng với lực lượng thời gian và không gian rít gào trong thời không lao ngục. Uy năng thật mạnh. Thứ nhân loại này thi triển thuộc loại công kích nào, mỗi một lần chuyển đổi thuộc tính thì uy năng lại tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ đây là vũ khí thiên cấp? Thế nhưng dường như cũng không phải. Dường như Huyền Tích trưởng lão sắp không chống lại được rồi. Uy năng của thời không lao ngục được kéo lên khiến cho tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc khiếp sợ. Đám người Huyền Vũ nhất tộc cũng không đoán sai, mỗi một lần thời không lao ngục chuyển đổi thuộc tính thì uy năng đều tăng lên gấp đôi. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà khi trước Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thành công mới nhận ra. Trong lúc Lục Lâm Thiên thử đem lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương sinh, tương khắc vào trong năng lượng thuộc tính, khi thuộc tính tương sinh thì uy năng tăng lên gấp đôi, mà sau khi ba loại thuộc tính dung hợp với nhau thì uy năng lại một lần nữa tăng lên gấp đôi. Và sau khi uy năng tăng thêm gấp đôi thì giống như một nhân hai thành hai vậy, hai nhân với hai là bốn. Dung hợp ba loại thuộc tính, uy năng của thời không lao ngục so với trước còn mạnh hơn bốn lần.
Dung hợp hai chủng loại thuộc tính khác nhau Lục Lâm Thiên mất 8 năm mới có thể làm được. Dung hợp ba chủng thuộc tính thì mất 16 năm. Tới năm thứ 28 Lục Lâm Thiên mới có thể dung hợp được 4 loại thuộc tính vào làm một thể. Thời gian 28 năm này tu vi của Lục Lâm Thiên không có tiến bộ, thế nhưng thời gian cũng không lãng phí một cách vô ích. Khi Lục Lâm Thiên lần nữa dung hợp thuộc tính thổ, uy năng đã tăng lên mức khủng bố, gấp 8 lần trước đó. Uy năng của thời không lao ngục tăng lên 8 lần, trình độ kinh khủng tới nhường nào, uy năng trọng điệp lên nhau, tiêu hao của Lục Lâm Thiên cũng tăng lên theo cấp số nhân. Phá! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng rồi đánh xuống một chưởng về phía xa. Sắc mặt hắn cũng lập tức tái nhợt. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên vừa dứt, thời không lao ngục thuộc tính thổ hung hăng lan tràn. Hư ảnh huyền vũ nộ dưới uy năng khủng bố của thời không lao. Ngục lập tức bị chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành một cơn lốc khủng bố khuếch tán về bốn phía. Ngao! Hư ảnh huyền vũ nộ trực tiếp bị xé rách giống như quang mang bao phủ không gian mấy ngàn thước chung quanh. Phía dưới không trung giống như sơn băng địa liệt, một cỗ năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất khiến cho cả không gian to lớn dưới cỗ năng lượng này mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phốc phốc! Trên bản thể khổng lồ của huyền tích lập tức có máu tươi phun ra, khí thế lập tức giảm sút. Ầm ầm! Mà trong chớp mắt này, thời không lao ngục thuộc tính thổ dùng xu thế như sấm sét bao phủ huyền tích. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, bản thể khổng lồ của huyền tích như bị đông cứng trong không gian. Ở trong không gian thuộc tính này có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn khiến cho thân thể hắn bị đông cứng lại, khó có thể nhúc nhích. Mặt khác còn có lực lượng không gian, công kích linh hồn ở bên trong lúc nhất thời bị trọng thương. Cùng lúc đó chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên lóe lên, bàn chân đạp mạnh hư không. Thân thể giống như quỷ mị trong chớp mắt xuất hiện ở bên trong thời không lao ngục rồi đáp xuống lên trên mai rùa của huyền tích. Phía trên mai rùa của huyền tích, trường bào trên người Lục Lâm Thiên run lên. Chắp tay đứng thẳng. Toàn thân được quang mang màu vàng bao phủ, khí tức khiến cho lòng người rung động. Ngao! Huyền tích cảm nhận được Lục Lâm Thiên đáp xuống lưng mình, lập tức rít gào, giãy giụa. Một cỗ khí tức mênh mông đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Thế nhưng lại bị thời không lao ngục thuộc tính thổ ngăn cản, cho dù huyền tích có phản kháng như thế nào thì vẫn không thể dung chuyển được. Huyền vũ hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa không trung. Lục Lâm Thiên đạp lên bản thể của huyền tích, hàn ý trong mắt bắn ra, khí thế tràn ngập thiên địa. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên, trong lòng không khỏi phát run. Ai cũng thật không ngờ, thực lực của Lục Lâm Thiên này lại áp chế huyền tích trưởng lão. Đại địa vô ảnh cước, xuống cho ta. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn chân phải của hắn hung hăng đạp vào trên mai rùa của huyền tích. Bàn chân phối hợp với thời không lao ngục thuộc tính thổ, một cỗ lực lượng cực lớn ập xuống, trùng điệp chút vào trong mai rùa huyền tích. Mọi người rung động, dưới một cước này của Lục Lâm Thiên, bản thể khổng lồ của huyền tích từ trên cao rơi xuống. Thân thể giống như đụng nát không gian đập vào một ngọn núi phía dưới. Phanh phanh phanh, từng thanh âm bạo liệt lớn vang lên khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Ngọn núi cao phía dưới trực tiếp bị phá hủy, đất rung núi chuyển. Đá vụn bắt ra cách đó mấy vạn mét. Cả ngọn núi nổ tung, bản thể khổng lồ của huyền tích trực tiếp đập tan đỉnh núi xuống tới giữa ngọn núi. Phốc phốc, máu tươi trong miệng huyền tích hóa thành một cơn mưa máu điên cuồng phun ra. Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn sơn mắc, khí tức cũng suy yếu tới mức tận cùng. Thân thể khổng lồ dưới một cước của Lục Lâm Thiên, sau khi phá tan hơn nửa ngọn núi rốt cuộc cũng không thể động đậy được nữa. Phù, giữa không trung. Vô số người hít sâu một hơi, cảnh này vượt quá sự dự đoán của tất cả mọi người. Không có ai ngờ tới sẽ có kết cục như vậy. Một người có tu vi bát giai hậu kỳ như huyền tích trưởng lão, đủ để đối phó với tôn cấp bát trọng của nhân loại, thế nhưng trước mặt vũ tôn tứ trọng như Lục Lâm Thiên lại giống như không chịu nổi một kích. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng, Lục Lâm Thiên còn chưa thúc dục một kiện thần khí nào mà trực tiếp trà đạp huyền tích trưởng lão. Huyền vũ hoàng tộc nổi danh về lực phòng ngự mạnh mẽ nhất đại lục A. Thế nhưng không ngờ mạnh mẽ như huyền tích trưởng lão lại bị Lục Lâm Thiên kia hung hăng chà đạp như vậy. Lục Lâm Thiên này sao lại mạnh như vậy? Trong đám người, Huyền Doanh nhìn về phía trước, ánh mắt không thể tin được. Hơn một năm trước nàng đã giao thủ qua với Lục Lâm Thiên, thực lực của Lục Lâm Thiên này rõ ràng còn chưa kinh khủng như vậy. Hơn một năm trước nàng cũng lưu tình cho hắn, chẳng lẽ người này cũng nhẹ tay với nàng sao?
Bằng không làm sao trong vòng một năm thực lực của hắn cũng không có khả năng tăng mạnh như vậy. Cơ hồ tất cả ánh mắt phía dưới đều rung động, Lục Lâm Thiên này cường hãn tới mức khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Trong mắt Bạch Linh lúc này cũng cực kỳ rung động, thực lực của Huyền Tích trưởng lão này vô cùng cường hãn. Đặc biệt còn thúc giục thiên phú công kích, cho dù nàng đem hết toàn lực sợ rằng cũng phải lưỡng bại câu thương. Thậm chí nàng còn yếu thế hơn một chút, không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên lại mạnh mẽ tới như vậy. Tu vi của hắn không tăng lên một chút nào, vẫn là vũ tôn tứ trọng. Ca ca thật mạnh. Lục Tâm Đồng nắm chặt tay, thực lực của ca ca lúc này cũng khiến cho nàng rung động cùng với mừng rỡ. Về phần đám người Thiên Độc Yêu Long, Mạc Lang, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì đã sớm rung động tới mức há hốc mồm. Đáng chết, mau thả Huyền Tích trưởng lão. Trong đám trưởng lão Huyền Vũ nhất tộc, rung động qua đi, vô số trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên rồi hét lớn. Đường đường là một trưởng lão có tu vi bát giai hậu kỳ của Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng hiện tại lại bị Lục Lâm Thiên dẫm ở dưới chân, chuyện này khiến cho vô số trưởng lão tức giận. Tại sao ta phải thả? Lục Lâm Thiên đạp mai rùa của Huyền Tích, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Nhân loại, ngươi dám không thả, Huyền Vũ hoàng tộc ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Một lão giả mặc hoàng bào nhảy ra, khí tức quanh thân chấn động, trực tiếp khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh lắc lư, một cỗ yêu hoàng khí trong lúc vô hình bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Người này chính là tam trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc. Lục Lâm Thiên nhìn qua, dưới sự dò xét của hắn, Lục Lâm Thiên cũng biết người này chính là cường giả tuyệt đối, so với Huyền Tích còn cường hãn hơn nhiều. Thậm chí dưới cỗ khí tức của hắn bản thân Lục Lâm Thiên còn cảm thấy run sợ. Cũng may yêu hoàng khí của đối phương không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Lục Lâm Thiên. Nghiền nát ta thành cho bụi sao? Vậy thì ta cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng nữa. Lão rùa già như Huyền Tích này chính là kẻ thứ nhất. Nếu như không tin ngươi cứ thử xem, nhìn xem ta có dám làm hay không. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, bàn chân đạp Huyền Tích, hàn ý ngập trời trong mắt bắn ra. Cùng với đó là sát ý ngập trời, khí thế tràn ngập thiên địa. Không thể không thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà ngươi muốn hung hăng càn quấy ở trong Huyền Vũ nhất tộc thì quả thực đã quá coi trọng mình rồi. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi không thả Huyền Tích trưởng lão thì ta sẽ lập tức giết ngươi. Tam trưởng lão lên tiếng, không gian quanh thân trong lúc vô hình bắt đầu vặn vẹo, miệng từ từ đếm. Một, hai, đếm cái rắm. Thân ảnh tiểu long lăng không tiến lên, thân thể đạp lên lưng Huyền Tích. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tam trưởng lão rồi nói. Ta đã giết một người, ngươi đoán thử xem ta có dám. Giết một người nữa hay không? Tiểu Long vừa dứt lời liền nở nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt tràn ngập sát ý khiến cho người ta nhìn vào mà run sợ. Tiểu Long đã dám giết một người sợ rằng tuyệt đối sẽ không ngại giết thêm một người nữa. Phụ thân! Nhìn cảnh này, vẻ mặt Huyền Doanh, Huyền Kình không khỏi biến hóa, quay đầu nhìn Huyền Cốt. Huyền Cốt vẫn im lặng nhìn về phía trước, nhẹ nhàng phất tay một cái, ý bảo Huyền Doanh, Huyền Kình không nên nhiều lời. Hắn tiếp tục lạnh nhạt nhìn về phía trước, giống như mọi việc lúc này đều không liên quan tới tộc trưởng như hắn. Nhiệt xúc, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Cơ mặt tam trưởng lão run rẩy, tiếng quát vừa dứt, yêu nguyên thuộc tính phong phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Bàn chân đạp mạnh hư không một cái, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Mà thân thể hắn thì giống như sao băng, dùng tư thế cường hãn, trực tiếp xông về phía Tiểu Long. Chỉ trong nháy mắt, thân thể tam trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Cánh tay áo vung lên, yêu nguyên cường hãn mang theo tiếng xé gió ngưng tụ ra một đạo chảo ấn, hung hăng đánh về phía Tiểu Long. Trong chớp mắt này ánh mắt Huyền Cốt khẽ đổi, nhìn chăm chú về phía trước. Hừ! Nhìn đạo chảo ấn bằng yêu nguyên, Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Dường như cũng không sợ tam trưởng lão này chút nào. Hỏa diễm màu vàng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, dường như muốn ra tay. Hừ, khí thế của tam trưởng lão này rất mạnh a. Trong chớp mắt khi Tiểu Long còn chưa kịp ra tay, một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, gợn sóng trong không gian lóe lên. Một đạo thân ảnh màu đen lập tức phá không xuất hiện, một cỗ khí thế ngập trời lan tràn ra. Tiếp đó, y phục trên người thân ảnh màu đen này rung lên. Một đạo trưởng ấn ầm ầm ngưng tụ, giống như tia chớp ầm ầm đánh vào chảo ấn của tam trưởng lão. Hai cỗ năng lượng va chạm vào một chỗ. Phanh! Trưởng ấn, chảo ấn va chạm, một tiếng trầm đục vang lên.
hai đạo năng lượng va chạm, trong nháy mắt bắn ra quang mang chói mắt. Không gian đột nhiên xuất hiện một cái động sâu, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, quang mang màu đen khiến cho tim đập nhanh, linh hồn run rẩy tràn ra. Khục khục, cả không gian run lên, thân thể tam trưởng lão lập tức bị đẩy lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Siêu siêu, ngay lúc đó, gợn sóng trong không gian lóe lên, lại có mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Mấy người này xuất hiện, một cỗ uy áp cường hãn lan tràn trên không trung. Giờ phút này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn về phía trước. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, người vừa ra tay là một thân ảnh hùng vĩ, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, khí thế bất phàm. Người này chính là Huyền Vũ khi trước đã từng xuất hiện qua ở trong Phi Linh Môn. Sau lưng Huyền Vũ tổng cộng có 7 người, khí thế trên người đều bất phàm. Mà chung quanh mấy người này, cả không trung có một cỗ năng lượng lặng lẽ hội tụ. Khí thế bàng bạc vô cùng lặng lẽ lan tràn ra. Bái kiến Tam Hoàng. Mắt thấy nam tử mặc trường bào màu đen này, vô số trưởng lão hành lễ. Thân thể tam trưởng lão lảo đảo lui lại, mắt nhìn người vừa mới ra tay là Tam Hoàng Huyền Vũ, ánh mắt không khỏi biến hóa. Không quan tâm tới việc khí huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn mà cúi đầu hành lễ. Đại ca, tiểu gia hỏa dù sao cũng là huyết mạch của nhị ca, chẳng lẽ huynh lại không nói vài câu sao? Huyền Vũ xuất hiện, sau khi nhìn qua Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cốt rồi hỏi. Ai? Mắt nhìn Huyền Vũ, Huyền Cốt than nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên mấy bước, nhìn Huyền Vũ rồi hỏi. Tam đệ, theo ý đệ thì việc này nên xử trí như thế nào? Để cho tiểu gia hỏa cùng những người này rời khỏi đây. Huyền Vũ do dự một chút rồi nói với Huyền Cốt. Tam Hoàng, chuyện này không được, nhiệt xúc kia đánh chết đại hộ pháp, Lục Lâm Thiên kia hiện tại còn nắm Huyền Tích trưởng lão trong tay. Nếu như để bọn họ rời đi, mặt mũi của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta để ở đâu? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài sau này chúng ta cũng không có cách nào gặp mặt người khác nữa. Tam trưởng lão nhìn Huyền Vũ rồi nói. Nếu ta nói để cho bọn họ đi thì sao? Ánh mắt Huyền Vũ trầm xuống nhìn vào tam trưởng lão. Một cỗ uy áp lan tràn ra khiến cho toàn thân tam trưởng lão run rẩy. Lão rùa già, nơi này náo nhiệt như vậy ngươi định không ra xem sao? Trong một sơn động, một đạo thân ảnh màu tím nhìn thân ảnh có chút già nua khẽ nói. Không rõ thân ảnh già nua này đứng ở nơi nào, khiến cho người ta không nhìn rõ được bộ dáng của hai người. Ngươi không có việc gì sao? Hiện tại ngươi cũng không cần tới gây phiền toái cho ta. Về phần việc này, ngươi cũng đừng có nhúng tay vào. Thân ảnh già nua khẽ nói. Ngươi cho rằng ta muốn nhúng tay vào sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, một trong những sư phụ của Lục Lâm Thiên kia chính là huynh đệ kết bái của ta. Tu Vi cũng đã đột phá tới tầng thứ kia, tiểu tử này lại là con rể của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông. Quan trọng nhất chính là hắn cũng có quan hệ không cạn với Bắc Cung gia tộc. Ngươi không cho ta mặt mũi sao? Thân ảnh màu tím vừa dứt lời tức thì chậm rãi đi ra. Mái tóc dài màu đen, thân ảnh gầy gò, cao ngất. Trên người mặc một bộ trường bào màu tím, trên trường bào còn thêu hoa văn tinh xảo. Người này chính là Tử Hiên lão tổ của Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc. Lão hồ ly, ngươi cảm thấy chỉ bằng Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn là có thể khiến cho ta nể mặt sao? Cho dù là mấy lão gia hỏa của Bắc Cung gia tự mình tiến đến, một khi ta không nể mặt thì bọn họ cũng không có biện pháp. Thân ảnh già nua nói. Được rồi, coi như ta chưa nói. Vậy thì ngươi cứ tiếp tục xem náo nhiệt đi, ta cũng tiếp tục nhìn một chút. Tử Hiên lão tổ khẽ mỉm cười nói. Tam Hoàng, tộc có tộc quy. Nếu như ngay cả phạm vào tội giết đại hộ pháp, đả thương Huyền Tích trưởng lão, xông vào Huyền Vũ Điện mà cũng có thể tha được, về sau làm sao có thể phục chúng. Mong Tam Hoàng nghĩ lại. Trên không. Bên trong đám trưởng lão có một nửa trưởng lão thành khẩn nói. Tuy rằng dưới cỗ uy áp của Huyền Vũ bao phủ thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng kiên trì. Còn có một ít trưởng lão thì đang nhìn nhau, không biết lựa chọn thế nào. Hừ! Sắc mặt Huyền Vũ khẽ biến hóa, nhìn đám trưởng lão kia rồi hử lạnh một tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên, thả Huyền Tích trưởng lão ra. Không được, thả Huyền Tích này ra. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả người đi theo đệm lưng cũng không có a. Lục Lâm Thiên thẳng thừng từ chối, mặc dù Huyền Vũ này dường như có ý giúp Tiểu Long và hắn, cũng không có ác ý. Thế nhưng ở thời điểm này cũng không thể tin tưởng được một ai cả.
chẳng lẽ ngay cả lời ta nói ngươi cũng không tin? Huyền Vũ nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Ta không quen biết với các hạ, đương nhiên không thể tin được các hạ rồi. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi! Huyền Vũ sững sờ, hắn không ngờ tiểu tử Lục Lâm Thiên này lại không nể tình như vậy. Ai, náo loạn tới tình trạng này là được rồi. Lục Lâm Thiên, thả Huyền Tích trưởng lão ra, ngươi không có tư cách mặc cả. Bởi vì ta chỉ cần gia tăng một chút lực đạo thì bọn họ sẽ chết. Một tiếng than nhẹ từ trong miệng Huyền Cốt vang lên. Không biết từ khi nào thân ảnh Huyền Cốt đã xuất hiện trước đám người Bạch Linh. Cả không gian vặn vẹo, mà ngay cả Bạch Linh cũng không có sức phản kháng. Lập tức đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long bị áp chế, không thể nhúc nhích. Lục Lâm Thiên nhìn về phía sau, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn không ngờ đường đường là tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc lại làm chuyện như áp chế con tin. Người buông tay ra, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. Nhìn thấy đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng bị bắt, Tiểu Long giận dữ nói. Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi không có tư cách kỳ cò mặc cả với ta. Mau thả Huyền Tích trưởng lão ra. Huyền Cốt lạnh nhạt nói, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động. Thế nhưng trong lời nói lại có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chỉ là ngay khi quay về phía Tiểu Long, khí thế cũng bị áp chế một chút. Tộc trưởng Huyền Cốt, Huyền Vũ nhất tộc các ngươi cũng không coi lão đầu tử ta vào mắt a. Không ngờ lại cưỡng ép một hậu bối như vậy. Trên không trung đột nhiên có một thanh âm bình thản vang lên. Lập tức có một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện trên không trung. Thân này ảnh trống rỗng xuất hiện thế nhưng khí thế ngập trời cũng từ trên người thân ảnh này chậm rãi tràn ra. Là Tử Hiên lão tổ. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện, bộ dáng chừng lục tuần, làn da hồng hào. Rõ ràng bộ dáng chừng 60 tuổi thế nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, không phải là Tử Hiên lão tổ thì còn là ai? Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thế nhưng đồng thời cũng vui vẻ. Hắn không ngờ Tử Hiên lão tổ lại ở trong Huyền Vũ nhất tộc. Thì ra là Tử Hiên tiền bối. Mắt nhìn Tử Hiên lão tổ đột nhiên xuất hiện, Huyền Cốt khẽ gật đầu. Mà ngay cả Huyền Vũ lúc này cũng hơi cúi đầu thi lễ. Huyền Cốt tộc trưởng, sao không buông hậu bối của ta ra? Hậu bối này của ta tuy rằng không ra gì, thế nhưng hiện tại cũng miễn cưỡng là tộc trưởng của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc ta. Chẳng lẽ nhìn thấy tu vi của nó không đủ cho nên ngươi mới đối xử như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn san bằng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc chúng ta, còn khiến cho ta khó chịu sao? Tử Hiên lão tổ nhìn thẳng vào mắt Huyền Cốt rồi lạnh nhạt nói. Ánh mắt bình thản thế nhưng lại có chấn động mênh mông từ trong cơ thể khuếch tán. Nương theo cỗ chấn động này, cả phiến thiên địa nhanh chóng lắc lư. Một cỗ không khí nhàn nhạt trên không trung đột nhiên hội tụ, trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Chiêu thức này của Tử Hiên lão tổ khiến cho không ít người trong Huyền Vũ nhất tộc rung động. Tử Hiên tiền bối nói đùa rồi. Đây là sai lầm của vãn bối. Ngày sau nhất định sẽ tạ lỗi với Tử Hiên tiền bối. Đối mặt với khí tức của Tử Hiên lão tổ, Huyền Cốt vẫn trả lời tự nhiên, giống như không chút ảnh hưởng vì khí tức của Tử Hiên lão tổ vậy. Lúc này quanh thân Huyền Cốt chẳng biết từ khi nào có một cỗ chấn động mênh mông lặng lẽ lan tràn. Dưới cỗ chấn động này, không gian chung quanh đột nhiên trở nên ẩm ướt, một cỗ hơi nước trong khoảnh khắc ngưng tụ. Từ phía xa nhìn lại hơi nước đậm đặc, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối. Nương theo khí tức của Tử Hiên lão tổ, phiến thiên địa này lập tức trở nên lờ mờ, bị bao phủ. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên không có cách nào nhúc nhích được đôi chân trên mai rùa của Huyền Tích. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc nhìn vào biến hóa của không gian. Tử Hiên lão tổ có thể khiến cho không khí trong không gian biến hóa, đây chính là trực tiếp khiến cho thuộc tính phong ẩn chứa trong không gian biến hóa. Mà hơi nước ngập trời của Huyền Cốt này chính là năng lượng thuộc tính thủy cực kỳ nồng đậm. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của hai người trong lúc vô hình đều có thể khống chế năng lượng trong thiên địa. Loại cấp độ này không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể đạt tới. Không ngờ tu vi lại tiến bộ nhanh như vậy. Mọi người đều nói thiên phú của Huyền Hạo mạnh, ta thấy ngươi cũng không kém hắn bao nhiêu. Mắt nhìn phía trước, Tử Hiên lão tổ mỉm cười, chậm rãi cất bước, hoa văn trên trường bào màu tím run lên, cũng không có động tác gì khác mà không khí trên không trung lập tức rít gào. Hơi nước trong không trung chậm rãi bị đánh tan, Tử Hiên lão tổ chậm rãi đi về phía Huyền Cốt đang cấm chế đám người Bạch Linh. Không gian tràn ngập hơi nước bắt đầu sáng sủa. Tử Hiên tiền bối quá khen rồi. Nơi nước chung quanh Huyền Cốt được thu lại,
không gian lúc này mới khôi phục lại bình thường như cũ. Tử Hiên lão tổ bước mấy bước, trực tiếp đi tới không gian vặn vẹo đang bao phủ đám người Bạch Linh. Sắc mặt lạnh nhạt của Huyền Cốt không thay đổi, trường bào màu xanh trên người run lên, không gian vặn vẹo sau lưng cũng khôi phục lại bình thường. Bái kiến Tử Hiên lão tổ. Áp lực trên người đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng lập tức tiêu tán, cả đám tức thì đi tới sau lưng Tử Hiên lão tổ. Tử Hiên lão tổ nhìn qua mọi người, sau đó nhìn về phía Tiểu Long và Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên, thả người trong tay ngươi ra. Nếu như Huyền Cốt tộc trưởng tự mình ra tay thì cho dù ngươi có nắm giữ được hắn cũng không có cơ hội hạ thủ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lại nhìn thấy Huyền Cốt tộc trưởng đã thả đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, sắc mặt khẽ đổi, thân thể nhảy tới bên cạnh Tiểu Long, bàn chân cũng thu lại năng lượng thuộc tính thổ đang đè xuống. Ngao! Huyền Tích xít lên một tiếng vô lực, bản thể khổng lồ hóa thành hình người, vô cùng suy yếu xuất hiện trên ngọn núi. Sắc mặt lúc này trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên trên không trung tràn ngập vẻ oán hận. Hắn đường đường là trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc, thế nhưng hôm nay lại bị trọng thương cùng trà đạp như vậy. Nhưng mà trong ánh mắt oán hận của hắn tràn ngập sự kiêng kỵ thật sâu. Mấy trưởng lão thấy thế lập tức tiến tới nâng Huyền Tích trưởng lão, nhìn Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long trên không trung, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tử Hiên tiền bối, đây chính là chuyện của Huyền Vũ nhất tộc ta. Chuyện của tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc ngày sau Huyền Cốt nhất định sẽ tạ tội với Tử Hiên tiền bối. Hôm nay mời tiền bối cùng đương nhiệm tộc trưởng đi nghỉ ngơi, có được không? Huyền Cốt nhìn Huyền Tích được mấy vị trưởng lão đỡ xuống, lạnh nhạt nhìn Tử Hiên lão tổ rồi nói. Chưa chi đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Tử Hiên lão tổ nói. Tử Hiên lão tổ hiểu lầm rồi. Đây là chuyện trong tộc, mong Tử Hiên tiền bối không chê cười. Huyền Cốt nói. Hóa ra Huyền Vũ nhất tộc các ngươi còn sợ bị chê cười sao? Nhiều người như vậy lại có ý định vây công hai tiểu gia hỏa. Đường đường là Huyền Vũ nhất tộc lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít. Tử Hiên lão tổ cười nhạt một tiếng rồi nói. Ai, ta cũng định mặc kệ, cũng biết mình quản không nổi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lục Lâm Thiên lại có quan hệ sâu xa với ta, không quản cũng không được. Nghe thấy Tử Hiên lão tổ muốn nhúng tay vào việc này, sắc mặt các trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tử Hiên lão tổ. Tử Hiên tiền bối đã có quan hệ với Lục Lâm Thiên này, không biết người định quản thế nào. Sắc mặt Huyền Vũ không biến đổi, lập tức khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như trước. Người này ta muốn dẫn đi, người không có ý kiến gì chứ? Tử Hiên lão tổ nhìn Huyền Cốt rồi nói. Tử Hiên tiền bối, đây chính là địa bàn của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. Tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc tiến vào thánh địa trong tộc ta, tộc trưởng đã không nói tới. Ta thấy tiền bối cũng không nên làm khó chúng ta. Lục Lâm Thiên này tự tiện xông vào Huyền Vũ nhất tộc còn chưa tính, lại còn xông vào thánh địa. Chỉ bằng vào một câu nói có quan hệ sâu xa với tiền bối mà tiền bối muốn mang người đi, xin hỏi tiền bối coi Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta ra sao? Tam trưởng lão nói. Nói như vậy, mặt mũi của ta các ngươi định không cho sao? Sắc mặt Tử Hiên lão tổ trầm xuống, nhìn tam trưởng lão rồi nói. Quanh thân có một cỗ chấn động vô hình tràn ra, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được Tử Hiên lão tổ đã nổi giận. Không phải là không cho Tử Hiên tiền bối mặt mũi. Theo đạo lý mà nói, quan hệ của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc và Huyền Vũ hoàng tộc gần đây không tệ, nếu là chuyện bình thường thì tất nhiên chúng ta sẽ cho mặt mũi. Thế nhưng việc này nếu như chúng ta cho Tử Hiên tiền bối mặt mũi thì sau này Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta làm sao còn có mặt mũi đi ra ngoài. Dưới khí thế của Tử Hiên lão tổ, tam trưởng lão lập tức bị áp chế. Nhưng mà lời nói của người này vẫn không thay đổi, dường như khi đối mặt với Tử Hiên lão tổ đã có chỗ dựa vào. Lão tổ, Lâm Thiên cùng với Tiểu Long. Nhìn thấy tam trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc không buông tha, Bạch Linh biến sắc. Thực lực của Lâm Thiên cùng với Tiểu Long đều mạnh lên không ít, thế nhưng trong lòng Bạch Linh cũng hiểu rõ. Đối mặt với nhiều cường giả của Huyền Vũ hoàng tộc như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không đủ. Huống chi những cường giả cao cấp nhất còn chưa có ra tay. Bạch Linh còn chưa dứt lời, Tử Hiên lão tổ đã phất tay, ý bảo Bạch Linh không cần lo lắng. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ hơi đổi, trong bụng thở ra một hơi, lạnh nhạt nhìn đám người trên không trung, nói. Các ngươi nghe rõ cho ta, nếu như ta muốn mạnh mẽ mang người này đi, cả Huyền Vũ nhất tộc muốn giữ ta lại sợ rằng cũng khó làm được.
Sắc mặt vô số trưởng lão huyền vũ nhất tộc biến đổi. Dường như bọn họ đều biết rõ thực lực của vị lão tổ cửu vĩ yêu hồ nhất tộc này mạnh mẽ ra sao. Tăng thêm quan hệ của Tử Hiên lão tổ này với mấy lão đầu trong huyền vũ nhất tộc không tệ, nếu như hắn thực sự mạnh mẽ mang theo nhân loại này cùng với tiểu long kia, sợ rằng sẽ khó mà giải quyết được. Mặt mũi của Tử Hiên lão tổ đương nhiên ta phải cho. Lục Lâm Thiên này tuy rằng tự tiện xông vào huyền vũ hoàng tộc ta, thế nhưng cũng đi theo tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, tiến vào thánh địa của tộc ta mà không chết, đây cũng là ý trời. Làm càn trong tộc ta thế nhưng cũng không nặng tay, cho nên nếu như Tử Hiên tiền bối nhất định muốn mang Lục Lâm Thiên này đi thì huyền vũ hoàng tộc ta sẽ cho cửu vĩ yêu hồ nhất tộc mặt mũi. Tử Hiên tiền bối có thể mang hắn đi. Huyền Cốt nói. Tộc trưởng, việc này ngàn vạn lần không được, người này. Nghe Huyền Cốt nói vậy, không ít trưởng lão lập tức phản đối. Ý ta đã quyết, các ngươi đừng có hiểu lời. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Huyền Cốt quay đầu nhìn đám trưởng lão đang phản đối, sắc mặt biến đổi. Cảm nhận khí thế trên người Huyền Cốt, cơ mặt đám trưởng lão này run rẩy, cũng không dám nhiều lời nữa. Tử Hiên tiền bối, Lục Lâm Thiên này người mang đi đi. Huyền Cốt nói. Vậy thì đa tạ. Tử Hiên lão tổ khẽ gật đầu nói, thanh âm còn chưa dứt ánh mắt đã biến đổi, lập tức nhìn về phía trước. Tộc trưởng đã quyết định như vậy, lại là Tử Hiên ngươi cho nên ta cũng không nói gì. Thế nhưng Tử Hiên tiền bối cũng đừng quên, nhân loại này đã ký huyết khế với đầu nhiệt xúc này, bất kể như thế nào trên người nhiệt xúc này cũng có huyết mạch của huyền vũ hoàng tộc ta. Coi như không được công nhận là một thành viên trong tộc, nhưng người ngoài tuyệt đối không thể động vào nó. Dựa theo tộc quy. Người dám để cho huyền vũ nhất tộc làm tọa kỵ sẽ bị toàn tộc truy sát. Người ký huyết khế thì phải bị phế tu vi. Cho nên nhân loại này Tử Hiên ngươi có thể mang đi, nhưng cũng phải để cho hắn tự phế đi tu vi của mình. Ngay khi ánh mắt Tử Hiên lão tổ vừa đổi thì một thanh âm bình thường, giống như không có một chút cảm xúc nào đột ngột vang lên trên không trung. Ngay sau đó gợn sóng trong không gian lắc lư, một thân ảnh màu nâu đột nhiên xuất hiện. Mà nương theo thân ảnh này xuất hiện. Không gian mơ hồ có chút ẩm ướt, giống như toàn bộ không gian đã bị hơi nước bao phủ. Thanh âm cùng biến hóa như vậy tức thì hấp dẫn sự chú ý của Lục Lâm Thiên. Trong lòng đồng thời trùng xuống, người này cũng dựa vào yêu nguyên minh mông trong cơ thể mà dẫn động năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa tạo thành biến hóa. Thực lực bực này tuyệt đối không dưới Huyền Cốt, mà miệng còn gọi thẳng kỳ danh của Tử Hiên lão tổ, sợ rằng là người cùng thế hệ với Tử Hiên lão tổ a. Thân ảnh này xuất hiện, Huyền Vũ cùng sáu trưởng lão sau lưng ngưng trọng. Mà không ít trưởng lão có mặt trên không trung tức thì vui vẻ, cung kính hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Mà ngay cả Huyền Cốt, Huyền Vũ, hai người này cũng phải cúi đầu với thân ảnh này. Đại trưởng lão, tộc trưởng, tam hoàng không cần đa lễ. Thân ảnh màu nâu xuất hiện, người này dáng vẻ chừng lục tuần, thân thể tục tằn, cánh tay áo màu nâu vung lên, ý bảo mọi người miễn lễ. Sau đó người này lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, ánh mắt âm trầm khiến cho người bị nhìn vào không khỏi cảm thấy bất an. Hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú vào Tiểu Long rồi nói. Đồ nghiệt xúc nhà ngươi, tâm ngoan thủ lạt, huyết mạch không tinh khiết, không phải đồng tộc của ta tất sinh dị tâm. Câu này xem ra không sai, không tha cho ngươi được. Thanh âm vừa dứt, lão giả áo nâu này vung tay lên. Giữa không trung. Một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc dùng tốc độ kinh người hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một tấm lụa màu xanh giống như ống tay áo mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, trực tiếp bắn về phía Tiểu Long. Tiểu Long, coi chừng. Người này tuyệt đối là cường giả khủng bố. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, cùng lúc đó bàn tay nắm lấy vai Tiểu Long, phù quang lược ảnh dưới chân tăng thêm thuộc tính phong được thúc dục tới mức tận cùng, thân thể như thiểm điện lui về phía sau. Nhưng mà tấm lụa màu xanh này giống như có thể xúc địa thành thốn, chỉ trong chớp mắt đã bắn tới trước người. Lục Lâm Thiên thậm chí còn có thể cảm giác được một cỗ kình khí có thể xé rách không gian ập vào mặt. Đại trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Thân ảnh huyền vũ lóe lên, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ, đánh về phía tấm lụa màu xanh kia. Phanh! Cả hai va chạm, không gian xuất hiện khe nứt, tấm lụa màu xanh này lập tức bắn tứ tung. Hóa thành một cơn mưa rồi tiêu tán trong thiên địa. Thân thể huyền vũ lảo đảo lui lại, vừa vặn lùi lại trước mặt Tiểu Long và Lục Lâm Thiên. Thực lực của Tam Hoàng tiến bộ không ít, chẳng lẽ ngươi không biết mình đang làm gì sao?
thân ảnh màu nâu này không bị ảnh hưởng một chút nào, chắp tay mà đứng, nhìn Huyền Vũ rồi hỏi. Đại trưởng lão, Tiểu Long có yêu hoàng khí thiên cấp A. Huyền Vũ nhíu mày nói. Huyết mạch không tinh khiết, không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Đại hộ pháp chính là một ví dụ, đánh chết đại hộ pháp trong tộc, đả thương vô số hộ pháp. Chỉ bằng hai tội này cũng không giữ lại được, huống chi còn chưa nói tới trên người nhiệt xúc này còn có huyết mạch thanh long. Nếu như giữ lại đầu nhiệt xúc này, tộc quy tồn tại từ xưa tới nay của tộc ta sẽ ra sao? Đại trưởng lão nhìn Huyền Vũ rồi trầm giọng nói. Đại trưởng lão, Tiểu Long đánh chết đại hộ pháp là bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ bị phạt. Thế nhưng cũng nên đợi tới đại hội trưởng lão rồi mới quyết định. Tiểu Long có yêu hoàng khí thiên cấp của bổn tộc, thiên phú cực cao, thực lực cũng mạnh mẽ, huống chi còn là huyết mạch của nhị hoàng. Sau lưng Huyền Vũ, nhị trưởng lão kia tiến lên hành lễ rồi nói. Nhị trưởng lão, người thân là trưởng lão phụ trách ngoại trường, chẳng lẽ người còn không biết thù hận giữa bổn tộc và Thanh Long nhất tộc sao? Giữ lại cái tai họa này thì truyền thừa từ cổ chí kim của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta sẽ ra sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết tộc quy? Lão giả áo nâu nhìn qua Huyền Vũ và sáu trưởng lão sau lưng, hàn ý trong mắt tràn ra khiến cho nhị trưởng lão sau khi liếc nhìn Huyền Vũ cũng không dám nhiều lời nữa. Huyền phạt, uy phong của ngươi thật lớn a. Tử Hiên lão tổ nhìn lão giả áo nâu rồi nói. Tử Hiên, ta cho ngươi mặt mũi. Hậu bối của ngươi cũng tiến vào thánh địa của tộc ta, ta có thể không truy cứu chuyện này. Về phần nhân loại này, tộc trưởng đã đồng ý với ngươi. Ta cũng không truy cứu chuyện hắn tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc ta, người cũng có thể mang hắn đi. Nhưng mà dựa theo tộc quy, người ký huyết khế với huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta sẽ phải tự phế tu vi. Ta đã cho ngươi mặt mũi, nếu như ngươi còn kỳ kèo thêm nữa, coi như ta chưa từng nói gì. Lão giả áo nâu nhìn Tử Hiên lão tổ rồi nói. Huyền phạt, ta đã nghe rõ. Tự phế tu vi, điều này đại biểu cho việc gì ngươi nên hiểu rõ. Đây mà là cho ta mặt mũi sao? Sắc mặt Tử Hiên lão tổ trầm xuống. Tộc quy đã như vậy, ngươi không nên nhúng tay vào. Giao tình của Huyền Vũ nhất tộc ta và Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc cũng chỉ có thể làm như vậy. Chẳng lẽ tộc quy của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc ngươi không phải như vậy sao? Lão giả áo nâu trầm giọng nói, hai người nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Tốt, Huyền phạt ngươi quả nhiên biết lục thân không nhận. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ run lên. Tộc quy của Huyền Vũ nhất tộc quả thực có quy định như vậy. Cho dù là tộc quy của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc của hắn cũng như thế. Ai dám khống chế Cửu Vĩ Yêu Hồ làm tòa kỵ thì sẽ bị cả Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc truy sát. Bất kể là ai, cho dù ở chân trời góc bể nào thì cũng sẽ bị truy sát toàn tộc. Tuy rằng là ký huyết khế bình đẳng, vốn cũng không có chuyện gì. Thế nhưng nếu cứ thế thì cũng sẽ khiến cho đám nhân loại sinh ra lòng tham lam với bọn họ. Cho nên coi như là huyết khế, đại tộc yêu thú cũng tuyệt đối không đồng ý. Những lão nhân bọn họ bình thường buông tay không để ý tới những chuyện bình thường. Thế nhưng một khi động tới chuyện có thể gây ảnh hưởng tới tộc thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Thân là đại trưởng lão hộ tộc Huyền Vũ hoàng tộc, ta chỉ dựa theo tộc quy mà làm việc. Huyền phạt nói, nếu đã như vậy thì cứ dựa theo tộc quy mà tới. Tử Hiên lão tổ nheo mắt, nói. Lục Lâm Thiên này có không ít quan hệ với Huyền Thiên Yêu Tôn của Huyền Thiên Môn khi trước. Ta nhớ Huyền Thiên Yêu Tôn hơn 7.000 năm trước đã giao thủ với một lão gia hỏa trong Huyền Vũ hoàng tộc các ngươi. Chuyện này cũng không xảy ra bao lâu. Dựa theo tộc quy của Huyền Vũ hoàng tộc các ngươi, chỉ cần Lục Lâm Thiên này có thể chiến thắng người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Huyền Vũ hoàng tộc các ngươi thì Huyền Vũ hoàng tộc các ngươi sẽ không truy cứu có đúng không? Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Cái này... Chúng trưởng lão nghe vậy tức thì biến sắc, hơn 7.000 năm trước, chuyện của Huyền Thiên Yêu Tôn kia phần đông trưởng lão đều biết rõ. Nhưng mà thực lực vừa rồi của Lục Lâm Thiên mọi người cũng đã biết, ngay cả Huyền Tích trưởng lão cũng không phải là đối thủ của người này. Người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Huyền Vũ hoàng tộc cũng chỉ có Huyền Kình Vương Tử và Huyền Doanh Công Chúa mà thôi. Thực lực của hai người Huyền Kình Vương Tử và Huyền Doanh Công Chúa trong tộc cũng vô cùng cường hãn, nhưng mà thực lực chỉnh thể vẫn kém hơn Huyền Tích trưởng lão. Thậm chí, trừ ảnh hưởng của yêu hoàng khí trên người ra, thực lực của Huyền Tích trưởng lão còn mạnh hơn một chút. Nếu như để cho Lục Lâm Thiên chiến một trận với Huyền Kình Vương Tử và Huyền Doanh Công Chúa, sợ rằng Lục Lâm Thiên kia sẽ thắng chắc. Tộc quy quả thực có quy định như vậy thì hãy để Huyền Doanh chiến cùng Lục Lâm Thiên một trận đi. Huyền Cốt nhìn đại trưởng lão rồi hỏi.
Đại trưởng lão, ý của người thế nào? Nếu như tộc trưởng đã đồng ý đương nhiên ta sẽ không có ý kiến. Nhưng mà Huyền Doanh cùng Huyền Kình không bao lâu nữa sẽ tham gia đại hội của bổn tộc, thật sự không thể ra tay. Huyền Phạt khẽ gật đầu với Huyền Cốt, lại nói. Cho nên mời nhân loại này ở lại Huyền Vũ nhất tộc, đợi sau khi đại hội của bổn tộc chấm dứt, khi đó hắn sẽ giao thủ với Huyền Kình và Huyền Doanh. Huyền Phạt, ngươi làm vậy là có ý gì? Tử Hiên lão tổ trầm giọng nói. Tử Hiên, ngươi dừng lại đi, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi. Đây chính là địa bàn của Huyền Vũ hoàng tộc, nếu không nể mặt ngươi có quen biết với mấy vị lão nhân trong tộc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể uy hiếp được Huyền Vũ hoàng tộc sao? Một mình ngươi đi đương nhiên không có mấy người có thể ngăn được ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy mình có thể mang theo tất người rời khỏi đây sao? Cho dù mang đi, toàn bộ cửu vĩ yêu hồ nhất tộc các ngươi có thể rời khỏi tổ yêu lâm sao? Huyền Phạt trầm giọng nói. Sắc mặt Tử Hiên lão tổ biến hóa, không nói gì thêm. Có một ít chuyện ngay cả bản thân hắn cũng phải cố kỵ. Huyền Phạt nói với Tử Hiên lão tổ xong, không để ý tới Tử Hiên lão tổ mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, rồi Huyền Vũ nói. Tam Hoàng, ngươi nhất định che chở cho đầu nghiệt xúc này sao? Đại trưởng lão, Huyền Vũ hoàng tộc có thể không thừa nhận nó. Thế nhưng nó là huyết mạch của nhị ca, đương nhiên cũng là cháu của ta. Vì vậy ta nhất định phải bảo vệ nó. Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Long sau lưng. Trường bào run lên, khí thế trên người tràn ra, nhìn thẳng về phía đại trưởng lão. Ngươi nói, ngươi là... Ngược lại, toàn thân Tiểu Long run lên, lập tức nhìn qua Huyền Vũ rồi nói. Tiểu gia hỏa, cha con là nhị ca của ta, ta chính là tam hoàng thúc của con. Yên tâm đi, người khác không nhận con, thế nhưng tam hoàng thúc sẽ nhận con. Ta đã đồng ý với cha con, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ con. Cho nên ngày hôm nay có tam hoàng thúc con ở đây, con sẽ bình yên vô sự. Trừ phi ta chết. Huyền Vũ nhìn Tiểu Long, ngẩng đầu nhìn qua không trung, thanh âm chắc nịch. Tam hoàng. Nhìn qua Huyền Vũ, ánh mắt tràn ngập hàn ý của Tiểu Long chuyển thành ấm áp, thế nhưng ánh mắt lập tức trầm xuống nói. Cha con đâu rồi, con muốn gặp cha con. Cha con bởi vì một chút chuyện cho nên tạm thời con không thể gặp được. Huyền Vũ nói. Không được. Hôm nay con muốn gặp cha. Tiểu Long dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua không trung nói. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản ta ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt. Ta sẽ cho đám rùa đen các ngươi hối hận. Nhiệt xúc. Huyền Phạt trầm giọng nói với Tiểu Long, lại nhìn Huyền Vũ. Tam Hoàng, ngươi thực sự muốn bảo vệ đầu nhiệt xúc này sao? Ta đã đáp ứng với nhị ca, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ tiểu gia hỏa này. Huyền Vũ nói. Tộc trưởng. Tam Hoàng vi phạm tộc quy, mong tộc trưởng định đoạt. Huyền Phạt quay đầu nói với Huyền Cốt. Tam đệ, Tiểu Long giao cho đại trưởng lão đi, đến lúc đó đợi trưởng lão hội rồi mới quyết định tiếp. Trong mắt Huyền Cốt hiện lên tia khác thường mà người khác không nhìn thấy, hắn nhìn Huyền Vũ rồi nói. Không được, hôm nay trừ phi ta chết, nếu không đừng ai mong động tới một sợi lông của hắn. Chuyện ta đã đáp ứng với nhị ca, ta nhất định phải làm được. Trường bào màu đen trên người Huyền Vũ tung bay, nhìn Huyền Cốt nói. Đại ca, có thể huynh không thèm để ý tới tình huynh đệ, thế nhưng đệ lại không làm được như vậy. Nghe vậy, ánh mắt Huyền Cốt khẽ đổi, cơ mặt run rẩy một chút, nhìn qua Huyền Phạt rồi nói. Vậy thì mời đại trưởng lão bắt Huyền Vũ giao cho trưởng lão đoàn định đoạt. Ha ha, đại ca, không ngờ huynh lại tuyệt tình như vậy, sao không tự tay bắt đệ? Huyền Vũ cười to. Tiếng cười tràn ngập sự bất đắc dĩ. Yêu nguyên quanh thân bắt đầu tràn ra. Huyền Doanh nhìn về phía phụ thân, nhìn thấy ánh mắt phụ thân không có chút biến hóa, muốn nói cũng không nói nên lời. Nhưng thân hình lại tới gần phụ thân hơn một chút. Tam Hoàng, thúc thủ chịu trói đi. Bây giờ ngươi khó có thể chống lại được ta. Huyền Phạt lăng không mà đứng, mắt nhìn Huyền Vũ nói. Tam Hoàng, nhị trưởng lão cùng các trưởng lão tiến lên, ánh mắt không khỏi biến hóa. Nhị trưởng lão, các ngươi lui ra, việc này không liên quan tới các ngươi. Huyền Vũ phất tay, bước đạp không trung thấp giọng quát. Tam hoàng của Huyền Vũ hoàng tộc há có thể bó tay chịu trói. Thân là hoàng tử, ngoan cố không chịu thay đổi. Huyền Phạt quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên lăng không ngưng tụ thành chảo ấn đá về phía Huyền Vũ. Đều là huyết mạch trong tộc, cần gì phải tuyệt tình như vậy.
Trong mắt Huyền Vũ tràn ngập sự bất đắc dĩ nhìn chảo ấn đang đánh tới. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ, quyền ấn đánh ra, không Gina run rẩy, không gian trước quyền ấn bị nghiền nát. Phanh phanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi hai đạo công kích va chạm, thân ảnh nhanh như thiểm điện rồi hóa thành từng đạo tàn ảnh giao thủ hơn chục chiêu. Trong sát na, công kích va chạm, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, kinh khí khuếch tán trong không trung. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên không trung, thực lực của hai người đang giao thủ đều tới tình trạng khủng bố. Ngay cả một tia năng lượng cũng không lãng phí. Thế nhưng cho dù là ai thì cũng có thể cảm giác được, hai người đang giao thủ trên không trung đều vô cùng hung hiểm. Sợ rằng ngay cả chúng cường giả có mặt ở đây cũng không có mấy người có thể chen ngang vào. Thực lực của hai người kia đều tới tình trạng đỉnh phong. Tử Hiên lão tổ cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, trong mắt hiện lên sự chấn động rất nhỏ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng luôn nhìn lên không trung, tu vi của Huyền Vũ Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ, thế nhưng xem ra thực lực của đại trưởng lão Huyền Phạt kia còn trên Huyền Vũ một chút. Cường giả như mây a. Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng, chỉ bằng những người trước mặt này thì thực lực của Huyền Vũ nhất tộc không phải là thứ mà Tam Tông Tứ Môn có thể so sánh. Huyền Cốt, Huyền Vũ, còn có đại trưởng lão đều cường hãn vô cùng. Mặt khác còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tu vi của mấy người này tuyệt đối cường hãn. Mà ngay cả Huyền Thích kia, tuy rằng bị hắn đánh bại, thế nhưng thực lực đặt ở cả đại lục cũng tuyệt đối là một cường giả. Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Hắn có thể đánh bại Huyền Tích đã là chiếm không ít tiên cơ rồi. Đầu tiên lực phòng ngự của hắn tuyệt đối không dưới Huyền Tích. Quan trọng nhất chính là bởi vì hắn có kim đao màu vàng cho nên không sợ công kích thiên phú của Huyền Vũ nhất tộc và không bị yêu hoàng khí ảnh hưởng. Nếu như không có kim đao màu vàng, hắn tuyệt đối không thể làm gì Huyền Tích. Tuy rằng có bất diệt huyền thể chống lại công kích, thế nhưng có lẽ không thể chống lại công kích thiên phú quỷ dị Huyền Vũ nộ của Huyền Vũ nhất tộc kia. Cho nên Lục Lâm Thiên hiểu rõ, Huyền Tích tuyệt đối không phải thua vì thực lực yếu hơn hắn mà là hắn chiếm không ít tiện nghi. Thực lực của Huyền Tích trong đám cường giả có mặt ở đây cũng thuộc hàng cao cấp, nếu như ném ra bên ngoài đại lục chính là cường giả khủng bố. Phanh! Trong lúc Lục Lâm Thiên suy tư, sau khi không trung run rẩy, công kích của Huyền Vũ và Huyền Phạt va chạm với nhau, tiếng nổ mạnh vang lên. Năng lượng trên không trung trong nháy mắt khuếch tán. Khục khục! Cơ hồ cùng lúc, thân thể Huyền Vũ bị đẩy lùi. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tam Hoàng Thúc, người không sao chứ? Tiểu Long do dự một chút, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện bên người Huyền Vũ. Con gọi ta là gì? Huyền Vũ sững sờ, dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng rồi hỏi Tiểu Long. Tam Hoàng Thúc. Tiểu Long nhìn Huyền Vũ rồi nói. Lúc này nó cũng nhìn ra. Tam Thúc đang dốc sức liều mạng bảo vệ bản thân mình. Trong lòng nó tuy rằng tràn ngập sự oán hận với Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng vị Tam Hoàng Thúc này lại khiến cho trong lòng nó cảm thấy ấm áp. Ha ha, rốt cuộc tiểu gia hỏa con cũng thừa nhận ta sao? Yên tâm đi, có Tam Thúc ở đây, hôm nay đừng ai mơ động đến con. Vỗ vai Tiểu Long, Huyền Vũ lớn tiếng cười nói, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, đẩy Tiểu Long ra đằng sau. Thân thể hùng vĩ lăng không đứng đó, ánh mắt nhìn Huyền Phạt. Bàn tay nắm chặt, yêu nguyên minh mông từ trong lòng bàn tay tràn ra, thân thể lao thẳng về phía Huyền Phạt, quát to. Có ta ở đây, ngày hôm nay đừng ai mong động tới nó. Huyền Vũ, người thực sự hết thuốc chữa rồi. Huyền Phạt nhảy lên, trường bào tung bay, gợn sóng trong không gian lắc lư rồi giạt ra. Một đạo quang mang màu lam từ trong thân thể bắn ra, yêu nguyên phô thiên cái địa khuếch tán. Phanh, chấn động khủng bố khuếch tán, gợn sóng trong không gian như bị nghiền nát. Khí thế trên người Huyền Phạt lần nữa tăng lên, dưới cỗ uy áp kinh người này, người có tu vi thấp đã sớm đỏ bừng mặt. Không ngờ tu vi của đại trưởng lão đã tới bước này. Sắc mặt mọi người kinh ngạc, vô số trưởng lão lúc này bị áp chế khiến cho mặt đỏ lên. Đây là thực lực như thế nào? Chẳng lẽ là yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong? Dưới cỗ khí tức này cả không trung rung chuyển, Lục Lâm Thiên thầm suy đoán trong lòng, khí tức này trong lúc vô hình khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Tu vi của đại trưởng lão này so với Huyền Tích quả thực là một trời một vực. Ánh mắt Huyền Cốt lúc này cũng biến hóa, mắt nhìn Huyền Phạt trên không trung, ánh mắt lóe lên bất định rồi thu liễm không thấy. Không ngờ thực lực của đại trưởng lão lại tới một bước này a. Trong mắt Huyền Vũ hiện lên sự vui vẻ,
thế nhưng trong sự vui vẻ lại là ngưng trọng. Huyền Vũ, ngày hôm nay ngươi không bảo vệ được đầu nhiệt xúc này đâu. Huyền Phạt khẽ nói, ánh mắt lóe lên, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé rách không gian. Trong giây lát đánh ra một đạo quang mang màu xanh giống như thiên thạch bắn về phía Huyền Vũ. Ánh mắt Huyền Vũ trầm xuống, cắn răng đánh ra một đạo quyền ấn. Phanh! Cả hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang lên trong không trung. Quang mang chói mắt bắn ra. Siêu! Thân thể Huyền Vũ lần nữa bị đẩy lùi, miệng có máu tươi tràn ra. Sắc mặt biến đổi, lực lượng hùng hồn trong đạo quang mang kia khiến cho cánh tay hắn run rẩy, đau đớn kịch liệt. Thân là Tam Hoàng tử, tu vi ngươi còn chưa đủ. Có lẽ nên dùng thời gian cho việc tu luyện đi. Trong nháy mắt Huyền Phạt lại lao tới. Trên bàn tay, một đạo quang trụ bằng yêu nguyên giống như một mũi tên được bắn ra. Quang trụ bằng yêu nguyên xuyên thấu không gian. Những nơi yêu nguyên đi qua, không gian bị xuyên thủng tạo thành khe nứt đen kịt. Siêu! Ngay khi đạo quang trụ bằng yêu nguyên khủng bố sắp đánh vào LNG ngực Huyền Vũ thì thân thể Huyền Vũ nhanh chóng né tránh, vừa vặn tránh khỏi công kích. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào lại có một đạo trưởng ấn màu xanh trực tiếp đánh vào bả vai hắn. Phốc phốc, máu tươi trong miệng Huyền Vũ lần nữa được phun ra, thân thể bị đánh bay, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tam Hoàng thúc, phía xa xa, thân thể mềm mại của Huyền Doanh run lên, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt. Lúc này Huyền Kình cũng nhìn về phía Huyền Cốt, trong mắt mang theo sự khẩn cầu. Nhưng mà Huyền Cốt vẫn không có động tác gì. Siêu. Thân ảnh Huyền Phạt không có một chút đình trệ nào, ánh mắt bắn ra, bàn tay nắm chặt, chảo ấn được ngưng tụ, cả không gian run lên. Hơi nước tràn ngập không gian kéo về phía Huyền Vũ. Tam thúc. Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân hình ngăn cản trước người Huyền Vũ. Nhìn đạo chảo ấn đánh xuống, một đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng khiến cho không gian đột nhiên chấn động quỷ dị. Siêu. Quyền ấn bắn ra, trước quyền ấn xuất hiện khe nứt đen kịt. Quyền ấn va chạm với chảo ấn màu xanh, cả không gian vặn vẹo. Ồ! Dưới một quyền, Huyền Phạt nghi hoặc ồ lên một tiếng. Bởi vì trên quyền ấn này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn run rẩy tuôn ra. Chỉ là cỗ khí tức này chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Phốc phốc! Thân hình Tiểu Long chấn động, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đẩy lùi. Tiểu Long! Lục Lâm Thiên lướt về phía Tiểu Long, thủ ấn biến đổi. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiểu Long, thời không lao mục thuộc tính thủy được ngưng tụ. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Tiếng quát vừa dứt, trong sát na, năng lượng thuộc tính quanh thân Lục Lâm Thiên cuồn cuộn. Quang mang màu xanh lam lạnh lẽo, màu xanh đậm quỷ dị, màu đỏ nóng bỏng rót vào bên trong khiến cho bên trong thời không lao mục cuồn cuộn. Khi năng lượng thuộc tính thổ lần nữa được rót vào trong thời không lao mục, cả thời không lao mục run lên. Uy năng của thời không lao ngục trong nháy mắt tăng vọt lên gấp 8 lần. Đem thân thể Tiểu Long vừa mới lui lại cùng với Huyền Vũ bao phủ vào bên trong. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc lan tràn ra, cả không gian giống như đông cứng lại, bên trong còn có một cỗ linh hồn lực minh mông, lực lượng thời gian cùng với lực lượng không gian cuồn cuộn. Siêu! Trong khoảnh khắc, chảo ấn của Huyền Phạt đánh xuống, nặng nề đập vào trên thời không lao ngục. Chảo ấn khiến cho thời không lao ngục vặn vẹo rồi bị ngăn cản. Có chút quái dị. Ánh mắt Huyền Phạt lần nữa có chút kinh dị. Ở trong không gian quỷ dị này có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn ngăn cản chảo ấn của hắn. Bên trong còn có lực lượng không gian và công kích linh hồn, cực kỳ quỷ dị. Phá! Chỉ bị cản trở một chút, Huyền Phạt lập tức cười lạnh. Trong sát na, chảo ấn đột nhiên chấn động, quang mang cuồn cuộn, chảo ấn tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Tạo ra 5 vết rách đen kịt trong không gian. Chảo ấn khủng bố hung hăng tiến vào trong thời không lao ngục. Phanh! Dưới cỗ uy năng khủng bố này, thời không lao ngục bị chia 5 xẻ 7, trực tiếp hóa thành một cơn lốc năng lượng khủng bố rồi khuếch tán về 4 phía. Gợn sóng trong không gian chung quanh nứt vỡ thành từng khúc, năng lượng cuồng bạo giống như thực chất khiến cho cả không gian nhộn nhạo. Phốc phốc! Thời không lao ngục bị nghiền nát, Lục Lâm Thiên lập tức phun ra máu tươi. Cơ thể bị thương, đây là lần thứ hai Lục Lâm Thiên thúc giục thời không lao ngục dung hợp 4 loại năng lượng thuộc tính. Vốn Lục Lâm Thiên đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi, mỗi một lần thúc giục thời không lao ngục dung hợp 4 loại thuộc tính, Lục Lâm Thiên có cảm giác tiêu hao của hắn so với thúc giục tam thần quyết còn lớn hơn không ít. Lão Tổ,
nhìn Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long đều bị thương, Bạch Linh biến sắc, lập tức dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tử Hiên lão tổ. Ai? Tử Hiên lão tổ thở dài. Tiểu gia hỏa, các con không sao chứ? Huyền Vũ lúc này cũng lui lại, ba người cơ hồ đều bị đẩy lùi về phía sau, đụng vào một chỗ. Khóe miệng ba người đều tràn ngập máu tươi, chỉ cần nhìn qua cũng biết đều bị thương không nhẹ, mà Huyền Vũ mấy lần bị trọng thương, thương thế so với hai người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long còn nặng hơn một chút. Sắc mặt hắn trắng bệch như cho tàn. Tam Hoàng thúc, con không sao. Tiểu Long dùng tay áo lau sạch vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khí tức quỷ dị quanh thân bắt đầu lan tràn ra. Nếu như đều đã tới đông đủ thì ta bắt một mẻ vậy. Mắt nhìn ba người Tiểu Long, Huyền Vũ, Lục Lâm Thiên, ánh mắt huyền phạt lạnh lẽo, đột nhiên chuyển thành âm trầm. Bàn tay nắm chặt, cả không trung đột nhiên có hơi nước quanh quẩn, không gian ẩm ướt, dường như đột nhiên có mưa phùn vậy. Thanh âm vừa dứt, không gian mênh mông chấn động lấy huyền phạt làm trung tâm mà khuếch tán. Năng lượng thuộc tính thủy cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt hội tụ. Cả phiến thiên địa bị hơi nước bao phủ, mưa phùn trong không trung bắt đầu trở nên cuồng bạo. Chỉ một lát sau mưa phùn đã trực tiếp chuyển thành mưa rào. Thế nhưng những giọt mưa này tạo thành từng chuỗi treo lơ lửng trên không trung, chằng chịt, từng hạt mưa vô cùng, vô tận che đậy cả không gian. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc khiến cho không gian run rẩy bất định. Bên trong năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ngập trời, thủ ấn huyền phạt biến ảo. Một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trong không gian, trong nháy mắt hóa thành một cái vòi rồng. Siêu! Vòi rồng bằng nước khổng lồ giống như một cây cột nối giữa trời và đất khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé. Vòi rồng xoay tròn, không gian chung quanh nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt không gian đen kịt. Trong không trung tràn ngập năng lượng ngập trời khiến cho khuôn mặt không ít người đỏ lên. Năng lượng như vậy quá mức khủng bố, cơ hồ tất cả trưởng lão lúc này đều rung động không thôi. Năng lượng khủng bố như vậy một khi bộc phát, không trung đều bị phá hủy thành cho tàn. Thực lực như thế, chẳng lẽ đại trưởng lão đã đột phá bát giai đỉnh phong rồi sao? Dường như đã không còn giống như bát giai hậu kỳ đỉnh phong, so với nhị hoàng tử lúc trước còn mạnh hơn a. Thực lực của đại trưởng lão chẳng lẽ đã tới bước kia rồi? Lúc này ánh mắt của Huyền Cốt cũng mang theo sự kinh ngạc nhìn lên không trung. Thế nhưng ánh mắt của Tử Hiên lão tổ lại tương đối bình tĩnh, tuy rằng cũng có chút hơi bất ngờ, ánh mắt lóe lên bất định, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người đang thấp giọng nghị luận, Huyền Phạt nâng bàn tay lên, yêu nguyên bàng bạc phô thiên cái địa rót vào trong vòng xoáy. Trong giây lát, vòng xoáy cuồng bạo bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, năng lượng lan tràn ra chung quanh ngày càng khủng bố. Bắt cả ba lại cũng đỡ một chút phiền toái. Thanh âm của Huyền Phạt vừa dứt, cánh tay đẩy ra. Vòng xoáy cuồng bạo khiến cho không gian văng tung tóe. Những nơi vòng xoáy đi qua, không gian như bị chấn nát, tan thành bột phấn. Một lát sau không gian hư vô mới chậm rãi sát nhập như lúc ban đầu. Lực lượng khủng bố như vậy lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên, Huyền Vũ cùng Tiểu Long. Dưới cỗ lực lượng khủng bố này Lục Lâm Thiên có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như hắn ở dưới cỗ lực lượng này không có sức phản kháng. Khí tức khiến tim đập nhanh bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu Long lăng không mà đứng, trong nháy mắt này khí tức quỷ dị quanh thân ngày càng nồng nặc, dường như đang chuẩn bị thứ gì đó. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy mang theo lực lượng khủng bố đã bắn tới, không gian run rẩy, sắp đập vào ba người, lực lượng khủng bố cũng đem không gian phong tỏa. Tiểu Long, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp trốn đi, nơi này sẽ do Tam Hoàng thúc gánh. Huyền Vũ nói một tiếng, nhanh như thiểm điện ngăn cản trước người Tiểu Long và Lục Lâm Thiên. Hắn đã đáp ứng với nhị ca, nhất định phải che chở cho Tiểu Long rời khỏi tộc. Cho dù chết cũng phải làm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể liều chết bảo vệ Tiểu Long mà thôi. Nếu như hôm nay ngươi dám làm tổn thương bọn họ, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Một thanh âm thấu xương vang vọng trong không gian. Lúc này trước vòng xoáy cuồng bạo, gợn sóng trong không gian lóe lên, một đạo thân ảnh màu tím lăng không từ trong gợn sóng bước ra. Sau đó xuất hiện dưới vô số ánh mắt. Thân ảnh màu tím lăng không đứng, tuổi chừng 40, thân ảnh gầy gò, cao ráo, nhìn như yếu đuối. Thế nhưng vòng xoáy cuồng bạo ngập trời mang theo kình khí khủng bố này ngay cả chéo áo của hắn cũng không thể động tới được. Người này lơ lửng đứng chắp tay trên không trung, ngũ quan góc cạnh, ánh mắt bình tĩnh mang theo sự lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Nhìn về người này giống như nhìn vào một tảng băng.
mà lúc thân ảnh ấy nhìn như bình tĩnh đứng trong không gian, thân ảnh gầy gò trước mặt vòng xoáy khủng bố giống như một con kiến đối mặt với một con voi. Thế nhưng vòng xoáy cuồng bạo, khổng lồ ở trước mặt thân ảnh này lại không thể làm rung chuyển hắn một chút nào. Ken két. Không gian bị nghiền nát, trước vòng xoáy cuồng bạo, phàm là kinh khí cùng hơi nước chạm phải thân ảnh này lập tức bị nghiền nát. Đột nhiên xảy ra biến hóa này khiến cho sắc mặt Huyền Phạt biến sắc, trong nháy mắt này hắn phát hiện ra không ngờ công kích của mình lại không thể tiến thêm nửa tấc. Trong lòng Huyền Phạt run lên cùng khiếp sợ, hắn ngẩng đầu lên. Xuyên qua vòng xoáy khủng bố kia, một thân ảnh màu tím đang lăng không mà đứng, đạo thân ảnh kia khiến cho hắn kinh ngạc tới mức cả kinh nói. Huyền Hạo, sao ngươi lại đi ra được? Nhị đệ. Trong sát na này, ánh mắt Huyền Cốt phía xa đột nhiên run lên, lập tức nhìn chăm chú về phía trước. Trời ạ, nhị hoàng tử đi ra. Nhị hoàng thúc tới. Huyền Kinh, Huyền Doanh nhìn nhau, ánh mắt không khỏi rung động. Nhị ca, rốt cuộc huynh đã tới. Giữa không trung, Huyền Vũ đang định liều mạng nhìn đạo thân ảnh màu tím kia, ánh mắt run lên nói. Trong lòng đột nhiên xuất hiện hai cảm giác trái ngược, vui mừng cùng sợ hãi, đạo thân ảnh này ngoài nhị ca hắn ra còn có thể là ai được nữa. Được rồi, các ngươi lui ra đi, ở đây giao cho ta là được rồi. Thân ảnh màu tím nhàn nhạt quay đầu lại nói với Huyền Vũ, ánh mắt đảo qua Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long, sau đó dừng lại trên người Tiểu Long. Đây là phụ thân của Tiểu Long sao? Thật mạnh! Lục Lâm Thiên nhìn người tới không khỏi biến đổi, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Trong đôi mắt kia dường như có một cỗ khí tức mạnh mẽ khiến cho hắn vừa nhìn một cái lập tức run sợ. Tiểu Long đã sớm nhìn chăm chú vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy thân ảnh màu tím này, khí tức tới từ huyết mạch khiến cho toàn thân Tiểu Long run lên. Trong lúc vô hình Tiểu Long đã biết người này là ai, đây chính là người mà hắn luôn muốn tìm kiếm, đây là phụ thân của hắn sao? Mắt nhìn Tiểu Long, thân ảnh màu tím mỉm cười, lập tức quay đầu lại. Nhìn vòng xoáy khổng lồ trong thiên địa, ngẩng đầu nói. Đại trưởng lão, không ngờ những năm nay tu vi của ngươi cũng tiến bộ không tệ. Định cho ta. Thanh âm trong miệng thân ảnh màu tím vang lên, tay phải sau lưng duỗi ra. Trường bào màu tím trên người run lên, một cỗ năng lượng vô hình tràn ra, vòng xoáy khổng lồ kia lập tức đông cứng lại rồi bất động. Hít. Vòng xoáy khổng lồ kia bị đông cứng lại, giờ phút này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và kinh hãi. Từng tiếng hít sâu vang vọng trong không gian, lực lượng ngập trời của đại trưởng lão giờ phút này dưới tay nhị hoàng tử chỉ giống như là một kích của trẻ con vậy. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh chảy ra. Kế tiếp còn có một chuyện khiến cho mọi người kinh hãi hơn, lúc này thân ảnh màu tím bước lên một bước đi về phía vòng xoáy khổng lồ. Trực tiếp đi vào trong vòng xoáy, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhị hoàng tử tiến vào trong vòng xoáy khổng lồ, một đạo thanh âm đột nhiên từ trong vòng xoáy vang lên, thanh âm như truyền vào tai mỗi người. Đại trưởng lão, tu vi của ngươi đã bắt đầu chạm chân vào cấp độ yêu đế. Thế nhưng dù sao cũng mới chỉ chạm một chân vào mà thôi. Nếu là 20 năm trước có lẽ ta còn không làm gì được ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi ở trước mặt ta đã không chịu nổi một kích. 10 năm trước ta đã đột phá bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cách cấp độ yêu đế cửu giai cũng chỉ còn nửa bước. Nửa bước xa này tuy rằng chỉ là nửa bước thế ngươi cũng không có cách nào vượt qua. Lúc này ta đã đột phá tới cấp độ chuẩn đế. Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, thân ảnh màu tím bước ngang qua vòng xoáy, trực tiếp xuất hiện trước mặt đại trưởng lão Huyền Phạt. Đồng thời, vòng xoáy cuồng bạo khổng lồ sau lưng thân ảnh màu tím bắt đầu run lên. Vòng xoáy run rẩy. Cả không gian giống như lung lay sắp đổ. Phía trên vòng xoáy khổng lồ xuất hiện một cái khe lớn. Ken két. Tiếp đó thanh âm ken két vang lên. Vòng xoáy khổng lồ kia trong khoảnh khắc sụp đổ tựa như một ngọn núi. Không tạo ra tiếng nổ quá lớn, chỉ có thanh âm nghiền nát trầm thấp vang vọng trong không gian mà thôi. Vòng xoáy khổng lồ trực tiếp sụp đổ từng khúc, thế nhưng lại không có một chút kinh khí chấn động nào từ bên trong vòng xoáy tràn ra ngoài. Chỉ là quang mang chói mắt từ bên trong vòng xoáy khi vỡ nát bắn ra cùng với uy áp bàng bạc cũng đủ để khiến cho trong không gian xuất hiện một cái động sâu. Cả không gian lúc này ầm ầm an dày, quang mang năng lượng khiến cho không gian vặn vẹo, thế nhưng lại không có tiếng vang nào được tạo ra. Cơ hồ không có một chút nào tiết ra ngoài. Tất cả đều xảy ra sau lưng thân ảnh màu tím. Thân ảnh màu tím trực tiếp dùng lỗ đen khủng bố trong không gian mà lăng không đứng.
uy áp ngập trời, chấn động nhân tâm khiến cho cơ hồ tất cả mọi người biến sắc. Chấn động tới mức ngây ra như tượng. Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn qua thân ảnh gầy gò, cao ráo trên không trung. Lúc này trên người thân ảnh ấy dường như có xu thế chống trời, không có một chút động tác nào thế nhưng lại vô cùng khủng bố. Động sâu trong không gian do vòng xoáy khổng lồ tán loạn tạo ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn rung động, khủng bố này cũng không rung động bằng hai chữ đang hiện lên trong đầu tất cả trưởng lão cùng hộ pháp và tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc. Chuẩn đế, nhị hoàng tử đã đạt tới chuẩn đế. Chuẩn đế A. Cơ hồ tất cả các trưởng lão rung động, hai chữ chuẩn đế này đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, mọi người đều hiểu rõ là gì. Đây là con đường mà bát giai hậu kỳ đỉnh phải đi qua trước khi đạt tới yêu đế cửu giai. Sau khi hắc động biến mất trong không trung, cả không gian triệt để yên tĩnh tới mức đáng sợ. Giờ phút này khuôn mặt đại trưởng lão Huyền Phạt như cứng lại, không biết là bởi vì công kích của hắn bị người này phá hủy dễ như trở bàn tay hay là đang rung động vì hai chữ chuẩn đế này. Ta có thể tự nguyện bị giam cầm, cũng có thể tuân thủ theo tộc quy. Tộc quy không thể phá. Ta tự nguyện tiếp nhận trừng phạt, thế nhưng ngươi không nên đối xử với con của ta như vậy. Ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người làm cha ngày nào. Người phụ thân như ta đã thiếu nợ nó rất nhiều. Nó tới tìm ta, ngươi càng không nên làm tổn thương nó. Thân ảnh màu tím này nhìn thẳng vào Huyền Phạt, thanh âm mang theo sự tức giận cùng với lạnh lẽo như băng vang lên trong không gian. Bị người trước mặt nhìn vào Huyền Phạt bắt đầu run sợ. Ai cũng không thể động tới một sợi lông của nó, ngay cả đại trưởng lão như ngươi cũng không được. Khi chữ cuối cùng từ miệng thân ảnh màu tím này vang lên, hàn ý bắt đầu tràn ra. Ngay khi Huyền Phạt kinh hãi cùng run sợ, thân ảnh màu tím kia đột nhiên đánh ra một quyền, hung hăng đập vào mặt Huyền Phạt. Một quyền này khiến cho Huyền Phạt hoàn toàn không có lực chống lại. Phốc phốc! Dưới một quyền của thân ảnh màu tím này, Huyền Phạt lập tức phun ra một ngụm máu tươi cùng với mấy chiếc răng. Mà thân thể hắn cũng giống như chiếc diều đứt dây hung hăng rơi xuống, rồi nặng nề đập vào vách đá dựng đứng trên hạp cốc. Phanh phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, kinh lực đáng sợ trực tiếp khiến cho vách núi run rẩy. Nơi Huyền Phạt rơi xuống, mặt đá cực lớn sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi. Từng khe hở trên thạch bích lan tràn ra chung quanh. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi rung động, không có người nào dám tiến lên, cũng không có một trưởng lão nào dám nói gì. Trong lòng tất cả đều đang run rẩy, cảnh tượng rung động bực này không phải bình thường. Đại trưởng lão tuyệt đối được tính là người mạnh nhất trong bát giai, thế nhưng trước mặt nhị hoàng tử lại giống như không chịu nổi một kích. Đây là thực lực vượt qua bát giai sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, loại thực lực này có bao nhiêu người có thể chống lại được? Không hổ là Huyền Hạo. Nhìn qua không trung, Tử Hiên lão tổ có chút vui vẻ thầm nói. Giống như Nam Thúc. Đều là chuẩn đế sao? Lúc này Lục Lâm Thiên cũng rung động, loại thực lực này quá mức đáng sợ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức hủy diệt. Thân thể đại trưởng lão kia bị kẹt dưới thạch bích, cũng không biết sống chết như thế nào. Một quyền đập đại trưởng lão xuống, ánh mắt thân ảnh màu tím kia lúc này mới nhu hòa một chút. Người này xoay người lại, thân ảnh lóe lên lập tức tới bên người ba người Huyền Vũ, Tiểu Long, Lục Lâm Thiên. Nhị ca! Không ngờ huynh đã tới chuẩn đế, chúc mừng huynh. Huyền Vũ kích động không thôi, cảnh giới chuẩn đế, đây chính là con đường mà đế cấp cửu giai phải qua, cách đế cấp một khoảng rất gần. Thực lực kinh khủng vừa rồi của nhị ca hắn đã đại biểu cho tất cả. Tam đệ, làm khổ đệ rồi, đệ không sao chứ? Nhìn Huyền Vũ, trong mắt Huyền Hạo hiện lên sự cảm kích. Chúng ta là huynh đệ, thân huynh đệ. Huyền Vũ nhìn Huyền Hạo rồi nói. Giữa huynh đệ không cần nói quá nhiều, hắn lập tức nhìn Tiểu Long rồi nói. Nhị ca, đây là Tiểu Long, hài tử của huynh. Huyền Hạo nhìn chăm chú vào Tiểu Long, mối liên hệ vô hình giữa huyết mạch đã khiến hắn vừa tới đã nhận ra. Đây là cốt nhục của hắn, hài tử của hắn. Tiểu Long luôn nhìn chăm chú vào thân ảnh màu tím này. Lúc này nhìn thân ảnh màu tím ngay trước mắt, đạo thân ảnh này dường như đã được hắn phác thảo trong lòng rất lâu rồi. Mà bây giờ thân ảnh này rốt cuộc cũng đứng trước mặt hắn. Nhìn qua đôi mắt rưng rưng cùng với hiền từ kia, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tiểu Long run lên, trong mắt không nhịn được mà bắt đầu ướt át. Hài tử, phụ thân tới chậm, về sau có phụ thân ở đây, không có ai dám bắt nạt con nữa. Nhìn thiếu niên đứng tới vai trước mặt,
toàn thân Huyền Hạo run lên rồi nói. Phụ thân, ánh mắt Tiểu Long biến đổi, đôi môi khẽ mở, rốt cuộc trong miệng không nhịn được mà hô lên một tiếng phụ thân không lưu loát. Nói xong nước mắt không nhịn được mà chảy ra, vì ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, từ nhỏ bị hai tộc vứt bỏ, còn bị đuổi giết, mãi cho tới khi gặp lão đại, cho tới ngày hôm nay tới Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng đám người này lại không nhận hắn. Hắn giận, hắn hận. Thế nhưng sau khi hô lên một tiếng phụ thân, dường như Tiểu Long đã phát tiết sự ủy khuất của mình, hận ý trong lòng cũng giảm bớt đi một chút. Hai tử, không được khóc, hai tử của ta không thể tùy tiện khóc như vậy được. Thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên, ánh mắt Huyền Hạo run lên, trường bào tung bay, bước tới bên cạnh Tiểu Long. Hai tay lau nước mắt từ trong mắt Tiểu Long chảy xuống. Tuy rằng nói vậy thế nhưng trong đôi mắt của hắn cũng ướt át, những giọt lệ nóng xuất hiện. Phụ thân, Tiểu Long ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, lập tức nhào vào trong lòng thân ảnh màu tím này. Giây phút này hắn đã chờ mong quá lâu, chờ đợi quá lâu, đồng thời cũng trải qua quá nhiều chuyện. Hai tử, là phụ thân có lỗi với con, làm con bị liên lụy. Huyền Hạo giang hai tay ra, đem hài tử của mình ôm vào trong lòng. Trong đám người, trong đôi mắt xinh đẹp của Huyền Doanh không biết từ khi nào xuất hiện hai giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống. Một cánh tay giơ lên, đem hai giọt nước mắt của nàng lau khô đi. Ca ca. Huyền Doanh nhìn qua người vừa mới lau khô nước mắt cho mình, người này chính là ca ca nàng, Huyền Kình. Cả không trung giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú nhìn lên không trung. Cảnh tượng cảm động này khiến cho trong lòng mọi người đều rung động, trong mắt vô số người phía dưới bắt đầu có chút ẩm ướt. Hai mắt đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng có chút ẩm ướt, thầm cao hứng thay Tiểu Long. Trong mắt của bọn họ Tiểu Long chính là thân nhân, là người nhà. Huyền Vũ Lăng không đứng đó, thân ảnh đứng bên cạnh phụ tử hai người không nói gì. Lục Lâm Thiên lui sang một bên, mắt nhìn Tiểu Long không khỏi nóng lên. Đồng thời trong lòng cũng nhớ tới mẫu thân, phụ thân. Hắn đi tới thế giới này cũng có mẫu thân, phụ thân, còn có Tâm Đồng, Tiểu Bạch, Tiểu Long, Vô Song, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lão Độc Vật, Quỷ Tiên Tử là người một nhà. Nhớ tới chuyện này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy ấm áp. Khi tới đây hắn đã không còn cô đơn nữa. Vốn hắn là một người nhân từ, vì bảo vệ người bên cạnh cho nên không thể hiền lành được nữa. Hắn phải dùng toàn lực, cho dù liều mạng cũng không tiếc. Bởi vì phần tình cảm này vô cùng quý giá. Giờ phút này không có ai nhìn thấy, ánh mắt Huyền Cốt phía xa run lên, trong mắt có chút ẩm ướt. Thế nhưng lại lén lút lau đi, chỉ có Huyền Doanh đảo qua, thế nhưng khi nàng nhìn qua phụ thân nàng đã khôi phục lại bộ dáng không hề bận tâm như trước đó. Lúc này, Huyền Phạt ở hạp cốc phía dưới lần nữa phun ra máu tươi, thân thể từ trong thạch bích giãy giụa đi ra, máu tươi đầm đìa, cơ thể bị trọng thương. Không có người nào dám quấy rầy cảnh phụ tử gặp mặt trên không trung. Mà ngay cả đám trưởng lão Huyền Vũ nhất tộc cũng không có ai dám xen vào. Tiểu Long, để cho cha xem nào. Một lúc lâu sau, phụ tử hai người mới buông nhau ra. Huyền Hạo nhìn thiếu niên trước mặt, cẩn thận đánh giá. Giờ phút này, cường giả ngút trời trước đó dường như đã biến mất, hắn chỉ là một người phụ thân bình thường. Hai tay vuốt mái tóc của Tiểu Long, khóe miệng mỉm cười nói. Đã cao như vậy rồi, cũng lớn lên. Những năm này con sống thế nào? Có phải ăn không ít đau khổ, đúng không? Không có. Tiểu Long lắc đầu nói. Con sống rất tốt, con được lão đại chiếu cố, chỉ là có chút nhớ phụ thân cùng mẫu thân mà thôi. Huyền Hạo ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, từ trong miệng Huyền Vũ hắn cũng đã biết được cảm tình của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Động tĩnh ở trong tộc tuy rằng hắn ở trong cấm chế thế nhưng cũng biết không kém lắm. Trong mắt Huyền Hạo hiện lên sự cảm kích, nói. Lục Lâm Thiên, đa tạ ngươi đã chiếu cố Tiểu Long. Đa tạ. Tiểu tử không dám. Tiểu Long là huynh đệ tử tiểu tử. Chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Lục Lâm Thiên cúi đầu, thi lễ nói. Phụ thân, chúng ta đi thôi, chúng ta đi tìm mẫu thân có được không? Tiểu Long nhìn Huyền Hạo rồi nói. Tốt, phụ thân đi cùng con tìm mẫu thân. Không thể để cho con một mình đi tìm kiếm như vậy nữa. Huyền Hạo nói. Vâng. Tiểu Long khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Huyền Hạo. Người quá cản rỡ. Giữa không trung, thân ảnh Huyền Phạt không biết từ khi nào đã lần nữa xuất hiện giữa không trung,
máu tươi đầm đìa, khí tức suy yếu. Lúc nói chuyện cũng có thể thấy được mấy cái răng của hắn rơi xuống. Đáng chết! Mắt nhìn đại trưởng lão, trong mắt Tiểu Long xuất hiện hàn ý, Huyền Vũ muốn nói gì đó, thế nhưng lại bị Huyền Hạo ngăn cản, nhìn qua đại trưởng lão rồi nói. Đại trưởng lão, hôm nay quả thực ta đã làm càn, thế nhưng ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Huyền Phạt biến ảo, cơ mặt run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cốt rồi nói. Tộc trưởng, ngươi phải làm rõ việc này. Thân là tộc trưởng chẳng lẽ ngươi không nói lấy vài lời sao? Nếu như việc này không xử lý, sau này tộc quy sẽ làm như thế nào? Đại trưởng lão, Huyền Cốt tiến lên, lời còn chưa dứt thì đại trưởng lão tiếp tục nói. Thân là tộc trưởng, cần phải có chút gánh nặng, cũng phải xử lý công bằng. Ánh mắt Huyền Cốt biến đổi, thân thể bước lên một bước, nhìn Huyền Hạo trên không trung. Các ngươi lùi xuống phía trước đi. Huyền Hạo nhìn Huyền Cốt, trường bào quét qua, ý bảo Tiểu Long cùng Huyền Vũ, Lục Lâm Thiên lui về phía sau. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía trước. Nhị đệ, đệ vì con mà sốt ruột thế nhưng cũng không nên ra tay với đại trưởng lão. Nhanh tạ tội với đại trưởng lão. Huyền Cốt nhìn Huyền Hạo, một lát sau rồi nói. Tộc trưởng, Huyền Hạo đả thương ta là chuyện nhỏ, ta cũng có thể không truy cứu. Thế nhưng có một chuyện khác cũng không thể xúc phạm. Đại trưởng lão nhìn qua Huyền Hạo, Tiểu Long rồi nói. Đại trưởng lão, lúc này. Huyền Cốt nhìn đại trưởng lão, khẽ than nhỏ. Tộc quy do các tiền bối truyền xuống cho dù là ai cũng không thể vi phạm. Tuy rằng ngươi là tộc trưởng, thế nhưng cũng đừng quên Huyền Vũ Hoàng tộc là của tất cả tộc nhân Huyền Vũ Hoàng tộc. Ta cũng có nhiệm vụ nhắc nhở nghĩa vụ và quyền lợi của ngươi. Đại trưởng lão ngắt lời Huyền Cốt rồi nói. Đại trưởng lão, đơn giản chính là ngươi không muốn cho Tiểu Long rời đi. Ngươi đừng quên, trên người Tiểu Long có Huyền Vũ thần xác của tiền bối trong tộc. Cũng tương đương với thân truyền đệ tử của ngươi, ngươi dám động vào sao? Huyền Vũ quát lên một tiếng. Hừ, vậy thì cũng phải phế bỏ tu vi, thu hồi Huyền Vũ thần xác. Huyền Vũ thần xác của tiền bối, sao có thể để trên người kẻ có huyết mạch không tinh khiết? Cơ mặt đại trưởng lão run rẩy, cắn răng nói. Tam đệ. Huyền Cốt khẽ thở dài nhìn Huyền Hạo rồi nói. Đệ xem. Tộc trưởng, không cần phải nói, ta sẽ không để cho tộc trưởng khó xử. Huyền Hạo quay đầu nhìn Tiểu Long, thân thể lần nữa đạp vào không trung, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh. Trong các người chỉ có một số người không chấp nhận sự tồn tại của Tiểu Long mà thôi. Nó không sai, người sai là ta. Tất cả chuyện hôm nay do một mình Huyền Hạo ta gánh chịu, không phải muốn phế bỏ tu vi sao? Vậy thì chuyện này cũng do ta gánh chịu. Thanh âm của Huyền Hạo vang lên rồi lan truyền ra xa. Thanh âm như sấm rền vang vọng trên không trung, trong thanh âm hiện lên sự bất đắc dĩ. Mà Huyền Hạo vừa mới dứt lời, quanh thân Huyền Hạo đã có một cỗ năng lượng vô hình lan tràn. Bên trong năng lượng lan tràn xen lẫn năng lượng thuộc tính thủy. Trong không gian, năng lượng thuộc tính thủy khiến cho thiên địa chấn động. Ngay trong chốc lát có một đạo quang mang quỷ dị từ trên mặt Huyền Hạo tràn ra. Đột nhiên hóa thành một hư ảnh quy xà tương giao cực lớn, giống như thú ảnh khi thi triển Huyền Vũ nộ vậy. Ngao! Hư ảnh khổng lồ này xuất hiện tức thì rít lên một tiếng giống rồng ngâm. Giờ phút này cả không gian run rẩy, từ bốn phương tám hướng có một cỗ năng lượng kinh khủng kéo tới. Đồng thời một cỗ yêu hoàng khí khủng bố lan tràn, năng lượng khủng bố bắt đầu khiến cho không khí vặn vẹo. Yêu hoàng khí thiên cấp, khí tức thật đáng sợ. Uy áp thật mạnh. Uy áp này thật đáng sợ a. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ trên hư ảnh quy xà tương giao, vô số ánh mắt trong Huyền Vũ nhất tộc kinh hãi, cỗ năng lượng kia khiến cho mọi người hoảng sợ. Trong nháy mắt, gợn sóng trên không trung lắc lư, những yêu thú Huyền Vũ nhất tộc có tu vi thấp trực tiếp run rẩy. Tất cả sẽ do ta gánh chịu, ta tự phế tu vi. Huyền Hạo dứt lời, ở giữa hư ảnh quy xà tương giao lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ. Nhị ca, không được. Nhị đệ, không. Nhị hoàng tử, không thể được. Trong chớp mắt có vô số người hét lớn, dường như tất cả mọi người đều biết Huyền Hạo đang định làm gì. Từng đạo thân ảnh bắn ra, chỉ tiếc mọi người chạy tới đã không kịp. Năng lượng cực lớn hóa thành một vòng quang mang lớn trên không trung rồi nổ tung ngay sau đó. Năng lượng thuộc tính thủy cuồng bạo vô cùng khuếch tán, thanh âm cực lớn vang vọng trên không trung. Phanh phanh. Hư ảnh quy xà tương giao bằng năng lượng khuếch tán, không gian xuất hiện chấn động kịch liệt. Một đám quang mang chói mắt tán loạn,
trực tiếp bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh. Dưới năng lượng khủng bố như vậy, đám người Huyền Cốt, Huyền Vũ cũng bị ngăn cản. Sau khi bị họ phát hiện ra Huyền Hạo định làm gì thì đã không còn kịp nữa rồi. Năng lượng khủng bố phủ xuống, trong phạm vi năng lượng ảnh hưởng tới giống như có một cây pháo hoa nổ, vô cùng rực rỡ cùng đẹp đẽ. Thế nhưng dưới sự rực rỡ cùng đẹp đẽ kia lại cất giấu lực lượng hủy diệt. Không gian nứt vỡ từng khúc, dưới mặt đất, sơn băng địa liệt, đất đá bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố này so với công kích của đại trưởng lão thi triển khi trước còn rung động hơn nhiều. Khiến cho vô số người chung quanh trợn mắt líu lưỡi. Không xong, yêu đan nghiền nát, tự hủy tu vi. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú lên không trung, hắn tuyệt đối không ngờ Huyền Hạo này sẽ làm như vậy. Yêu đan tự nghiền nát, phế đi tu vi của mình. Đây là một cường giả yêu tộc chuẩn đế a. Kinh khí khủng bố lan tràn ra chung quanh rồi từ từ biến mất trong hư không, giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Nhị hoàng tử. Dưới không trung, phần đông trưởng lão kinh hô. Ai cũng thật không ngờ nhị hoàng tử có thể làm như vậy. Yêu đan bị nghiền nát, tự hủy tu vi. Yêu đan đối với yêu thú mà nói chính là tính mạng. Yêu đan bị nghiền nát, hậu quả không cần phải nói, tu vi theo đó cũng mất sạch. Phốc phốc, máu tươi trong miệng Huyền Hạo được phun ra, toàn thân suy yếu, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Ai? Người xuất hiện trước mặt Huyền Hạo đầu tiên lại là Tử Hiên lão tổ, một tiếng than nhẹ từ trong miệng Tử Hiên lão tổ vang lên. Tử Hiên lão tổ đánh ra mấy đạo chỉ ấn lên người Huyền Hạo rồi nói. Huyền Hạo, tội gì ngươi phải khổ như vậy chứ? Tu vi mấy ngàn năm mất sạch, ngươi đi tới một bước này đã không dễ dàng rồi. Tử Hiên tiền bối. Huyền Hạo được Tử Hiên lão tổ dìu, máu tươi trong miệng lần nữa tràn ra. Miệng nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ. Nhị đệ, nhị ca. Huyền Cốt lập tức đi tới bên người Huyền Hạo, theo sát là thân ảnh Huyền Vũ. Hai người đều biến sắc, kinh hãi tới mức khuôn mặt trắng bệch. Không ít trưởng lão cũng lách mình đi tới. Cả đám đều bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Đại ca, thế này đủ chưa? Huyền Hạo nhìn Huyền Cốt cười nói. Nhị đệ, đệ làm gì vậy, đệ khiến ta. Huyền Cốt còn chưa dứt lời đã bị Huyền Vũ quát. Đại ca, huynh còn không biết xấu hổ nói như vậy sao? Nhị ca vì các ngươi ép cho nên mới làm như vậy. Tam đệ, đệ không thể nói lung tung. Huyền Hạo quát Huyền Vũ. Nhị ca, tới bây giờ mà huynh còn nói hộ huynh ấy sao? Huyền Vũ tức giận dậm chân. Huyền Hạo nhìn Huyền Vũ cười khổ, lập tức nhìn Huyền Phạt trên không trung nói. Đại trưởng lão, đủ chưa? Thân hình đại trưởng lão lảo đảo lùi về phía sau một bước. Miệng không nói gì, ánh mắt sững sờ. Phụ thân, Tiểu Long vẫn ngây ngốc trong không trung, hoàn toàn kinh ngạc. Giờ phút này hắn mới phục hồi lại tinh thần, miệng hét lớn một tiếng. Thân ảnh phóng về phía Huyền Hạo, Lục Lâm Thiên lúc này cũng hồi phục tinh thần lại, theo đuôi đi tới. Phụ thân, thân ảnh Tiểu Long lập tức đi tới bên người Huyền Hạo. Mắt nhìn thấy phụ thân suy yếu, trước ngực có vết máu loang lổ. Nước mắt không nhịn được mà lần nữa chảy ra. Tiểu Long, phụ thân không sao, không chết được đâu. Chỉ là những lời cha vừa nói qua, về sau không còn ai có thể bắt nạt con, sợ rằng phải nuốt lời rồi. Thế nhưng về sau kẻ nào dám bắt nạt con thì phải dẫm lên thi thể của phụ thân mới được. Trên mặt Huyền Hạo cố nặn ra nụ cười. Nhìn thấy Tiểu Long tới, Tử Hiên lão tổ giao Huyền Hạo cho Tiểu Long. Phụ thân, sao người phải làm như vậy? Sao người phải tự hủy yêu đan của mình? Tiểu Long dìu phụ thân, lệ rơi đầy mặt. Mới vừa rồi phụ thân còn là cường giả khí thế ngút trời, thế nhưng bây giờ đã trở thành phế nhân. Đứa nhỏ ngốc, là phụ thân sai. Phụ thân phải trả giá, thế nhưng cho tới bây giờ phụ thân luôn cảm thấy may mắn, không có một chút hối hận nào. May mắn vì gặp được mẫu thân con, còn có con nữa.